Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Có con nên cưới chồng. Thưa các bạn, kết hôn sớm có phải là một điều hạnh phúc hay không? Hay đây chính là một khoản nợ hôn nhân mà chúng ta đã vướng phải sớm hay muộn mà thôi? Cô sinh ra đã là một đại tiểu thư, hai từ cực khổ đối với cô tự như một thứ xa xỉ mà cô chưa bao giờ phải trải qua cả. Sự lạnh nhạt cao nhã bẩm sinh tắt ra từ cơ thể của cô, khiến cho người ta chỉ có thể dám từ xa đứng nhìn, tự như một cô công chúa cao quý, không ai dám đến xâm phạm cả. Thế nhưng người thanh niên kia lại không ngần ngại, bước qua rào cản đó mà tiến tới gần cô. Anh ta lại có thể kéo cô chạy trên quãng đường dài để chạy trốn bọn lưu manh đuổi bắt. Rồi lại bạo gan mà cướp đi nụ hồn đầu của cô. Nhìn về bề ngoài của anh ta thật là lạnh nhạt. Nhưng rồi anh ta đã từng bước từng bước một Xóa tan đi sự phòng bị trong lòng của cô Đây rồi đã khiến cho cô không ngần ngại Dâng lên đêm đầu tiên của mình Với biết bao cảm xúc Nhiệt tình nóng bỏng Và kết quả của sự tình đó Chính là khi cô phát hiện ra Mình đã mang thai giọt máu của anh ta Khi vừa tròn 17 tuổi Đây chính là một sự việc đánh dấu bước ngoặt Trong cuộc đời của cô Cô phải đối mặt với sự việc này như thế nào đây Nó đã trở thành một bước ngoặt Trong cuộc đời của cô không nằm theo kế hoạch mà cô đã dự đoán trong tương lai. Nghe sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng dõi theo diễn biến hấp dẫn trong tập 1 của bộ truyện này nhé. Sai thời điểm, gặp đúng người là tiếng thở dài. Ngày 23, doanh thu của ba thị trường chứng khoán lớn ở châu Âu đều giảm. Chỉ số doanh thu của Anh Quốc, FT100 được báo là 5.548,08 điểm, mức độ giảm là 9%. Chuyển số doanh thu của nước Pháp được báo là 3.710,61 điểm, mức độ giảm. Mở laptop, cô gái xinh đẹp mê người đang nói, dùng giọng nói rõ ràng lại trong sáng thông báo tình hình thị trường chứng khoán toàn cầu, làm cho cả căn phòng yên tĩnh thêm một chút sinh động. Ánh nắng mùa hạ đầu tiên từ bên ngoài tràn vào, nơi có âm thanh êm tai này từ lúc cửa sổ mở ra, rèm cửa sổ trắng như tuyết hiện lên trong suốt nhàn nhạt, nhạt. Trong không khí, bụi nhẹ nhàng bồng bềnh khiêu vũ giữa ánh nắng vàng mềm mại, từng điểm từng điểm, dấu chân qua mặt trời len lỏi qua ngưỡng cửa sổ, phủ lên trên sàn nhà bằng gỗ sạch bóng sáng loáng. Một căn phòng sáng sủa, không thể nhìn ra giới tính của căn phòng này. Trong phòng ngủ rộng rãi, không có một chút hỗn độn nào của việc mới thức dậy buổi sáng dần lớn ngay ngắn chỉnh tề, chăn tơ tam trắng tinh, gối đầu chắc nịch, trật tự ở đúng vị trí, không có một nếp nhăn nào cả. Không thấy búp bê đáng yêu, cũng không có sản phẩm robot chạy bằng điện, tất cả đồ dùng ở trong phòng đều đơn giản và trang nhã, lau chùi sạch sẽ, giống như một căn phòng mẫu dãy sáng mặt trời rực rỡ vậy. Thị trường chứng khoán New York liên tục giảm xuống, chuyên gia chỉ ra là do bị chèn ép bởi các tư liệu báo cáo hợp tác kinh tế với châu Âu không khả thi. Căn cứ vào báo cáo của Bộ phận Lao động nước Mỹ, tuần trước lần đầu tiên dẫn đầu số dân thất nghiệp của hầm. Một bóng dáng thành lệ thoáng hiện ra, lướt qua trong toilet, cho thấy chủ nhân của căn phòng này là một cô gái. Cô gái từ bên trong đi ra, một thân trình tề ngay ngắn, mái tóc đen nhánh trơn bóng buộc lên đơn giản, vầng trắng cao đầy đặn biểu hiện là một cô gái xinh đẹp. Tóc mái uốn cong tự nhiên tỉ mỉ mềm mại tay áo sơ mi ngắn màu trắng mộc mặc váy caro màu táo hợp với giày màu đen bộ đồng phục học sinh này vô cùng quy cổ. huy hiệu xinh xắn sắc sảo rõ ràng ở trước ngực cho thấy là một cô nữ sinh trung học mở cặp sách tối ngày hôm qua đã chuẩn bị xong kiểm tra một lần nữa xác định tất cả những thứ cần thiết đã được bỏ vào trong đủ ngẩng đầu lên khuôn mặt hoàn mỹ trong trèo nhưng lạnh lùng biểu cảm qua nét mặt có một chút không phù hợp với tuổi tác của cô bản tin tài chính và kinh tế vừa lúc kết thúc khuôn mặt xinh đẹp đang nói biến mất khi laptop khép lạnh bây giờ là 6 giờ 30 phút theo giờ chuẩn của trung Nguyên. trong không gian yên tĩnh vết tích của chủ nhân đã biến mất phòng ngủ lại khôi phục lại sự yên tĩnh một lần nữa toilet như tết trắng vừa được sử dụng như mới một chút xíu nước đọc cũng không thấy sạch sẽ làm cho người ta phải thán phục không nhiễm một hạt bụi bẩn nào cả quản gia của siêu xa Thấy tiểu thư đúng giờ đi xuống dưới lầu ba thì lập tức truyền cho người nữ giúp việc trong nhà bếp một ánh mắt. Mà giúp việc nữ đã sớm quen thuộc tất cả quá trình, bưng gai từ nhà bếp đi tới phòng ăn. Tay mễ lộ trong suốt nhẹ nhàng khoan khoái, tàn ra hương dừa thơm ngọt ngào, bánh mì nướng vàng, quét lên lớp sốt trái dâu tươi ngon, lại thêm trứng ốp lết thần thơm ngon, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến cho người ta thèm thuồng. Đây chỉ là bữa sáng bình thường ở Diêu Gia Thần là con của một chủ khách sạn lớn Con gái duy nhất của Diêu Giật Châu Diêu Thủy Tinh Người cô cũng như tên gọi Trong suốt tự như Thủy Tinh Mỹ Lệ Nhưng cũng lạnh lẽo Tuổi còn trẻ Cuộc sống lại không phải theo kỳ luật thường Mỗi ngày đúng 6 giờ rơi xuống 6 giờ rưỡi xuống ăn sáng Rồi bây giờ đi đến trường Khẩu vị của cô Cho dù là quan sát phục vụ mấy chục năm ở theo Gia Cũng không biết rõ lắm Cô như là không đặc biệt yêu thích cái gì cả Đối với thứ gì cũng nhàn nhặt Đó không phải là một loại lạnh lẽo Do cô ý giả vờ Mà đã chảy ở trong máu Sự lạnh nhặt bẩm sinh Cô không kén ăn Cơ bản nhà bếp làm ra cái gì Thì cô sẽ ăn cái đó So với người nhìn mẹ mảnh may Diều thủy tinh được coi là cô chủ nhỏ cực kỳ dễ phục vụ Nhưng biểu cảm lạnh nhặt của cô lại giống như cha Tự có một loại y phong Làm cho người ta không tự giác muốn mở mẫm thấu đáo khẩu vị của cô trăm phương ngàn kế để làm cho cô vui vẻ đáng tiếc vẫn là không đán ra nhìn diêu thị tinh ăn cho tới bây giờ vẫn là một loại hưởng thụ tuyệt tình khả ăn trắng như tuyết trình tề đệm ở trên đùi cô ăn vô cùng tao nhã không nhanh không chậm quả nhiên không hổ danh là tiểu thư nhà giàu loại khí chất phái nữ này mà dù mới 16 tuổi đã có thể hiện vô cùng tinh tế 6 giờ 55 phút, cô đúng giờ đặt đồ ăn xuống, cầm khăn ở một bên lên rồi nhẹ nhàng lau miệng. Đứng dậy, đi ngang qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, thì từ nơi xa truyền đến tiếng hát nước rất rõ. Khoai môi của cô vô cùng nhỏ cong lên, nhận thấy cặp sách quản gia đưa tới, lễ độ nói lời cảm ơn. Ngoài cửa tài xế đang chờ, chiếc xe sang trọng luôn dừng ở chỗ đó. Cảnh tượng mỗi ngày đều giống nhau, cho dù nhắm mắt lạnh, thì cô cũng có thể biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cuộc sống như thế thật giống như nước, bình tĩnh có quy luật, không có ngoài ý muốn, không có kích thích nhưng mà cô thích. Cô thật sự thích cuộc sống như thế, nó làm cho cô an lòng chắc chắn. Trung học Dục Đức là một trường trung học vô cùng nổi tiếng, không giống như các trường học tư nhân có học phí đắt đỏ làm cho người ta tắc lưỡi. Chỉ có những đứa trẻ nhà có tiền, có quyền mới có thể nhập học. Dục Đức cũng giống như tên của nó, lấy việc bồi dưỡng phẩm đức, tổ chất của học sinh để làm mục đích lập trường. Có lẽ với hôm nay thì kiều đường lối như xã hội xưa như vậy có một chút kiên trì cũ kỹ, hơi buồn cười. Nhưng dục đức lại dùng phần kiên trì này đang giáo dục các tầng lớp có được địa vị đáng khâm phục. Trước tiên không đề cập tới tỷ lệ học sinh đều đặn, xếp ở hạng cao nhất trong năm. Chỉ nhìn học sinh dục đức một cách đơn thuần khi đứng giữa đám bạn bè cùng lứa tuổi thật sự là có kỳ chất rất chúng phong cách của trường học giản dị trường học cũng nghiêm khắc chuyên tâm như đúng khẩu hiệu của hiệu trưởng trên dưới một lòng là trường học văn hóa khiến dục đức trở thành trường học hạng nhất đó cũng là nguyên nhân khiến trước kia diêu thủy tinh lựa chọn trường này cô sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào cả dĩ nhiên cha mẹ cô tuyệt đối không quan tâm đến chuyện này chẳng qua họ đều ngầm có chung một nhận thức con cái của những nhà giàu khác hoặc là vào trường học tư nhân danh tiếng hoặc là gửi ra nước ngoài làm ABC gì đó. Không giống như cô, lựa chọn trung học dục đức đơn giản, kỳ thực rất là đặc biệt. Chỉ là cô thích sự khác biệt như vậy. Tự như cô đang chọn giống và gây giống phẩm đức mà thật ra cũng không phải là nhìn trốn mọi ưu điểm. Cũng là bởi vì hai bạn tốt của cô hướng phù nhã và nghe vối vối cũng đi học như thế. Rất khó tưởng tượng Tính cách của cô như vậy lại có thể kết bạn, hơn nữa còn là hai người. Các cô quen biết trong nước, cơ duyên khéo hợp, như vậy thành bạn tốt không nơi nào không thể nói chuyện. Cô quý trọng tình bạn này và cũng thật lòng yêu thích hai người bạn của mình. Trời sinh tính tình của cô yên tĩnh, không nói nhiều, nhưng khi ở gần bạn bè lại có một loại ấm áp chất khác. Tị Đinh à, cho tớ mượn vào ghế chép toán học xem một chút nào. Hướng vô nhã chăm chỉ học tập, Thành tích luôn là vô cùng ưu tú Nhưng cô lại không giống với siêu thị tinh Đối với chữ số là trời sinh nhạy cảm Tính ra mà nói Toán học của cô coi như thiếu một chút nữa là trượt trống tuyển Lấy vợ đã sở sang xong của mình đưa cho bạn tốt Nhận được một cái mỉm cười ngọt ngào xem như là lời cảm ơn Cô nhạt nhạt cong lên khóe môi Rồi quấy đầu tiếp tục dùng máy tính của mình Hiện tại thị trường chứng khoán đã bắt đầu phiên giao dịch mới, vừa lúc có thể nhân giờ nghỉ sự khóa học để mà coi một chút. Tiểu nhã à, hôm nay tôi bắt đầu ra ngoài tìm xem có cơ hội nào để đi làm hay không rồi. Buổi chiều không thể cùng cậu đi ngắm cảnh hoàng hôn rồi. Nghe bối bối gặp một quả táo, mơ hồ không rõ các tiếng nói. Tại cao như cậu, làm sao phải đi làm chứ? Có người mời sao? Có thì tỉ tin ở đây, chuyện gì là không thể cơ chứ? Nghe bối bối cười tiếp mắt, nhìn cái cô nàng đang cúi đầu lại hoay với máy tính kia, vẻ mặt sáng lặng. Cũng đúng nha, hướng phù nhã khó nhẹ đầu bút ở trên bàn vừa đúng hôm nay tôi cũng có chuyện không thể đi chúng ta đều không đi vậy chắc chắn thủy tinh cũng sẽ không đi 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 ngắm hoàng hôn là sở thích của hướng phù nhã mà hai bạn tốt chỉ cần có thời gian cũng sẽ đi cùng với cô diều thủy tinh không tiếp lời nhân vật chính đều không đi cô còn đi làm gì có chứ cô cũng không phải là loại thiêu nữ ôm ấp tình cảm lãng mạn nhìn về phía hoàng hôn có sầu tư gì rồi cảm giác thật là lộng lẫy Thực tế mỗi lần ngồi ở đó, cô đều cúi đầu nhìn thị trường chứng khoán Anh cốt, thỉnh thoảng nghe bạn tốt nói chuyện phiếm đùa giỡn. Cô thích cuộc sống như vậy, ngọt ngào lại thoải mái. Trên đường đi yên tĩnh, tịch mịch, hai bên là cây phượng hoàng mộc sang ra trong gió nhẹ. Đúng đăng kỳ hoa nở, điểm điểm mấy nụ hoa đầu cành đung đưa, đồ bóng dài ở trên con đường. Lúc đi học luôn là vô cùng náo nhiệt, nhưng sau khi tan học, tất cả học sinh, bao gồm cả giáo viên đều rời khỏi, trở lại cái loại tĩnh lặng này diều thủy tinh một mình đi trên con đường đã dọn sạch sẽ sáng sớm đã thông báo với tài xế đón cô muộn hơn 2 giờ dù kế hoạch có thay đổi nhưng cô cũng không muốn về nhà ngay ra khỏi công trường thì thấy con đường thẳng lớn đột nhiên có loại cảm giác thôi thúc muốn đi thử một lần trong không khí nhằn nhặt mùi cây mộc hương nhiệt độ đầu mùa hè vào lúc chẳng vàng tối là vô cùng sảng khoái đi tới dọc theo con đường cô lại cảm thấy vui vẻ lần đầu tiên nắm máy tính bảng trong tay nhưng cô không xem thị trường chứng khoán chỉ là cầm mà thôi cô thích cuộc sống có quy luật thích tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của mình có lẽ cô không muốn thừa nhận nhưng dòng máu của rêu Sắt Châu chảy trong cơ thể của cô thật ra thì cô giống ông ta thích khống chế thích quyền uy tuyệt đối không thích mọi thứ trịch đường dây Ngoài thể hiện ra sự dịu dàng với bà tốt, thì cô gần như 100% kế thừa bản chất lãnh khúc đặc biệt của đàn ông, giống như là cha của cô vậy. Ở trên đời này ngoài mẹ ra, trong mắt trong lòng của ông không có người nào khác cả, ngay cả con gái ruột thịt của mình, cũng là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có điều cô cũng không ngại. Đã nói cô thật sự là con gái của Diêu Giật Châu, thì chẳng những bề ngoài, mà ngay cả tính tình cũng thừa kế 100% trời sinh tính cảm lạnh nhạt như vậy có tính là một khuyết điểm hay không đi thẳng quẹo phải là một con đường hẹp nhỏ càng đi lại càng hoang vắng cô chưa từng tới nơi này nhưng ngày hôm nay cô lại nghĩ khó có dịp được tâm tình tốt nên cứ đi thêm một chút xuyên qua một mảnh hàng cây dày đặc cô nhớ vòng qua cái ngõ hẻm kia là có thể tiến ra đường lớn cô nhận biết phương hướng rất tốt chưa từng bị lạc đường làm cho hoang mang chỉ là nơi này vô cùng thật sự, vô cùng tĩnh lặng, một loại yên lặng mà cô rất thích. Ngoài gió thổi cành cây lay động, tiếng chim hấp mê người, lại còn có tiếng người nữa. Cô dừng bước lại, nghe ngay chỗ rẽ truyền tới một giọng nói của phái nam. Đó là giọng nói đang trong thời kỳ đổi giọng, rất đặc biệt, vừa nghe đã khó quên. Hạ Viễn Hằng, mày kêu ngạo quá rồi đó. Đại ca có bạn đào với ý của mày, muốn nhà mày làm đàn em, mày lại không nề mặt sao hả? Chọc giận bọn tao có biết là sẽ có kết quả gì không hả? Không nói lời nào là có ý gì hả? Mày xem thường bọn tao sao? Rất rõ ràng, nơi đó không chỉ có một người. Cô đứng lại yên tĩnh suy nghĩ. Trở về đường cũ hay là tiếp tục đi tới đây? Nếu như trở lại đường cũ, nghĩa là cô phải tốn nửa giờ mới có thể đi tới. Nhưng tiếp tục tiến lên lại có thể gặp phiền tái. Cô không sợ phiền tái, nhưng cô lại ghét bị chuyện không liên quan dây vào bản thân có điều dường như cũng không theo suy nghĩ của cô không tới một phút sau trong ngõ hẻm đã truyền đến tiếng đánh nhau còn có tiếng kêu thảm thiết tê lương mặc kệ nó tiểu tử này bị thương mà vẫn cả gan như vậy mọi người cùng xông lên một trận hỗn loạn xem ra là đánh tập thể tôi để rồi cô thừa nhận cô không phải là loại người có lương tâm có đạo đức xã hội cô ghét chảy máu chảy mồ hôi kẻ lũ con trai tiết học môn quá thừa thải, muốn phát tiết ra ngoài bằng mọi hành động Thôi thì nửa giờ, thì nửa giờ vậy. Có nhiều thiếu vận động bây giờ bù lại đi. Diều Thủy Tinh lặng lẽ xoay người. Nhưng chuyện lại không một lần nữa do cô quyết định. Một hồi bước chân hỗn lặn, một nhóm người từ chỗ rẽ chạy thẳng ra ngoài. Trên mặt vô cùng đặc sắc, máu tươi bầm tím, còn có răng bị gãy lẫn với máu trong miệng chảy ra. Đám người kia cũng không nghĩ sẽ đụng phải một cô gái, chạy trốn rất nhanh đụng phải bà phai của cô. Chiếc máy tính ở trong tay của Diêu Thủy Tinh thẳng tắp bay ra, rồi rơi một cái xuống đất, rồi sau đó bị mấy bàn chân to thay nhau đạp lên. Mẹ nó, đứa con gái chết tiệt, không cần cần trở ở đây. Mở bàn tay thô lỗ, muốn dùng sức đẩy bà vai của cô ra. Diêu thủy tình tiến lên vài bước, tránh bàn tay lớn kia, nhìn chiếc máy tính của mình bị sẫm nát một chút, ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn thấy cuộc đánh nhau trong con ngõ hẻm vô cùng kịch liệt. Một người thanh niên trẻ mặc trang phục màu đen, đối mặt với mười mấy nam sinh một cái là có thể nhìn ra được bọn họ đều không phải là người có võ gì từng chiêu thức hoàn toàn là dựa vào thường xuyên đánh nhau mà luyện ra được thanh niên áo đen thân hình cao lớn động tác cũng dần linh hoạt đê ma né tránh tiến công cũng rất là có kỹ xảo nhưng tính tình thô bảo. nhìn anh ta ra quyền và đá chân ngoan độc mạnh mẽ còn có cả phản ứng của người bị đánh trúng thì giam ra anh là người có lối đánh liều mạng như vậy cực kỳ dọa người nhưng cũng rất là thua thiệt Vết thương trên người của anh ta càng lúc càng nặng Mặc dù bản lĩnh của anh ta So với những người kia khá hơn rất nhiều Nhưng đối phương đông thế mạnh Chỉ dùng chiến thuật biển người Đã có thể quật ngã được anh ta Rất rõ ràng là không cần đến một phút Anh ta sẽ phải bảo bại trận Quả nhiên một giây tiếp theo Anh ta bị đánh lén Một ống thép hung hăng đập vào lưng của anh ta Anh ta cố hết sức né tránh Nhưng không tránh kịp Nặng nề đụng vào vách tường Độ thổi tha, nhìn cái gì hả? Tên vừa rồi không đẩy được cô Bắt đầu tiếp tục quấy rầy Cô ngước mắt Nhìn qua mặt trẻ tuổi lại thô lỗ Bộ răng mười mấy tuổi Trong tư tưởng trong mắt chỉ có đánh nhau Muốn chơi trội Không hiểu được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc Ở trong lòng của Diêu Thụy Tinh Ân thầm thơ dài Cô thật sự không muốn gây chuyện Vô cùng không muốn Anh A Bảo này À ta có phải là người của tên họ hạn này không Ở trong ngõ hẻm đã phân chia thắng bại Người thanh niên bị thua nghe người dựa vào tường khẽ quấy đầu thở dốc, cánh tay phải của anh ta theo trạng thái tự nhiên xuôi xuống ở bên người. Đừng để cho cô ta chạy. Dạ vâng. Đám con trai nghe lời vây quanh mà chặn cô lại. A à dũng, đi mời đại ca. Nói hiện tại chúng ta đã vây kín hạ viện hàng rồi. Một tên áo bóng mở miệng ra lệnh. Một tên xoay ngoài lần theo. Lại đột nhiên phát hiện cô gái vẫn đứng một bên kia, bất tình linh xuất hiện trước mặt cậu ta ngăn cản đường đi của cậu ta. Ai cũng không được đi. Cô đứng ở đó, chặn lại chỗ ra vào của ngõ hẻm, lạnh lùng nhìn bọn họ. Làm người nào bị thương, không liên quan gì đến cô cả, nhưng mà bọn họ không nên chọc vào cô. Diêu thủy tinh cô đối với chuyện của bản thân, trời sinh đã có ham muốn khống chế. Trong nghe mắt bình tĩnh lại, mười mấy nam sinh đều nhìn cô trận mắt há mùm. Cô rất đẹp, không phải là yêu kiều, không phải là tươi đẹp, không phải là trẻ trung, cũng không phải là đáng yêu. Cô tự như một vũng nước, rất yên tĩnh, rất sâu, ngộ quan thanh lệ, khí chất lạnh lẽo. Trong tích tắc, có một loại y phong không sống tuổi của cô trấn áp bọn họ. Nhưng chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã phục hồi lại tinh thần, hình như cảm thấy chính mình là nam tử hắn, lại bị một cô gái nhỏ yếu đuối hổ dạ thật là mất mặt. A à báo mở miệng cất tiếng mắng. Con mẹ nó, mày đâu chạy tới đây hả? Mày không muốn sống nữa sao hả? Một quả đống khổng lồ theo lời của cậu ta, đập tới khuôn mặt tinh xào của Diêu Thủy Tinh. Rồi ra ngay một giây kế tiếp A báo bị cô ném qua vai Một cách thật là đẹp mắt Hùng hăng bay đến vách tường Lập tức dập đầu mà ngất đi Cả đám nam sinh đều là thững thờ Rồi sau đó kịp phản ứng đồng loạt xông lên Bọn họ cũng không phải là người chính nghĩa Cũng không có quan niệm là không thể đánh nữ sinh Quá là mất mặt rồi Phải đem mặt mũi lấy về Nhưng lại phát hiện hôm nay đám người bọn họ Là ra cửa không coi lịch Đụng phải nữ ma đầu Cô mặc váy ngắn không khóa gối Nhất chân say mình lại xinh đẹp giống như làm động tác nhảy múa lô lót sinh động làn váy tung bay trong không trung tự như cánh hoa tuyệt mỹ là lại thỏa đắng không để lộ một điểm da thịt không nên bày ra chút nào đuôi ngựa đen bóng chuyển động vẽ ra một đường vòng cung trái mắt rõ ràng là động tác thô bảo nhưng cô lại có thể làm thành ưu nhã như vậy ưu nhã đánh người thê thảm không dám nhìn đám nam sinh lúc này lấy tư thế thai nhi trong bụng mẹ làm tiêu chuẩn nằm ở trên mặt đất tráng váng khóc. Một mình cô đứng đó, giống như Athena xinh đẹp, mắt nhìn xuống đám chiến bại kia, nâng cổ tay mà nhìn đồng hồ, 6 giờ lè 11 tay. Xem đi, không thường vận động kết quả là cô thật sự đã yếu hơn rồi. Đi qua một đám lộn xộn ở trên mặt đất, nhặt máy tính bảng đã bị vỡ nát ở trên đất. Đây là quà sinh nhật 15 tuổi của cô, nó hoàn toàn đã bị hư hỏng. Thật là tốt nhấc chân trực tiếp đạp cái chân cản đường tên con trai muốn rên cũng không rên được đã ngất đi trong không khí tràn ngập mùi người mùi máu tanh tuổi cô cực kỳ là không thích cơ thể thẳng tắp giống như nữ vương rời khỏi chiến trường của mình làm lờ đối với những tiếng rên rỉ đau đớn mặt không một chút thay đổi ở đây ngoài cô ra thì cũng chỉ có thanh niên áo đen kia là đứng anh yên lặng đứng tựa vào tường đầu hơi cúi thấp mấy sợi tóc nhỏ vộn che khuất cờ mặt của anh Cô tiếp tục đi về phía trước Lúc bước qua anh ta cũng không dừng lại Nhưng không nghĩ đến Khi lướt qua nhau Thì thanh niên áo đen như bị mất hết sức lực Ngã ngay vào người cổ cô Còn ngõ rất hẹp Chỉ có một đôi bị thương ngắn đường Cô tránh không thể tránh Đưa tay lên chặn lại Lại nhìn thấy khuôn mặt đã hôn mê Giới ánh hoàng hôn Ở phía xa có tiếng còi cảnh sát trái tay truyền tới Lấp lánh hơi thở của tuổi trẻ dưới ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt ấm áp. Từ giờ tới nay đều là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không biết mỹ nhân cứu anh hùng thì sẽ như thế nào đây. Tiếng chôn tan học sôi dâng nhẹ nhàng chậm rãi vang lên. Không tới một phút đồng hồ, sân trường yên tĩnh, lập tức bị đám học sinh nhộn nhịp ùa ra mà trở nên náo nhiệt. Có điều là những tiếng cười nói trầm thấp. Khi thấy thanh niên đứng yên ở trước cổng trường học, thì tất cả đều chợt dừng lại. Sau đó là tò mò kinh ngạc mê muội và kinh thường đổ loại ánh mắt đồng thời tập trung lại mọi người cố tình đi chậm hơn muốn nhìn thanh niên có vẻ lời biến kia mấy lần thật lâu là hạ viễn hằng ư làm sao anh ấy lại tới trường học của chúng ta nhìn anh ấy như vậy thật sự rất là đẹp trai nha anh ấy đến đây là để tìm người sao nhưng là tìm ai cơ chứ dù sao thì cũng không phải là tìm cậu đi đúng là đáng ghét mà tiếng bàn tán nhỏ giống như là gợn sóng từng chút từng chút tuôn ra lại không dám nói quá lớn tiếng, sợ làm cho người ta bị bàn tán nghe được. Người thanh niên này ở gần trường trung học, nổi tiếng là đánh nhau rất lợi hại, chỉ cần nghe thấy tên của anh ta cũng đủ khiến cho những học sinh ngoan ngoãn phải giật mình. Diêu Thủy Tinh đi ra cổng trường, từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy anh, nổi bật như vậy, rất khó để không chú ý đến. Tuổi của anh ta rõ ràng vô cùng trẻ, lại có một cỗ hơi thở thành thục không giống tẩy tác có mày đẹp mắt, đôi môi mỏng, gương mặt đó nhìn như thế nào cũng đều có thể ca ngợi là tuấn tú. Nhưng vì sao lại có hơi thở nặng mùi ô ám như vậy? Một tay anh đút trong túi quần, tựa vào ở trên tường như vậy. Áo sơ mi màu đen cũng không phải là gọn gàng sạch sẽ, có mấy phần xốc xích, mấy gốc áo bị buông ra lại tràn ngập mùi vị nguy hiểm. Anh cũng không phải là loại thanh niên mà cô vẫn biết, không trẻ trung không sốc nổi không chất đống tiền bạc ra ngoài để cố ý ra vẻ tao nhã. Nhưng cũng không giống lại côn đồ kia, lộ mãng và thẳng tính, gần như rất khó để định nghĩa về anh. Nhưng anh tuyệt đối không phải là người mà học sinh ngoan như cô nên động vào. Cô hiểu rất rõ, trầm mặc kề vai của bạn tốt đi ra, coi như là chưa từng thấy anh ta. Diều Thủy Tinh Mở giọng nam trầm thấp mê hoặc vang lên, tự như một tảng đá rơi vào trong hố sâu. Mọi người nhanh chóng yên lặng Nhìn về phía cô gái lạnh lùng kia Cô bình tĩnh ngước mắt nhìn về phía anh Anh đi thẳng tới Cơ thể cao lớn Rất dễ nhận thấy trong đám học sinh cấp 3 này Toàn thân thả ra sự u ám Hiệu quả cực kỳ kinh người Mọi người nhanh chóng né ra Dọn ra một đường đi lớn giữa hai người bọn họ Anh đi tới trước mặt của cô Đưa lên một chiếc khăn tay sạch sẽ Trả lại cho em Ngón tay thon dài sạch sẽ ngoài dự đoán không có một chút nào giống như bàn tay ngày ngày ra quyền đánh người. cô nhìn cũng không nhìn chiếc khăn tay đắt tiền kia. bận rồi, tôi không cần. lúc trước khi lấy ra để cầm máu cho anh ta, cô cũng không nghĩ sẽ lấy lại nó. anh đã giặt rồi. cô hừ một tiếng lạnh lùng, dự định muốn đi tiếp. cuộc sống của cô và anh ta, cho tới bây giờ cũng không nên có liên quan gì. đương nhiên là nên vạch dấu chấm hết ở đây. khuôn mặt anh Tuấn của anh là một mảng cao ngạo không có kinh nghiệm chung đụng với nữ sinh, cũng không ưa thích kiểu sinh vật mềm mại. Chủ động tìm tới cô, chỉ là vì anh nợ cô, mà dù anh biết rõ, ngày đó cô cũng không phải là có lòng muốn cứu anh. Có điều, ít nhất cô cũng không để anh bị xe cảnh sát bắt đi. Tuy chỉ là dùng một chiếc khăn tay bọc qua loa vết thương, rồi để anh tự sinh tự diệt. Nhưng nói cho cùng, cô vẫn có giúp đỡ anh. Được phụ nữ, mà không, chính xác nói thì là được một cô gái cứu là thể nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời của anh. Hạ Viễn Hằng, một tiếng kêu khàn độc cách đó không xa truyền đến. Đại ca, tiểu tử đó ở kia. Một đám nam sinh cổng ấm thép và dao bùa dưa chạy qua bên này. Đây chính là cuộc sống của anh, không chủ động cây phiền tái, nhưng bao giờ cũng có vô số phiền phức tìm đến anh. Thế giới của anh tràn đầy máu tanh và tàn bạo, cùng với cuộc sống cao quý sạch sẽ của cô, không một chút liên quan nào cả. Hai người chạy song song Theo đường của từng người chạy về phía trước Anh hiểu được Nhưng trong nháy mắt đó Đột nhiên anh đưa tay cầm lấy tay của rêu Thủy Tinh Lời cô chạy về hướng ngược lại buông tay Cô dừng sức sãy ruộng, không chịu phối hợp Anh em lặng kéo cô tiếp tục chạy Dù là phản kháng của cô Làm cho tốc độ của bọn họ giảm xuống dần Tôi nói là buông tay Giọng nói của cô càng ngày càng lạnh Mắt thấy có đám người tranh qua Đám học sinh đông nghịt mà xông về phía bọn họ. Em cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho em sao? Thế thì sao chứ? Tôi vẫn có thể đánh cho bọn họ cực kỳ thảm hơn nữa. Cô nhìn vào trong mắt xinh đẹp của anh trả lời. Trước mặt một đám học sinh ngoan ngoãn sao? Chỉ chỉ những học sinh đang hoàng sợ né tránh cách đó không xa. Anh nói, đáng chết. Cô cắn chặt răng, gương mặt bình tĩnh có mấy phần dao động. Hạ viễn hằng không tiếp tục nhiều lời. Kéo tay cô chạy về phía trước, mà lần này cô không có cự tuyệt. Sật thần từ gia đình danh môn Khi mới bắt đầu hiểu chuyện Đã bị dạy dỗ nghiêm khắc trở thành một thục nữ chân chính Cô là người thừa kế tương lai Của một sản nghiệp lớn Giá trị còn người vài tỷ Ở trong đời của rêu thủy tinh Lần đầu tiên bị một người thanh niên xa lạ nắm tay Điên cuồng mà chạy trốn trên đường như vậy Bàn tay của anh rất lớn Rất nóng Chân của anh rất dài Bước vừa nhanh vừa vội Vô dĩ cô không theo kịp Nhưng mà không sao cả anh nắm chặt tay cô kéo cô chạy đi Một bước cũng không bị bỏ lại phía sau Cùng anh kề vai để mà chạy trốn Cô ngước mắt nhìn ngũ quan đẹp đẽ của anh Lông mày than dài Mắt đen nhánh Rõ ràng là khuôn mặt sạng rỡ dưới ánh mặt trời Lại bị đôi môi mím chặt Làm cho trở nên u ám mà mạnh mẽ Trẻ tuổi như vậy Lại có vẻ hắc ám thâm sâu Thật là một sự mâu thuẫn kỳ lạ Sợi tóc nhỏ vượn lây theo gió Bị gió thổi tung bay anh ít nhất cao 1 m 8 Vóc người cao gầy của cô Cũng chỉ cao bằng bà vai rộng của anh Anh quấy đầu nhìn cô gái Đầu tiên nắm tay trong đời Cô có khí chất lạnh lẽo Dùng mạo xinh đẹp Cô gái đang đi cùng với anh Rõ ràng rất khác biệt với nữ sinh khác Tự như một cô công chúa cao ngạo Tính tình rất xấu Thế nhưng khi ở trên đường vẫn không chạy loạn Cô vẫn như cũ không bị ảnh hưởng một chút nào cả Rõ ràng rất miễn cưỡng Rõ ràng đôi môi màu phấn hồng đã trở nên tái nhợt nhưng lại vẫn quật cường chống cự theo sát bước tiến của anh tiếng ngắt của bạn tốt bị bọn anh bảo lại ở phía sau lưng anh kéo cô xuyên qua con phố hẻm đám du côn kia vẫn đuổi sát sau lưng kéo rẽ qua bảy tám đường nhỏ dần dần đám người dơ vũ khí đã bị bỏ rơi rất xa mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất hiển nhiên anh rất quen thuộc đường đi ở vùng này suy nghĩ cũng không cần Nắm chặt tay cô đi xuống bờ đê thật dài rồi liên tục chạy ven bờ sông cho đến khi tới thảm cỏ xanh mướt mới dừng lại thả bộ bọn họ đứng ở trên thảm cỏ xanh sự im lặng bao phủ xuống trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên hơi thở của cô có phần hồn hình ngước mắt mà nhìn bốn phía trước mắt là một dài sông lớn mà bọn họ đang ở bãi cỏ ở dưới cây cầu mùa hè lượng nước dư thừa tiếng nước sông chảy xuôi rất lớn Tất cả cây cối ở trên bờ đê đều cao lớn, tạo thành một tấm bình phòng thiên nhiên. Không chú ý thì thật là khó để phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Thì ra anh đánh nhau không được, nhưng ngược lại chạy trốn rất là thành thạo. Chân mày của anh nhớ nhỉ? cũng không ngại sự xem thường của cô. Bởi vì trong cuộc sống đủ loại kiêu chiến xấu xa, anh đã trải qua nhiều. Mỗi ngày đều có đánh nhau, ở trong con mắt của người khác. Anh đúng là một kẻ kiêu ngạo quá mức, đối với bất cứ ai cũng đều không để ý đến, rất dễ dàng dẫn tới xung đột. Anh thấy đã không có gì đáng kể nữa. Trong cuộc sống mấy năm nay, một mình đấu hoặc đấu hội đồng hoàn toàn là chuyện như cơm bữa. Tự như là ngày ấy, trước khi gặp gỡ đám người kia, anh đã đánh nhau một trận. Có điều cô gái có bản lĩnh như vậy, thật sự là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Cô vô tình ở lại nơi này rất lâu ngừng đầu nhìn về phía người thanh niên vẫn im lặng kia những người đó tôi sẽ xử lý tôi nghĩ về sau chúng ta cũng không cần thiết để gặp mặt nữa thế giới của anh và thế giới của cô hoàn toàn khác biệt mỗi lần bất ngờ xuất hiện cùng nhau cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi anh gắt cao nhìn cô cô gái ký chất thanh nịnh như vậy nói ra hai chữ xử lý lại có thể bình tĩnh đến thế cô là thiên tri kiêu nữ anh chỉ là một người bình thường, bọn họ thật sự rất là khác biệt, không cần nhìn cũng biết. Nhưng bản thân anh vẫn kiên trì. Chuyện này để anh làm. Cô nhìn anh, người con trai này là vô cùng trầm lặng, tích trữ như vàng, chứa đầy mâu thuẫn. Trong mắt anh không có sự độc ác, lại luôn luôn đánh đánh xiết xiết Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, ở bên trong giống như ẩn chứa ngàn vạn con sóng lớn. Sau một hồi lâu cô gật đầu một cái bày tỏ không có ý kiến gì, rồi xoay người bước đi. Diêu Thị Tình Một giọng nói phai nam vang lên sau lưng cô, trầm thấp từ tính từ kỳ mê người. Cô dừng bước nhưng không quay đầu lại. Cảm ơn em. Không cần phải cách sáo. Lần này cô thật sự bỏ đi. Anh không nói gì, chỉ nhìn theo cái bóng nhỏ kéo càng ngày càng xa. Cô là một nàng công chúa thật sự, không cần áo hoa, không cần châu báu. Cho dù chỉ mặc một bộ đồng phục sàn dị, cô vẫn có ký chất bất phẩm cao quý thanh nhã. Đang ở trong bóng tối, không hề có ánh sáng, nhưng người ta vẫn cảm thấy cái loại ánh sáng đó quá mức chói mắt, quá mức sáng sủa. Anh xoay người im lặng đi về hướng ngược lại. Ngày như nước, thoát một cái trôi qua không còn dấu vết. Sự xuất hiện của anh khiến trung học rực đúc xôn xao một trận, nhưng không ai dám đến trước mặt của diều Thủy Tinh để mà cua môi múa mép bạn tốt thân thiết tự nhiên Cũng sẽ không hỏi nhiều Người không quen từ tới bây giờ Đều là cái nghi viễn chi đối với cô Vậy nên cuộc sống của cô Thật ra cũng không có gì thay đổi cả Sinh hoạt mỗi ngày vẫn giống như cũ Trôi qua theo quy luật và sự yên tĩnh Từ khi bắt đầu vào trung học Cô không chỉ thỉnh thoảng Đi theo rêu giật trâu đến công ty Mà chỉ cần rành rỗi Thì sẽ đi đến đó để mà học tập Cô là người thừa tư kế tương lai Của diêu thị là một trong những tập đoàn lớn có tài lực hồng hậu vượt ra ngoài quốc gia như vậy. Trách nhiệm rất lớn lao, cho nên cô không thể giống như những nữ sinh trung học bình thường. Chỉ cần đọc sách, rồi cùng chị em vui vẻ ra ngoài dạo phố uống trà là được. Các chỗ trống trong cuộc sống của cô đều bị học tập lấp kín. Từ chương trình dạy học của trung học, còn có chuyên gia quản lý tài chính nổi tiếng, được Diêu Giật Châu đặc biệt mời tới để hướng dẫn thêm sau giờ học cô Kiều ngọc cũng thông minh học hỏi rất nhanh nghị lực mạnh mẽ những giáo viên cũng khen cô không dứt lời cô trời sinh đối với các con số rất nhạy cảm khăng khăng cô chấp yêu thích thị trường chứng khoán mà hình như cô cũng thật sự là có bàn tay vàng dùng tiền tiêu phạt mua cổ phiếu tiết kiệm tiền gửi trong ngân hàng cá nhân của cô đã thành con số hàng ngàn đương nhiên con gái của Diêu giật châu lẽ nào lại có thể sống người bình thường đây nhưng như vậy vẫn là chưa đủ Cô còn phải cố gắng thêm Chỉ có không ngừng làm cho mình hoàn hảo hơn Thì cô mới có thể giữ thẳng lưng Mà sống dưới ánh mắt nghiêm khắc của cha Cô là con gái của ông ấy Nên cần phải xuất sắc như thế Mà dù cô ưu tú Là đối tượng được rất nhiều trùng bối lớn Tranh nhau tán thưởng Nhưng trong mắt của rêu giật châu Những thứ này hoàn toàn không tính là gì cả Thật ra cô đã sớm hiểu Cho dù cô làm cực kỳ tốt thì cha vẫn sẽ không lướt mắt nhìn cô một cái. Sự thật này, cô đã biết rõ từ lúc còn rất nhỏ. Ngoài mẹ của cô ra, trong thế giới của cha không còn người nào khác cả, mà kệ là có máu mù ruột thịt. Cô không thất vọng, cô đã qua cái quãng thời gian để mà thất vọng rồi. Cô không chú ý đến thói quen này, thậm chí còn rất là hưởng thụ. Quả nhiên, ở trong người chảy dòng máu lạnh lẽo của rêu giật châu thì đều là như vậy đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng mấp máy cách dần cỏ nhìn về phía đại sành cực kỳ xa hoa kia tài đạo ứng bởi vì uống rượu say hành vi hết sức phóng đẳng cái gì gọi là công tử tiểu thư xã hội tự lưu từ trước tới giờ luôn tự xưng cao quý chính là đây một nụ cười giễu cợt lạnh nhạt dỡ suối phun nước do chuyên gia nổi tiếng thiết kế lại càng lộ ra vẻ lạnh lẽo trừ có tiền có thế Đám người kia so với người khác nhiều hơn cái gì đây? tỉ tình à, lần sau em lại trốn tới chỗ này hả? Một giọng nói đàn ông mang theo treo chọc và vỡ phía ngoài yên tĩnh. Chủ nhân, chủ thế vĩ của bữa tiệc, ở mấp một cô gái hấp dẫn xinh đẹp, đi ra từ đại sành. Còn mặt anh Tuấn do cồn rượu làm cho đỏ ửng, thân thể trẻ trung, kỳ chân có một chút bương thả. Anh lúc này đâu còn là công tử tào nhã chứ. Từ kia chúng ta cùng nhau uống rượu đi. Uống rượu ư? Ở trên khuôn mặt xinh đẹp của rượu thủy tinh hoàn toàn lạnh lẽo nói. Tạm biệt. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này. Cô xoay người rời đi. Không biết tại sao cha lại đồng ý với lời mời của chu Thế Vĩ để cho cô đến tham gia tiệc sinh nhật của anh ta. Với sự con kéo của cha lại không nhìn ra bản chất của chu Thế Vĩ ư. Chẳng lẽ ông ấy lại để ý một lời mời nhỏ như vậy sao? với gia thế của Diêu Giật Châu sẽ quan tâm tới chuyện này ư? Ừ, chẳng qua cũng khó nói, ít nhất Diêu Giật Châu vẫn là một thương nhân. Tùy Tì, tình à, đừng đi sớm như vậy. Để cô gái đang dính ở bên cạnh ra. Chu Thế Vĩ bước thật lớn, bước đến trước mặt cô ngăn cản lại. Vất vả lắm mới mời được người đẹp lại cao ngạo này. Lần sau anh ta có thể để cho cô đi sớm như vậy. Phải biết rằng, anh ta đã sớm muốn có được cô. Cô lạnh lùng tuyệt mỹ, Đối với người khác liếc một cái cũng chỉ là khen thường. Hôm nay là do anh cầu xin cha, gọi vài cuộc điện thoại cho tổng giám đốc Diêu mới nhận được sự đồng ý. Mặc dù cô tới cũng chỉ là lạnh nhạt với anh, nhưng có thể làm cho cô tới đây thì cũng đã đủ để khiến anh cảm thấy rất có mặt mũi rồi. Chú Thế Vĩ, tôi với anh không thân quen như vậy. Nhìn người càn đường, cô vẫn bình tĩnh như cũ. Anh không đứng đắn mà cười cười. Nói chuyện nhiều một chút, sẽ là tự nhiên thân quen hơn. Đúng là nhiều lời vô ích, dù sao cô cũng đã tới, coi như hoàn thành xong nhiệm vụ mà cha giao cho. Chuyện kế tiếp thử lỗi là không thể. Cô trực tiếp đi phòng qua anh ta, đi tới cửa chính. Tùy tình à, nơi này rất là vắng vẻ, sẽ không có phương tiện để đi nhờ. Ở lại thêm một lát nữa, anh đem cho về có được hay không? Giờ này chú Thế Vĩ luôn tận lời với mọi việc trong đám phụ nữ. Trong lòng tuy đối với người đẹp rất là ngỡ ngáy khó nhịn, nhưng lại bị khí chất trong trào mà lạnh lùng trời sinh của cô làm cho bị đóng băng không dám tùy tiện lỗ mãng chỉ có thể dựa vào chính mình để cố gắng thuyết phục cộng thêm lợi dụng điểm yếu để mà uy hiếp dù sao hôm nay là do anh ta lái xe tới đón cô không có anh ta cô muốn đi về ngoại trừ đi bộ xem như bây giờ cô gọi điện thoại thông báo cho tài xế tới đây thì cũng phải hơn hai giờ cô không để ý tới anh ta ghét nhất loại đàn ông cứ quán chặt Viên vức như thế này, cho dù bên cạnh cô cho tới giờ, cũng không có ít người như vậy. Thật thú vị, nhưng cơ mặt của cô lạnh lẽo, lại khiến anh ta độc tâm càng thêm kịch liệt hơn. Tuyệt tinh à, mọi người đều là người trẻ tuổi, cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, vì sao lại vội vàng đi như vậy chứ? Cùng cô đi ra ngoài, dù sao một lát nữa, cô sẽ thấy được đường lớn tối đen. Đừng nói là xe, ngay cả bóng người cũng là khó thấy. Đương nhiên sẽ không thể không khuất phục Quả nhiên, sau khi thoáng nhìn thấy con đường dài trống vắng dưới ánh đèn mờ, thị nuôi cười đắc ý ở trên mặt anh ta lại càng thêm rõ ràng. Ngôi biệt thự này của anh ta nằm ở vùng ngoại ô xa xôi, tỷ lệ xe taxi đi ngang qua nơi này là bằng không. Hiển nhiên không có trạm xe buýt, mà trọng điểm là trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây không có một hộ gia đình nào cả. Diêu Thủy Tinh muốn rời khỏi nơi này, chuyện đùa. Cô đứng lại, nhìn con đường lớn phía trước mà im lặng. Thủy Tinh à Chúng ta đi về trước đi Tối nay anh sẽ lái xe đem về Như thế nào Bỏ qua lời nói của anh ta Cô trực tiếp cất bước đi về phía trước Còn thể nào Em vẫn quyết định về sau Anh ta kỳ ngạc đưa tay Muốn giữ chắc vào vai cổ cô lạnh Diều Thủy Tinh khéo léo lách mình Né tránh bàn tay của anh ta Rồi tiếp tục bước đi Anh ta không để ý đến sự lạnh nhạt của cô Ngược lại loại cự tuyệt này khiến máu nóng cả người anh ta đều sôi sục cả lên. Đối với mỹ nhân, anh ta có tính nhẫn nại là vô hạn, nhất là giống như diêu thủy tinh, tuổi còn nhỏ như thế này, giá trị con người khác thường, đẹp tuyệt trần cũng làm cho phong cảnh trở nên đẹp hơn. Nếu như có thể được âu yếm, thì như thế nào cũng là có thể chấp nhận được. Anh trang dịu rằng chiếu lên da thịt như sứ trắng, lại hoàn mỹ không tì vết của cô, ngộ quan tinh tế, khí chất lạnh lùng. Diêu thủy tinh vào lúc này xinh đẹp tựa như một giấc mộng. Chu Thế Vĩ bị cồn rượu làm cho tê liệt đại não, lúc này mất đi năng lực suy nghĩ. Anh ta xông lên phía trước muốn ôm chặt cô, nhưng trong nghe mắt tiếp theo đã bị đóng băng. Cô không né tránh, chỉ là nhìn anh ta. Dưới ánh trăng, trên gương mặt thiếu nữ 16 tuổi này hoàn toàn là sự lạnh lẽo. Loại lạnh đó không phải là cố ý, mà đã là sinh trưởng từ trong sương tủy, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Anh ta cảm giác mình giống như thấy được người đàn ông trên thương trường được xưng thanh là ma quỷ, cha của cô rêu giật trâu. Im lặng trong một khoảng, cô nhàn nhạt, mở miệng. Tình đèn báo cáo buôn bán lúc xế chiều cuối ngày hôm nay. Giá cổ phiếu của mình đặt là 215 đồng, thành tích cũng không tệ lắm. Chẳng qua nếu như mọi người biết, ngày hôm trước các người tốn 2 tỷ, mua mảnh đất ở miền Nam kia, thật ra lại là một lô đất nhiễm nặng. Không biết giá cổ phiếu sẽ như thế nào đây? Anh ta giận mình nhìn cô, vì cô hời hợt nói ra bí mật Mà cha anh ra sức xấu giếm Khiến cho anh ta kinh ngạc không ngớt Ở trong nhà bò một số vốn lớn Mua vào mảnh đất kia Vốn là định mời siêu thị xây dựng Làng du lịch cao cấp Ai biết bọn họ đã sớm biết Nhưng ngay cả cha anh Cũng chỉ là vừa sáng nay mới nhận được tin tức Vì sao rêu thủy tinh lại biết Rêu giật châu kia Đem tay ba Anh mau bế mắt sao hả Cô đứng thẳng ở nơi đó Lặng lặng mà nhìn anh ta giọng điệu không phập phồng một chút nào cả, ở trên mặt vẫn là một mạng yên tĩnh. Anh ta cắn răng nhấn lời, hoa hồng rất đẹp, nhưng đâm vào người sẽ làm cho người ta chảy máu. Tuy rằng là thích cô, nhưng cũng biết rõ mình không phải là đối thủ của cô. Được, coi như cô lợi hại. Ở trong lòng của chú Thế Vĩ thầm mắng, mặc dù muốn gắng sức giữ sự tự nhiên, có điều vẫn khó nén khỏi sự chật vật mà rời khỏi. Để cho cô tự đi tự về đi, cho cô kiêu ngạo chết đi cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh diêu thủy tinh hài lòng coi như chu thế vĩ tức thời tuy nhiên cô không hề thích nói quá nhiều anh xác định cứ để cho anh ta đi như vậy sao một giọng nói trầm thấp từ dưới bóng cây không xa truyền đến trong trời đêm mang theo vài phần tối tăm mấy phần nguy hiểm cô xoay người nhìn sang ánh đèn đường mờ không chiếu sáng rõ bóng người ở dưới bóng cây là một bóng dáng phái nam cao lớn kéo dài ở trên mặt đường, từ từ, từ từng bước từng bước gần hơn. Ánh trăng bao phủ, chiếu lên ánh sáng rồng màu của anh ở dưới gốc cây. Là anh, Hạ Viễn Hằng. Ban đêm đầu mùa hè, gió nhẹ mang theo mùi hoa nhàn nhạt, nhạt, cũng mang đến một chút rét nhẹ. Bọn họ đứng ở nơi đó im lặng không nói gì. Nhìn anh vẫn như trước, u ám tàn nhẫn, anh Tuấn nhưng cũng lạnh nhạt. Còn cô vẫn thành cao như công chúa, khuôn mặt điềm đạm, lễ phục màu lam nhạt bàn tay mang theo túi sách, cao quý không ai sánh bằng. Anh cách cô khoảng cách hai bước chân rồi dừng lại. Vai của cô mảnh khảnh thẳng thắt, dung mạo xinh đẹp, khí chất ngạo nghễ, mà dù chỉ bằng tới ngực của anh, nhưng về khí thế thì không hề yếu hơn một chút so với anh. Anh trăng làm bóng của hai người kéo dài mềm mại. Liên quan gì tới anh chứ? Đúng, sự thật đâu liên quan gì tới anh. Anh vốn nên yên lặng giấy tán cây, hưởng thụ một chút sự an tĩnh đã lâu không có. Cho dù bọn họ bị quấy rầy, nhưng chỉ cần anh không lên tiếng, thì cô tuyệt đối cũng sẽ không phát hiện ra sự hiện hữu của anh. Anh hoàn toàn có thể chờ cô bé nữ sinh kiêu ngạo này đi ra, rồi tiếp tục khoảng thời gian yên tĩnh của mình. Nhưng anh vẫn không nhịn được. Tại sao? Tại sao lại phải không nhịn được mong muốn nói chuyện với cô? Không phải anh đã sớm hiểu, anh và cô là hai người của hai thế giới sẽ không và cũng không nên có bất cứ liên quan gì hay sao? Mà anh, cho tới giờ cũng không thích cái loài nữ sinh vật, cho dù là chị của mình, cũng không thân thiết nhiều. Tại sao lại cố tình đối với cô như vậy? Anh không phải là người chủ động, hành động ngày hôm nay không giống anh với lẽ thường ngày. Rất là quả quyết, cô xoay người bước đi. Hạ Viễn Hằng Âm thanh của cô rất trong rất rõ ràng, không ngọt ngào giống như cô gái thời nay nhưng tên tuổi của anh được kêu lên từ trong miệng cổ cô lại làm cho bước chân của anh chợt dừng lại đưa tôi về nhà giọng điệu ra lệnh cô nói hết sức tự nhiên anh xoay người nhìn cô cô đứng ở nơi đó lễ phục đan trang màu lam rất nhạt đường cong đơn giản lăn váy giống như là nước chảy làm nổi bật khuôn mặt cổ cô vô cùng tinh xảo trong đôi mắt đen nhánh không có một chút cảm xúc nào xinh đẹp nhưng cũng lạnh lẽo tại sao anh nhớ mày hỏi. Anh nợ tôi. Cô nói đúng rồi xoay người, dắt cô tới xe mô tô của anh. Khi cô thấy xe mô tô lớn kia, thì cũng không có cảm giác kinh ngạc gì cả. Thành niên giống như anh, hình như lái mô tô cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Nhưng trời sinh cô nên ngồi trong xe thể thao nổi tiếng, vĩnh viễn không thể xuất hiện, chung với loại xe mười phần hoang dã như vậy. Diều thủy tinh kéo váy, ngồi một bên. Một chỗ ngồi phía sau của loại mô tô này, được thiết kế nghiêng về phía trước nên cơ thể của bọn họ không thể tránh khỏi tiếp xúc. Khi tay cô nâng lên tới hông anh, bàn tay anh đột nhiên nắm chặt căng thẳng, bắp thịt toàn thân đều căng cứng. Như là không phát hiện ra sự khác thường của anh, cô chỉ là lạnh nhạt nói ra địa chỉ nhà. Mô tô cầm thét giống như bị chọc giật xông ra ngoài, bọn họ cưới gió mà đi. Hơi cúi đầu, đào mắt qua đôi bàn tay trắng nõn ở bên hông, đôi môi mỏng nâng cao một nụ cười nhạt khẳng định trong cuộc đời này diều công chúa chưa bao giờ ngồi trên loại xe như vậy anh cố ý tăng tốc nghe được tiếng gió điên cuồng kéo rít chói tay cảm thấy bàn tay nhỏ bé ở bên hông trong khoảnh khắc đó lại thắt chặt lại nhưng cô không hề mất tự chủ mà kêu to lên đôi tay kia được quần áo màu đen của anh tôn lên càng lộ ra long lanh trong suốt hơn cả cô và anh Bao giờ khắc này ở rất gần gần tới mức có thể lờ mờ cảm nhận được nhiệt độ lẫn nhau. Xe không ngừng tăng tốc, anh phát huy tính năng của mô tô tới mức tận cùng. Hai giờ đi đường, trực tiếp rút ngắn lại thành một giờ, đột nhiên dừng lại trước khu nhà cao cấp của siêu xa trên đỉnh núi. Trong nháy mắt vô cùng yên tĩnh, bọn nọ đều không nhúc nhích. Anh không biết hành vi gần như dã văn này của mình có dọa đến tiểu thư của siêu xa đan trang hay không. Hết thầy 10 phút trôi qua, bàn tay nhỏ bé ôm ở bên hông anh từ từ từng chút từng chút một bơm ra cô bước xuống xe ý cười trên bờ môi anh càng lúc càng sâu cô gái này thật sự là vô cùng đáng yêu lấy lại nón bảo hiểm đeo mắt nhìn cô làm sao cô làm được chứ diêu thủy tinh xinh đẹp cao quý sau khi trải qua đoạn đường phóng xe điên cuồng này lại vẫn có thể sạch sẽ tao nhã đến thế sợi tóc bị gió thổi làm rối có mấy sợi tình nghịch chạy đến trên bờ môi cổ cô đôi môi anh đào, da thịt trong suốt, gò má bông sen xinh đẹp, diều thủy tinh vào lúc này vẫn lành lịnh, rất khoát hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Anh nâng ngón tay chạm nhẹ đến bên má của cô, cô không né anh, mặc cho anh vén mấy sợi tóc không nghe lời lên. Đôi mắt chăm chú nhìn cô, đôi mắt cơm lạnh lùng giống như thường ngày, lần đầu tiên trong đời, anh nghiêm túc nhìn một người như vậy là một người con gái. Tại sao? Cô lặng lặng nhìn anh vẻ mặt vẫn lạnh như thế Quý đầu cùng nhìn nhau Trả lời anh đi Cô vẫn im lặng không nói gì Rõ ràng mặt cô một chút thay đổi Nhưng tại sao anh cảm thấy cô như đang ngầm chịu đựng chứ Diêu Thủy Tình Thở dài kêu tên cổ cô Cảm giác được vài thứ trong lòng đang không ngừng sụp đổ Anh không muốn nói sụp đổ Cũng không có sức để ngăn cản lại Cô thản nhiên nhấn mày rồi trả lời Anh có thể đi rồi Giọng nói ra lệnh như lúc nãy bảo anh đưa cô về nhà Lại gợi ra nụ cười của anh Ngồi trên xe nhìn cô Sắc thái trong đôi mắt Đen của anh buông lòng Cô gái ở trước mắt này Dùng mạo như nước Thân thái thanh thuần Có một cỗ hơi thở bình thản Không hợp với lứa tuổi Lần đầu tiên gặp nhau Đã khiến cho anh chú ý một cách kỳ lạ Ánh mắt của cô bây giờ Đồ để làm cho những kẻ muốn làm sàng làm bậy Không dám cản rỡ Tự mình có một loại uy nghiêm Nhưng trong mắt anh chỉ thấy ửng hồng từ tay cô kéo xuống da thịt trắng tuyết non nớt lại vô cùng đáng yêu cô thật sự là một cô gái vô cùng vô cùng đáng yêu đáng yêu đến mức kỳ lạ tới giờ anh vẫn không phải là người thích nói đùa nhưng lần đầu tiên lại kích động như vậy tần lệnh công chúa điện hạ trả lời một cách hài hước anh nổ xe máy đi sông hồ của anh khiến cho cô hơi nhíu lông mày lại trong tiếng động cơ khổng lồ anh đột nhiên đưa tay ra bắt lấy cánh tay của cô kéo qua Coi như là cảm ơn Để cho anh hôn một cái đi Anh dám Anh thật sự dám Trực tiếp hôn lên môi cô Khuất phụng trước khát vọng mãnh liệt ở trong lòng Không cầu xin không chần chờ Cho tới bây giờ Hạ viễn hàng anh luôn không phải là người xa xử Muốn cái gì thì sẽ trực tiếp ra tay Anh như vậy thật ra chứa Cực kỳ nhiều bản tính xâm lăng Tuy nhiên trên đời này Thứ anh muốn cũng không nhiều lắm Mặt của bọn họ kề sát rất, rất gần gần đến mức là có thể cảm giác được hô hấp lẫn nhau, phả ra trên da thịt nóng rực. Anh hôn lên môi cô một cái thật là mạnh mẽ, rồi sau đó thoáng chốc ngừng lại. Họ còn đều trẻ tuổi, trẻ tuổi đến mức còn chưa hiểu được loại hành động thân mật này phải thực hiện như thế nào. Chỉ đơn thuần là môi đụng môi, thân khiết nhưng cũng khiến tim người ta phải đập nhanh hơn. Không tới 10 giây đồng hồ, anh buông môi của cô ra. Cực kỳ ngọt. Cô ý kéo dài âm điệu, anh cúi đầu nói ở bên tai cô, trên môi cô, nếm rất say rất nhặt, lại trong véo đó, khiến lòng của anh cũng rung động lên. Cô lùi về phía sau mấy bước, Rồi quay phạm vi hơi thở của anh, vẻ mặt không thay đổi, không tức giận không xấu hổ, giống như người anh hôn không phải là cô vậy. Diệu Thủy Tinh, em trốn không thoát rồi có biết không hả? Lúc anh muốn đi, nên để anh đi, vô dĩ anh định cớ như vậy mà một mình đi. Biết đâu cô độc lại thích hợp với anh Nhưng khi anh gặp được cô Cô giữ anh lại Cô thật là không nên, không nên làm điều đó Anh hôn cô Cô có thể cho anh một cái tát Hoặc là ném qua vai hung bạo Anh biết là cô có thể làm được Nhưng cô lại không làm Cô vẫn bình tĩnh Không tàn nhẫn giống như đối phó với mấy tên du côn lúc trước Cũng không đối mặt Giống như người đàn ông quấn lấy cô tối nay Cứ lạnh lùng như vậy Cô chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó để mà nghiêm túc nhìn anh, nhìn anh cho cô cái mỉm cười đầu tiên từ khi quen nhau tới nhây, rồi ngay rồi ngây ngang rời đi. Anh ra đi rất nhanh, không tới một phút liền đã biến mất trong tầm nhìn của cô. Cô vẫn đứng ở nơi đó, cây cối cao lớn trong làn gió nhẹ nhàng đong đưa cành lá. Ánh trăng sáng người quét qua khe hở của những chiếc lá chiếu xuống, tao nhã khiêu vũ ở trên mặt đất. Hạ Viễn Hằng Tên của anh, từng chữ từng chữ chậm rãi nhẹ nhàng, được đọc ra từ trong miệng cổ cô từ từ nâng ngón tay lau môi của mình ở nơi đó hình như vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng bỏng của người nào đó tiếng chuông dợ tan học trầm bồng trong sân trường rộng rãi lại náo nhiệt ồn ào đi qua phòng học từ từ trở nên an tĩnh lại tỷ tinh à ngày hôm nay cậu vẫn không có thời gian đi cùng với bọn tớ sao ở trong miệng cô hướng phù nhã gặm một quả táo cất giọng lành lành một tay dọn dẹp sách vở ở trên bàn học rồi thuận tay mở cái hộp trái cây xinh đẹp ra đưa nễ nhỏ tới cắm được một miếng sơ hấu vương vương thăng thẳng đỏ tươi vô cùng mê người ừ nhận lấy và cắn miếng nhỏ xuống nhưng mắt của rêu thủy tinh vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh thị trường chứng khoán nhấp mưu và tiểu thư quê các quả nhiên là tiểu thư quê các ngay cả ăn trái cây cũng tao nhã như vậy đôi tay của nghe bối bối chống cằm gương mặt đang yêu gần sát lại giống như say mê mà cất lời cảm thán diêu tuyệt tinh nhàn nhạt tiếp cô một cái quá giả dối để lại lời bình rồi tiếp tục cúi đầu nhìn giấy bàn thật ư hướng vô nhãn nuốt hết quả táo ngọt ngào tiếp tục tiến công sang dưa hấu mẹ mặt vẫn là chơi đồ si mê sao đúng là còn biết thưởng thức gì cả nghiêng đầu cắn miếng dưa hấu ở trên nĩa của tiểu nhã tuyệt tinh à gần đây cậu đang bận cái gì vậy tại sao mỗi ngày đều không có thời gian trước cái người tiểu nhã kia mê nhất chính là ngắm hoàn hồn ở trên bờ sông. Sau khi tan học, họ hay cùng nhau dẫn cô đi xem. Bắt đầu đã trở thành thói quen. Trong khoảng thời gian này, thiếu vắng đi thủy tinh thì luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngón tay giữa của tiêu thủy tinh khẽ dừng lại, tiếp tục công việc của mình. Hai tay của nghi bối bối chống cầm cảm thắn. Không có cậu ở đây, bọn tớ đều rất là trống vắng đó. Hướng vù nhãn nuốt nuốt trái cây ở trong miệng xuống, có thủy tinh cũng không thấy được là có bao nhiêu náo nhiệt mà. Họ biết nhau đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cũng vô cùng hiểu rõ tính cách của rêu thủy tinh. Cô trời sinh đã không thích nói chuyện phiếm với người khác. Thật ra thì cô thật sự không hề nói chuyện phiếm. Ba người bọn họ ở chung một chỗ. Bình thường đều là cô nghe phổ nhã và bối bối, đùa giỡn. Thủy tinh luôn ăn tính ở một bên làm chuyện của mình. Có điều cái loại không khí đó lại có thể làm cho người ta cảm thấy thoải mái dịu dàng đúng là ngu ngốc một cái gõ thật vang hướng lên trên đầu của hướng phù nhã nghề bối bối thật là không biết làm cái cách nào để hạ hỏa để thôi muốn giết chết cái cô nàng đơn thuần này làm sao lại có thể thành thật đến vậy cơ chứ người ta đâu có nói sai chứ lời nói kháng nghị dưới ánh mắt hung ác Cô nghi bối bối tự động tiêu tan đành phần ngoan ngoãn mà cúi đầu ăn trái cây thì Tinh à rốt cuộc thì cậu đang bận cái gì vậy chứ nghe bối bối cười thật là ngọt ngào lại gần trong con người tràn đầy bắt quái, thăm dò thủy tinh. Thật ra thì cô rất muốn hỏi, ngày đó tại sao Hạ Viễn Hằng lại kéo thủy tinh chạy đi, mà chuyện gì xảy ra sau khi chạy đi như vậy? Hạ Viễn Hằng ư? Danh tiếng của người kia rất lừng lẫy trong mấy dặm quanh trường trung học, đã trở thành một nhân vật trong truyền thuyết. Từ lúc nào lại có liên quan tới thủy tinh, làm cho cô tò mò sắp chết rồi. Có điều từ trước đến giờ, diều Thủy Tinh rất là ít nói không nói thì chính là sẽ không nói. Dĩ nhiên thân là bà tốt, họ cũng sẽ không thật sự đi hài. Diều Thủy Tinh không ngừng chạm bút lên màn hình một chút rồi mở miệng. Đi gặp người quen. Cô lựa chọn nói một phần sự thật. Không phải là cố ý muốn giấu giếm bà tốt của mình. Chỉ là tình huống trước mắt của cô vẫn còn đang thu xếp lại ở trong đó. Trời sinh thích nắm tất cả mọi thứ trong tay. Đối với chuyện không nắm chắc cô sẽ lựa chọn bảo thủ để xem chừng biểu diễn. Thật đúng là đáng thương à. Tiểu nhã đơn thuần lập tức đau lòng, đưa tới nhiều hơn một miếng sơ hấu. Người thừa kế tập đoàn kiêu ngạo như vậy, thật là không dễ dàng. Từ trung học, ngày ngày đã bắt đầu bận rộn như vậy. Tỷ tình à, mau mau mau, cậu ăn nhiều một chút, bồi bồi một chút đi. Đúng đó, đúng đó. Nghe bồi bồi thông minh cũng không hỏi nữa. Cô nàng cũng không thể nói ra có chỗ nào không đúng. Nhưng trực giác nói cho cô nàng biết. Trong khoảng thời gian này, hình như Thủy Tinh có điểm công rất khác. Mặc dù vẫn yên lặng lạnh lùng, nhưng lại có điều khác biệt. Hình như cậu ấy là xinh đẹp hơn. Cái đề tài này nói thêm gì nữa, cũng sẽ là không có ích. Diều Thủy Tinh lấy ra một tờ xanh thiếp, ở trong cặp sách của mình rồi đưa tới cho cô. Không phải cậu muốn tìm một công việc sao? Hãy đến nơi này mà thử đi. Được. Không nói lời khách khí gì. Nghe bối bối trực tiếp nhận lấy nhìn lướt qua là một quán cà phê. Nhưng cô không vì vậy mà rời đi đề tài, nghiêm túc nhìn rêu thủy tinh. Cậu không có lời gì muốn nói với bọn tớ sao? Rêu thủy tinh lại nhìn cô, về mặt vô cùng bình tĩnh. Trước mắt là không có. Nói cách khác là về sau sẽ có. Nghe bối bối hài lòng, coi như mình không bỏ qua. Cô hy vọng bạn của mình có thể có được một ngày thoải mái. Dù sức lực của cô rất yếu, hoàn toàn là không giúp được gì cả nhưng ít ra cô vẫn còn có thể lắng nghe không phải là thăm dò riêng tư mà chỉ là quan tâm đơn thuần mà thôi đường cong qua lại trên màn hình tinh thể lòng đã không hấp dẫn được ánh mắt của cô nữa diều thủy tinh giật mình cô chỉ có hai người bạn hướng phủ nhã ngây thơ nghe bối bối lanh lợi bọn họ đều quan tâm đến cô cả cô cảm thấy mình lớn như vậy thành công lớn nhất không phải là các con số trong tài khoản ngân hàng cá nhân không ngừng tăng lên mà có thể có được bọn họ ở bên cạnh. Suy nghĩ một chút cảm giác, thật là không thể nào tin được. Khổ khăn không thú vị như cô, lại có thể biết bọn họ kết giao làm bạn lương tri. Chính cô cũng không thể tin là mình lại có thể. Vẫn là con đường rập bóng cây kia, vẫn là thời gian yên tĩnh sau khi tan học. Cô và anh kề bước đi tới, cùng với nhau. Ngoài tiếng gió nhỏ lướt qua ngọn cây nhẹ nhàng vang lên, cũng chỉ có tiếng bước chân của bọn họ nhẹ nhẹ kiên định, yên tĩnh và trầm ồn. Không cố ý sao hẹn, cũng không có lời ngon tiếng ngọt vây lượn. Mỗi ngày sau khi tan học, anh đều ở đầu đường để mà chờ đợi cô, rồi sau đó cùng cô đi một đoạn. Cả hai đều không phải là người hay nói. Ở trên đường vĩnh viễn lại im lặng, nhưng lại không cảm thấy lúng túng. Chỉ có hai người ở trên đường lớn, cảm giác giống như thế giới, chỉ có duy nhất hai người vậy. Không khí chuyển động, chim hót hoa thơm mây trôi ở bên cạnh anh cho tới bây giờ cô chưa từng cảm nhận được sự yên bình và thoải mái từ anh nhưng không rõ là vì cái gì tuy bọn họ không tính là hoàn toàn quen biết ngay cả nói chuyện với nhau cũng không tính là có nhưng lại cảm giác quen thuộc giống như đã biết nhau hàng ngàn năm tất cả đều là tự nhiên như vậy bọn họ bước đi song song bước không nhanh không chậm rất là an ý Tự như hai người rất hay cùng đi bộ với nhau, nhưng kỳ thật lúc mới bắt đầu lại không phải là như vậy. Hạ Viễn Hằng là một người con trai đơn thuần, tuổi trẻ của anh u ám, có thế giới nắm tính riêng của mình, anh không hiểu con gái, tới giờ cũng không có ý định muốn tìm hiểu. Nhớ đến ngày đó dưới tán cây rậm rạp, người con trai cao lớn đứng ở nơi đó, cứ đứng một mình như thế, nhìn cô và bạn tốt đi ra, đứng hòa hợp trong đám người kia một cách kỳ lạ. Cô vô tình ngước mắt nhìn thấy anh Sau đó anh lặng lặng nhìn cô tạm biệt bạn tốt Rồi từng bước từng bước đi về phía anh Đó là loại cảm giác như thế nào nhỉ Cô thanh lệ như ngọc nhìn thẳng vào anh Từng bước đến gần anh Đi vào trong thế giới của anh Có một loại cảm giác thỏa mãn không rõ Tràn đầy trong lòng Anh đứng ở nơi đó chờ đợi Muốn đi cùng cô trên đoạn đường này Nhưng dù sao anh vẫn là người trẻ tuổi Bước chân vừa lớn vừa nhanh đi được một khoảng thật xa mới đột nhiên phát hiện cô gái nên ở bên cạnh lại không thấy đâu xoay ngờ lại nhìn thấy cô đứng xa xa ở phía sau dừng ở chỗ đó không nhúc nhích rõ ràng cô không biểu cảm nhưng không hiểu tại sao anh lại biết rằng cô đang tức giận quay lại nhìn thân thái trong đôi mắt trong veo hay là tức giận nhưng vẫn muốn thể hiện được vẻ bình tĩnh thật là đáng yếu đến mức kỳ quái lần đầu tiên trong đời vì một người con gái anh cảm thấy được loại vui vẻ kỳ lạ này trong đôi mắt đen tràn ngập ý cười tại sao lại không đi tôi cũng không có tham gia thi đấu quả nhiên là tức giận rồi anh nhìn khuôn mặt như nước của cô cảm thấy siêu thủy tinh lúc này đang yêu đến là không thể tin tưởng được cô nhìn vẻ mặt chứa đầy hứng thú của anh thì trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ xấu hổ hạ viễn hằng cái gì chứ nhìn cô dâng cao cái cầm chân bóng, dáng điệu kiêu ngạo, theo anh lại cực kỳ xinh đẹp. Không được phép đi trước tôi. Giọng điệu ra lệnh hết sức rõ ràng, giống như là trời sinh đã là như vậy. Anh đưa tay ra, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, mười ngón tay nắm chặt. Vậy em muốn nắm chặt một chút không? Đôi mắt tươi đẹp của cô hơi trận to, cô từ từ cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm lấy tay của mình. Đây là lần thứ hai anh nắm tay cô, rắn chắc mà ấm áp, Loại cảm giác này vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của cô. Ngừng đầu một lần nữa, giọng lạnh lẽo phang lên. Cô nói, tôi không đồng ý cho anh nắm tay. Anh có hỏi em sao? Ngọn giữa hơi dùng sức kéo cô đi về phía trước. Lần này anh không đi nhanh sống bình thường, mà từng bước chân chậm rãi, từng bước từng bước phối hợp với bước tiến của cô. Trời chiều đỏ cam, vương lại trên ngọn cây lưu luyến không trời, kéo hai cái bóng ở trên mặt đất. Đúng là vô cùng thích hợp ai có thể nghĩ tới bọn họ lại nắm tay nhau đi như vậy có thể đi suốt cả một năm tổng giám đốc à để sinh nhật tùy theo ý muốn của tiểu thư nhưng phu nhân kiên trì nhất định phải làm náo nhiệt một chút cho nên tổng giám đốc quyết định tổ chức sinh nhật cho tiểu thư địa điểm quyết định là biệt thự ở dương minh sơn tiểu thư à đối với bữa tiệc này người có yêu cầu đặc biệt gì hay không đôi môi trắng nhặt nhẹ nhàng nhích lên một cái yêu cầu của cô ư cái này có quan trọng hay không một cô gái ngoan thì nên trả lời như thế nào cô đã quá rõ rồi tôi không có thức ăn sẽ dồn dồn nô chuẩn bị lễ phục của tiểu thư cũng đã đặt xong rồi ạ à? ý là cô chỉ cần xuất hiện đúng lúc là được rồi cô nhằn nhặt, nhặt nhìn lướt qua trợ thủ đắc lực của cha từ tĩnh viễn không hổ danh là người được cha bồi dưỡng làm việc nói chuyện càng lúc càng giống ông ngay cả về mặt bình thản cũng là vậy đúng thật là ở bên cạnh cha lâu dài rất khó để không bị ảnh hưởng. Đối với việc tổ chức sinh nhật gì đó, cô hoàn toàn không có hứng thú. Diều giật châu, mừng sinh nhật cho cô rất hào phóng. Ngay cả thức ăn của bữa tiệc, cũng dùng máy bay riêng đến Paris để mời đầu bếp nổi danh. Bậc thầy Juno tự mình đến sắp xếp. Lễ phục cũng là từ thợ thủ công xanh xa Italia nổi tiếng, giá tiền kinh người. Người ngoài nhìn thấy diều giật châu vì yêu con gái mà không tiếc vùng tiền như rác nhưng ai biết được để juno tới đây chỉ vì nhan uyển như mẹ của cô cực kỳ yêu thích món điểm tầm ngọc của ông ta làm mà thôi cha cô làm tất cả đều là vì mẹ ngay cả tổ chức bữa tiệc cô không cần suy nghĩ nhất định là do mẹ đề nghị cô vô cùng tin tưởng cha cô không hề biết ngày sinh nhật của cô là ngày nào trong thế giới của diêu diệt châu chỉ tồn tại ba chữ nhan uyển như Mảnh đất xây dựng khách sạn mới ở Việt Nam Đã xác định xong chưa Từ tĩnh viễn là người có mắt nhìn cỡ nào Nghe tiểu thư hỏi chuyện khác Thì lập tức hiểu cô hoàn toàn không có hứng thú Đối với những sắp xếp của tiệc sinh nhật Trước mắt đã chọn được ba mảnh đất Để mà đánh giá thá. Hai tháng trước Phòng kế hoạch đề nghị lựa chọn mảnh đất Việt Nam Để khai thác khách sạn nghỉ mát cao cấp Bị rêu thủy tinh trực tiếp bác bỏ Sau đó mảnh đất này Bị khu công nghiệp mình đặt giành được còn dẫn tới nghị luận ở Mỹ trong hội đồng quản trị. Nói Diêu Thủy Tinh là một cô bé 16 tuổi không hiểu gì, tham dự quyết sách trọng đại của Diêu Thị thật sự là hoang đường. Nhưng không ngờ tới mấy ngày sau, chuyện này lại chuyển biến bất ngờ. Ông phát hiện trong tài liệu nộp cho Tổng Giám Đốc, thật sự rằng mảnh đất kia bị ô nhiễm nặng. Rồi lại liên tưởng tới Tổng Giám Đốc từng nói một câu nhẹ nhàng trước mặt con gái. Gần đây mình đặt, kiến ta hơi phiền lòng. Đột nhiên ông cảm thấy sông lưng lành lạnh, toàn bộ tất cả sẽ không phải là từ tĩnh viện biết chú ích của công nghiệp minh Đạt vẫn muốn nhảy sang lĩnh vực khách sạn thỉnh thoảng mượn cơ hội đến gần tổng giám đốc nhưng thay vì phiên lòng nho nhỏ này làm ông ta trực tiếp tổn thất toàn bộ một tỷ hay về phần có phải diêu thủy tinh cố ý tung tin đồn dẫn dụ chú ích mua mảnh đất ở phía nam rồi sau đó lại tới chỗ quan chức của sở bảo vệ môi trường yêu cầu kiểm tra vấn đề ô nhiễm hay không là do có người bày đặt mưu kế như thế nào. Từ tính viễn không biết, cũng là không muốn biết. Bây giờ ông cực kỳ hiểu rõ một chuyện rằng Diêu Thủy Tinh quả nhiên là con gái của Diêu Giật Châu, không hơn không kém. Diêu Thủy Tinh dùng máy tính, điều tra bản đồ ba mảnh đất, chạm bút chọn một mảnh ở trong số đó. Nên này tôi đã điều tra rồi, vị trí rất tốt. Quan trọng nhất là cái suối nước nóng, quan tử lĩnh rất là gần. Sinh thái của suối nước nóng quan tờ lĩnh rất là phù hợp với nhu cầu khách sạn nghiệm mắt của chúng ta. Từ tiếng viễn lập tức mở laptop ra xem những tài liệu liên quan tới suối quan tờ lĩnh. Chúng ta đã bàn bạc qua với lý tưởng. Bọn họ cực kỳ hy vọng. Chúng ta có thể lựa chọn nơi đó. Nếu như có thể hợp tác thành công thì sẽ cung cấp đặc trợ chuyên nghiệp, người thừa kế thật sự của tập đoàn trong tương lai. Thời gian chủ nhật đẹp đẽ ở trung học chưa bao giờ đi cùng với chị em tốt ra ngoài dạo bố xem phim. Là một nhân viên công chức, cũng không thể có nghỉ phép thật tốt. Thả lòng một chút, trước bàn đề giấy tờ buôn bán, thời gian lặng lặng trôi qua. Diêu giật châu chỉ có một người con gái yêu, là Diêu Thủy Tinh. Chỉ là tiệc sinh nhật 17 tuổi, như là một sự kiện lớn trong xã hội thượng lưu. Trước tiên không nói thế lực của tập đoàn Diêu Thị tài phố kinh người. Riêng Tổng Giám đốc Diêu Giật Châu của tập đoàn Xuyên Quốc gia làm việc ác liệt lại là người khiêm tốn thần bí ngay cả tiệc cuối năm của tập đoàn cũng khó trông thấy được ông ta lần này công khai chúc mừng sinh nhật cho con gái yêu giới thường nghiệp nếu có thể được đến tham dự đều có thể lấy đó để làm biểu vinh hạnh có điều Diêu thị là tập đoàn nắm giữ địa vị bá chủ kinh tế người đủ tư cách tới tham dự tiệc đương nhiên đều là có lai lịch không hề nhỏ tối nay diêu Sa và các nhân vật nổi tiếng tập trung ở dân minh sơn tinh quang lấp lánh ở bên trong yến tiệc linh đình bầu không khí đầy tác phong của các danh gia mặc dù rêu ra tổ chức yến tiệc rất ít nhưng chỉ cần ra tay tuyệt đối là cực kỳ xa hoa tinh tế ngay cả những điểm rất nhỏ cũng thể hiện rõ phẩm vị gia đình giàu sang diêu tụy tình lắc lư cái ly trong tay màu vàng tươi óng ánh dưới ánh sáng của đèn tùy tinh to lớn chiếu rọi xuống sắc màu mê người hiện rõ màu nước ép cam mùi vị rất tuyệt. Bữa tiệc của Diêu ra, Hoàn Mỹ không chỉ có thức ăn, toàn bộ tất cả đều không tìm ra một chút tỉ vết nào cả. Có thể vì người làm việc cho Diêu giật trâu, cho tới bây giờ đều không phải là người tầm thường. Vị kia là cháu trai của trường động sự Bách Hóa Đồng Minh, trường Hữu Đình. Trước mặt đang học AMB ở Harvard, được cơn chiều nhất trong thế hệ con cháu. Có thể nói tương lai rất là có thể kỳ vọng thay thế cho trường đồng sự. Khóe miệng của Diêu thủy tinh hơi nhích lên. Có từ tiếng viễn ở đây. Mà tiếng bảng của cô có thể nghỉ ngơi được rồi. Tiến lên vài bước, cô lễ đạo chào hỏi. Trương Đồng, buổi tối tốt lành. Tuệ tình à, mau đến đây. Đây là cháu trai Trương Hữu Đình của ta. Khi còn bé, các cháu đã gặp nhau rồi đó. Lắng người của Trương Đình Minh mập mạp. vỗ vỗ thanh niên tuấn tú trẻ tuổi đứng ở bên cạnh. Hữu Đình à, đây là người ta thường nhắc tới với cháu. Hòn ngọc quý trên tay của Tổng Giám Đốc Diêu, Diêu Thủy Tinh. Con bé thật đúng là xinh đẹp lại có năng lực Còn nhỏ tuổi nhưng đã vô cùng xuất sắc Diệu tiểu thư sinh nhật vui vẻ Trương Hữu Đình nhấc ly rượu trong tay lên nói Cảm ơn anh Ánh mắt của Trương Đình Minh cười Chúc một đôi trẻ xuất sắc như thế này Càng xem lại càng hài lòng Thủy tinh à Người trẻ tuổi các cháu có cơ hội Thì phải nói chuyện nhiều một chút Rồi lại quay đầu nhìn cháu đi tôn của mình Trường Hữu Đình à Cháu đừng thấy Thủy tinh người ta mới 17 tuổi còn bé đã vô cùng lợi hại ở trên thị trường chứng khoán rồi đó nha. Trương Đồng quá khen rồi ạ. À? Làm sao có thể chứ? Tuần trước cháu mua vào cổ phiếu HT. Trong năm ngày ngắn ngủi đã kiếm được cả thảy 600 phần Thật sự là rất có năng lực phân tích. Tuy tình à, trong một tháng nay mấy cổ phiếu cháu mua vào đều tăng rất là lợi hại. Nói cho Trương Gia biết có phải có tin tức nội bộ gì hay không hả? À? Đơn thuần chỉ là do vận mệnh thôi ạ. À? Diệm tiểu thư thật sự là quá kiêm nhường rồi đi. Trường Hữu Đình nhìn cô Ở trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng Lúc trước ông nội kéo anh tới đây tham dự bữa tiệc này Đối với sự loại tiệc công khai này Thật ra chính là chuyện đi xem mắt Anh cảm thấy rất là chán ghét Coi như thấy được siêu thủy tinh Cũng chỉ cảm thấy cô là một cô gái rất là có Khí chất khá Xinh đẹp Không có điểm gì đặc biệt Nhất là cô mới 17 tuổi Làm sao trở thành món ăn của anh được đây Mãi cho đến vừa nãy Ông nội nhắc tới biểu hiện kiệt xuất của cô trên thị trường chứng khoán, mới khiến anh có vài phần kính trọng đối với cô. Sau khi đánh giá cẩn thận, phát hiện cô ấy lạnh lùng, khác hẳn với những cô gái bình thường, cao quý thận trọng làm cho anh động lòng. Không biết lát nữa, tôi có thể có được vinh hạnh, mời Diêu Tiểu Thư nhảy một điệu hay không? Đột nhiên anh cảm thấy sắp xếp của ông nội là không thể tốt hơn. Trường Đồng, Trường Công Tử, thật là xin lỗi. Diệu tiểu thư của chúng tôi nên đi chào hỏi vài tiếng với vương tổng giám đốc rồi ạ. Từ tĩnh viễn lễ độ gật đầu cắt ngang lời nói của bọn họ. Xin thưa lỗi không thể tiếp được. Diệu Thủy tinh bấp máy khóe miệng, xoay người đi đến thực hiện nhiệm vụ mới. Bên môi nâng lên sự diễu cực nhằn nhạt Nếu như đã đến đây, thì vài diễn vai của mình thật tốt. Ít nhất hôm nay, cô cũng nên cảm thấy thỏa mãn. Chào cô cũng đã chịu lộ mặt cùng cô. Để báo đáp lại, cô cũng nên làm xong vai trò của mình. Dù là chuyện rõ ràng đến mức có muốn giả bộ thì cũng có thể hiểu được. Nhìn sơ qua cách đến tối nay, không phải là thế hệ trước mang theo tiểu bối tới, thì là tinh anh trẻ tuổi trong giới thường nghiệp. Cha thật sự đã không thể chờ đợi nữa rồi hay sao? Rõ ràng 2 giờ xã sao, khách sáo, ngoài ngoặt vẫn là bình tĩnh không biến sắc. Cái gọi là yến tịch xã hội thượng lưu, kỹ thuật đều là rộng khuôn cả thôi. Từ lúc còn rất nhỏ, cô đi theo trợ lý tham gia vô số lần có thể nói là vô cùng thần thục nhưng dù như thế nào đi nữa cô vẫn không có cách nào thích ứng được nhất là lần này mục đích quá mức rõ ràng khiến cho cô càng thêm chán ghét tuổi sách dự tiệc khéo léo tinh tế truyền đến một chút rung động cô ngước mắt nhìn về phía có nhiều người vẫn đang nói chuyện về hoài bão lý tưởng trong giới chính trị mà trợ lý từ vô cùng có kinh nghiệm chuyên chú lắng nghe Cô không một tiếng động lui về phía sau Đi tới bên cạnh cửa sổ Mở điện thoại ra Ra ngoài Trên màn hình sáng chỉ có hai chữ này Tim của cô đột nhiên phập phồng Một giây kế tiếp tin nhắn lại gửi đến Hậu hòa viên Quan sát bốn phía một chút Đã là thời gian bữa tiệc nhộn nhịp nhất Rượu mạnh món ngon Âm nhạc ngọt ngào Mọi người muốn thì sẽ khéo léo nói chuyện với nhau Muốn thì sẽ ôm nhau mà khiêu vũ Lúc này cũng không có ai để ý tới cô Ở trong góc Linh hoạt nhẹ nhàng xoay người Tránh ra khỏi cửa thủy tinh ra ngoài Lại quay qua hành lang quanh co rộng lớn Khi xung quanh toàn là bóng tối Thì cô kéo váy lên mà chạy thật nhanh Nhịp tim đập nhanh không giống với cô Cô là siêu thủy tinh Từ nhỏ đã được giáo dục Dù bất cứ chuyện gì Thì cũng cần phải bình tĩnh, chấn đỉnh Bởi vì để thành một người lãnh đạo Chỉ có đầu óc tỉnh táo Mới có thể đưa ra quyết định lý trí nhất Nhưng vào giờ phút này Cô hít thở rất cấp, cảm thấy nhiệt độ máu dưới làn da từ từ tăng lên, nóng bỏng, mà tim cũng giống như muốn bị bốc cháy vậy. Chạy qua từng bụi từng vi đang nở rất đẹp. Cánh hoa màu sắc đỏ tươi, tàn ra sẽ rơi vào trên môi của cô, tinh tế mà lại xinh đẹp. Cô như chạy đua với gió, cánh hoa như mép váy tung bay. Ngay cả mùi hoa trong gió đêm, cũng mang theo một cỗ thôi thúc không thể nào hiểu được. Nhanh hơn một chút nữa, chỉ cần nhanh hơn một chút nữa thôi. Vòng qua góc khuất, có thể thấy được cánh cổng bằng đồng cao lớn chạm khắc hoa văn. Chỉ cần ba bước nữa là đã được rồi. Cô đột nhiên dừng bước chân lại, từng chút từng chút cân bằng hô hấp của mình, chỉnh sửa lại váy áo của mình, làm mấy sợi tóc tinh nghịch ổn định. Lễ phục được làm bằng tay, bởi thợ thủ công nổi tiếng lại ôm sát vào người. Khi tất cả đều đã giống như thường ngày, cô nâng túi sách nhỏ đắt tiền lên, thản nhiên đi về phía trước diều công chúa cao ngạo đan trang tao nhã đẹp mắt Tưởng lát đá quậy sạch sẽ xinh đẹp hai bên thực vật xanh như là được cắt sửa hoàn mỹ không khuyết điểm cách không tới 10 mét nữa cô thấy người con trai đang đương yên dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, nhạt anh lời biếng nghiêng người dỡ sát vào mô tô thích nhất ánh mắt đen tâm sâu không ngừng nhìn cô thật sự là không thể tưởng tượng nổi một khoảng cách không tính là gần cô lại có thể thấy rõ ánh mắt của anh Giống như là biển sâu rộng tối nhất Thầm thẳm nhất Thân bí khó lường Nhìn thấy cô Hình như đột nhiên sâu trong đôi mắt Tắt lên một ngọn lửa Rồi sau đó anh chậm rãi Quắc quắc ngón tay với cô Cô hít thở thật sâu Ánh mắt như băng xoay người quay về Tụy tình Giọng điệu của anh kêu cô Có một loại từ tính rất khác Tình tế cọ sát qua đáy lòng của cô Qua mạch máu của cô Trong nghe mắt bị gắn vào một loại mềm yếu gì đó. Bước chân của cô cũng trở nên có một chút khó khăn. Tới đây. Cô quay người lại nhíu mày cất tiếng. Anh ra lệnh cho tôi ư? Ngăn gái bảy cánh cổng bằng đồng kiên cố. Anh nhìn cô thật lâu. Diều thủy tinh mặc lễ phục, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Màu tím nhạt dưới ánh sáng huyền ảo mờ mờ của ánh trăng, giống như sau khi thượng đế tạo ra vạn vật, không cẩn thận đánh rơi màu sắc, rơi vào giữa hồ nước từ từ tàn ra, tàn ra nữa, rồi sau đó bị cô nắm giữ, làm nổi bật lên da thịt trong suốt như ngọc của cô. Cô thật sự là vô cùng thích hợp mặc chiếc váy có màu sắc này, vợ cao quý mà lại hoàn mỹ. Không phải là anh đã bị luân hãm quá sâu rồi chứ. Làm sao lại có thể cảm thấy bất cứ một vẻ mặt nào của cô gái này đều cũng có thể đáng yêu như vậy. Tinh tế quan sát, ánh mắt rơi vào bóng tán lá xanh quét qua trên vai cô. Cô gái ngang ngực này khiến đáy lòng của anh mềm mại đến rối tinh rối mù rõ ràng là chạy tới nếu không trên người cô lại dính viên lá sao một hồi lâu sau anh thở dài không phải anh làm sao có thể nhẫn tâm ra lệnh với cô làm sao có thể từ chối mệnh lệnh của cô đây lặp lại một lần nữa tới bên cạnh anh có được không chưa bao giờ biết âm thanh của anh có thể êm ái như thế giống như rất là miễn cưỡng cô từ từ đi tới bên cạnh cửa làm sao anh có thể tới đây Anh nở nụ cười Về mặt hài hước khó có thể có được Khiến âm ô trong đáy mắt Tích tắc tiêu tán Anh tới để cơ vớt công chúa cô đơn lạnh lẽo Đúng là nhảm chán Anh chi chi đại sành vào bữa tiệc Em ở nơi đó Thật sự là không cô đơn lạnh lẽo sao Cô nhìn anh chằm chằm rồi im lặng Đi theo anh Anh dội tay về phía cô Rất nhiều năm sau Diêu Thủy Tinh vẫn nhớ rõ ràng rằng đêm ngày hôm đó rừng Minh sơn là bầu trời trong tất cả vì sao đều rơi vào lòng bàn tay của anh lấp lánh mà mỹ lệ tay của anh đưa về phía cô cô nhớ cảm giác lúc anh cầm tay cô kiên định mà lại ấm áp loại cảm giác đó mỗi ngày mỗi ngày đều ở bên cô cô nhìn bàn tay quen thuộc thất thần trong nháy mắt anh không có thúc giục mà chỉ đưa bàn tay ra chờ đợi cô đó là bữa tiệc của tôi cô nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở có quan trọng không? Lòng mày dâng lên có vài phần kiêu ngạo, vài phần bướng mình, đủ mười phần là lời nói của Hạ Viễn Hằng sẽ nói. Chi chi cánh cổng ngăn cách của bọn họ, cô nói. Tôi không có chìa khóa. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ đỡ được em. Cô không dám tin nhìn anh. Anh bảo tôi leo lên ư. Mặc lễ phục như vậy, ở bữa tiệc sinh nhật của chính cô, leo cửa chính đi ra sao? tùy tình à, anh chờ em. Cô im lặng nhìn anh, mắt liếc một cái, cả một năm nhìn qua vô số lần, thậm chí nhắm mắt lại cũng có thể từng nét từng nét miêu tả tỉ mỉ bề ngoài. Thật ra anh là một người vô cùng vô cùng lạnh nhạt, ít nói, nhưng khi đối mặt với cô, một người so với anh còn im lặng hơn, ít nói hơn, anh lại có thể trở nên rất nhiệt tình, hình như ở trước mặt cô anh rất khác. Vì thế cô cắn cắn môi, cái cánh cổng được chạm trổ, hung hăng ném ra túi sách cho anh. Hạ Viễn Hằng nếu anh dám không đỡ được tôi Thì anh nhất định phải chết Khi cô nhảy vào trong ngực của anh Thì nụ cười của anh so với bầu trời đầy sao kia Còn rực rỡ hơn Mà cô bên môi cũng dâng lên nụ cười nhạt Loại cảm giác vui vẻ đó Cho tới giờ đều chưa từng có Anh ôm lấy cô Tự như qua cả một thế kỷ thật là dài Hoặc có lẽ chỉ là mấy giây phút ngắn ngủi Ôm nhau thật chặt Cảm nhận nhiệt độ của lẫn nhau So với lễ vật quý giá Yến tiệc xa hoa lại sấy ấm lòng cô hơn rất nhiều. Anh chờ cô đi rất lâu, một đoạn đường rất dài, dọc theo đường đi cô ôm hông anh, gương mặt vùi sâu vào bờ lưng rộng lớn phía sau của anh. Không hỏi anh muốn dẫn cô đi đâu, chỉ cần đang ở bên cạnh anh thì đi đâu cũng là được cả. Cô thật sự không ngờ, anh lại mang cô đến chỗ ở của anh. Đó là nhà trọ kiểu cũ, thang máy cũng không có, vách tường lăng lổ, cầu thang nhỏ hẹp, đó là một thế giới mà cô không có cách nào tưởng tượng. Anh nhìn cô thản nhiên mặt trầm mặc. Đây chính là cuộc sống của anh, khác biệt với cô, nhưng anh cũng không cảm thấy xấu hổ. Anh thích loại cổ kỹ an tĩnh như thế này, sẽ không có người nào quấy rầy cả. Diêu Thủy Tinh lặng lẽ quan sát cô nhà trọ, một hồi lâu sau nhàn nhạt, mở miệng hỏi. Ở lầu mấy? Khóe môi của anh sương lên, tâm tình cực tốt cất tiếng. Là lầu sáu Thật là tốt, lâu cuối cùng đây là món giải vò người khác đi nụ cười trong mắt anh càng đậm cầm lấy tay cô anh ôm men lên lầu có được hay không cô trương mắt nhìn anh rồi kéo lần váy đi lên phía trước còn anh cất mấy bước đi tới bên cạnh cô nắm tay cô cùng đi cô vẫn luôn bình tĩnh dường như người khác làm gì đi nữa cũng sẽ không liên quan tới cô tay để cho anh nắm mặc để cho anh ôm tần số hô hấp cũng không tăng nhanh một chút nào cả giống như anh đối với cô là một người không có sức ảnh hưởng vậy. Vào giờ phút này, trong mắt của anh, chỉ có da tay mịn màng của cô, vốn nhắn bóng vô cùng trắng trẻo, từng chút từng chút đỏ lên, vẫn hồng nhàn nhạt, nhạt, hiện trên da thịt y như lá sứ trắng, vô cùng là động lòng người, giống như tự sinh ra trong người, kết thành một mảng. Anh nhìn chăm chăm vào màu sắc kia, hô hấp trở nên nặng nề, không phải vì leo cầu thăng, không tính là đặc biệt vất vả Sau khi cô đứng ở lầu giấu Nhìn xung quanh hai cánh cửa chờ người khác mở ra Một hồi lâu sau Ngoài tiếng hít thở Thì một chút động tính cũng là không có Này Hạ Viễn Hằng Không kiên nhẫn mà ngẩng đầu lên Lại chạm vào đôi mắt giống như bốc cháy kia Trong đó còn có một chút u buồn bình tĩnh nào chứ Đó chính là sa mạc nóng bỏng Điên cuồng cuốn người ta vào những đợt nắng nóng của ngày anh thấy rõ màu phấn hồng kia trong nháy mắt biến thành màu đỏ, rốt cuộc không kiềm chế nổi mà ôm cô, đè lên trên vách tường. Anh tiến tới gần cô, gần đến mức có thể nghe thấy được hương thơm mùi vị của cô, khiến cho người ta phải nổi điên lên. Tuyệt tình à, để anh hôn một cái đi. Môi của anh cách môi của cô không tới một cm. Vươn ra khi nóng ở trên môi cô, trong hô hấp tất cả đều là hơi thở phái nam nhẹ nhàng khoan khoái, dễ chịu của anh. Chân của cô có một chút như nhuộn ra, đầu trắng váng hoa mắt, lại phải cố gắng tỉnh táo lại. Hạ Viễn Hằng Rõ ràng là nên cự tuyệt một cách nghiêm túc, nhưng lời nói ra khỏi lại có mấy phần mùi vị hờn dỗi. Hôn một cái đi. Anh không hôn lên ngay, mà nói nhỏ nhẹ ở bên bờ môi của cô. Tùy tình à, bàn tay của anh từ từ vuốt ve ở vòng eo tinh tế. Mảnh mai như vậy, nho nhắn như vậy, bàn tay vừa nắm mà đầy ở trong lòng bàn tay như vậy cuối cùng là muốn cô phải trả lời thế nào đây ngoài mặt là lễ phép đang cầu xin đồng ý của cô nhưng hành động của anh lại là mười phần vô lễ làm sao cô có thể cho rằng ở phương diện tình cảm anh vô cùng biết tự kiềm chế chứ Trừng lại anh không có nửa điểm lạnh lùng thường ngày ánh mắt như nước đột nhiên nóng giận về mặt tươi đẹp sinh động cô cất tiếng rốt cuộc là anh có muốn hôn hay không hả Lời còn chưa nói xong Thì đã bị anh ngậm vào trong môi Đương nhiên là anh muốn hôn rồi Đây là nụ hôn thứ hai của bạn họ Cũng là lần thứ hai bọn họ hôn nhau Vẫn là không lưu lắt như cũ Thiếu hụt sự thành thạo như cũ Nhưng lờ nóng lại khiến cho người ta run rẩy Anh nặng nề hôn trên môi cô Dựa môi và vuốt ve môi Hết lần này đến lần khác Yêu chết hương vị thanh thuần nhàn nhạt, nhạt Ngọt vừa vừa Giống như là nước suối trong núi sâu Tự nhiên mà lại thuần túy không thỏa mãn liên tục hôn theo bản năng anh rỗi lưỡi qua liếm liếm đôi môi tinh tế của cô lúc cô mở miệng thì khẽ đi vào dò sách rồi sau đó dạo một vòng trong thế giới khác biệt không có phiền phức lúc ban đầu anh chỉ là đưa vào mút từng chút từng chút nhưng đàn ông giống như được sinh ra đã được thiên phú về phương diện này hơn nữa đối diện với anh là cô gái mà anh yêu thích lại ý niệm còn giã muốn nếm toàn bộ cô từ trong ra ngoài đã kích thích bản năng của anh đầu lưỡi của anh càng lúc càng lớn mật liên qua tất cả những nơi kiến đáo trong miệng của cô trong lúc vô tình cọn sát qua lưỡi cô cả người giống như bị điện giật giống như khai phá một nơi nào đó thiêng liêng quấn lấy lưỡi của cô nặng nề ma sát qua lại muốn tìm kiếm sự phối hợp của cô cơ thể tinh tế run rẩy dưới bàn tay của anh loại mềm yếu hiếm thấy có làm cho anh yêu thích đến thuật tình hơi tha lòng môi lưỡi ngậm môi giới cổ cô nhấm nháp ở trong khoang miệng đừng lúc cô thở phào nhẹ nhõm tiếp tục chặn lên bút chặt lưỡi của cô nóng bỏng điên cuồng anh yêu chết cái lưỡi mềm mại này của cô quấn lấy cô kéo về trong miệng của mình thật sự cứ muốn như vậy mà ăn sạch lấy cô tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra từ trong miệng của cô loáng thoáng trong không khí khi cô nghe vào trong tay thì nháy mắt chợt cứng nở cái đây thật sự là âm thanh cổ cô sao Lại ngọt ngào giống như là mật ong hoang dại Ngắn đến tan không được Mềm mại như vậy Giống như một đóa hoa rôn rầy trong tim non nớt không thể nói Dĩ nhiên Hạ Viễn Hằng Cũng đang nghe thấy âm thanh rên rỉ kia Lưu luyến buông môi cô ra Muốn ăn sạch từng tế bào trên đôi môi mỏng Lúc này Sự nan tính trong đôi mắt Hoàn toàn đã bị sự nóng bỏng xâm lược Ở bên môi lại ý cười nhạt Tùy tình à không cho phép nói Cô bị bác phủ bởi vị xấu hổ Trước nay chưa từng có Cô thật sự là muốn nhanh tay Đưa lên che đôi môi quả anh lạnh Anh cười rất nhiều Tại sao cô lại có thể đáng yêu như thế Nhìn đôi môi hoàn toàn bị anh hôn lên Đôi môi mềm mại chân bóng Làm cho anh động lòng Rồi lại liếm lòng bàn tay của cô Vì lòng da thịt non mềm mà say mê Anh đúng thật là hư hỏng Diêu thị tinh vội vàng rột bàn tay lại rất khó khăn để không chú ý tới lòng bàn tay ẩm ướt muốn thiêu đốt người kia. Nhưng anh lại không muốn bỏ qua sự thẹn thùng khó thấy được này của cô. Bắt lỗi mà dấu ý hỏi. Không cho nói cái gì chứ. Hạ Viễn Hằng. Da mặt thật là mỏng nha. Rồi ngón tay tham dò vào trong môi cô. Anh chuẩn bị quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại. Được rồi. Tùy tình bảo bối của anh. Anh không nói. Em kêu nữa cho anh nghe. Có được hay không? Diệp Thủy Tinh kêu kích cắn ngón tay muốn làm chuyện xấu của anh. Trong con người trong suốt tràn đầy sự tức giận. Sau khi đùa giỡn, anh rút ngón tay ra, hôn một cái vỗ về trên môi cô rồi lầm bẩm. Lần sau, không nhìn ánh mắt mang theo tức giận của cô, mở cửa phòng mà ông cô đi vào. Diệp Thủy Tinh nhìn cái bát bốc hơi nóng ở trên bàn, mà có một chút thất thần. Sợi mì nhẹ nhàng khoan khoái trước mặt, rắc hành lá, cắt nhỏ tinh tế. Nước anh trong vắt, mang theo có khói hương vị nồng nàn. Món ăn kia rất đơn giản, thế nhưng vào giờ khắc này, cô lại không biết nên phản ứng ra sao. Sau khi anh cho cô một nụ hôn nóng bỏng, bưng lên một cái bát ở trước mắt, đây là lại cảm giác như thế nào? Sinh nhật, làm sao có thể thiếu mì trường thọ được chứ? Cô nhìn cái bát kia mà trầm mặc không nói. Anh đưa đỗ cho cô. Thử một chút xem. Trước kia anh làm việc ở nhà ăn, coi như là tay nghề cũng không tệ. Hạ Viễn Hằng, Thanh âm cô cô thật bình tĩnh Nghe không ra hỉ nộ ái ố Cái gì chứ Anh đúng thật là quê mùa Kéo tay của cô để cho cô cầm đũa Anh hy vọng em có thể hạnh phúc Mỹ trường thọ Đại diện cho hạnh phúc trường thọ Mà anh chỉ hy vọng cô có thể có được hạnh phúc Dù sao cô tốt đẹp như thế Luôn có tư cách có được hạnh phúc hơn So với người khác Cô nắm chặt đôi đũa ở trong tay Một hồi lâu sau mới cất tiếng nói Nếu như ăn không ngon tôi sẽ không ăn. Gắp một sợi mì lên, nhỏ nhỏ nếm thử một miếng. Thật sự là kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn. Ăn biết bao nhiêu món ăn do đầu bếp nổi tiếng chế biến. Ngay cả giúp việc nữ ở trong nhà bếp, toàn bộ đều là tay nghề siêu phàm. Nhưng cô cảm thấy mùi vị ngon nhất lại là... Hương vị như thế nào? Thật là bình thường. Vốt về mái tóc mày của cô, ngăn cách khí nóng bao la, nhìn đôi môi của cô bị hôn đến sưng đỏ. Anh đột nhiên có cảm giác thỏa mãn nở ra trong lòng ngực. Phải ăn hết toàn bộ, có biết không hả? Cô gái này là của anh. Cô gấp một đũa đưa tới bên môi anh. Khó ăn chết đi được. Há miệng ăn thức ăn cô đưa tới. Rồi lại nhìn cô ăn tiếp. Một bát mì, thật ra thì cũng không nhiều. Bọn họ một miếng một miếng từ từ ăn. Lại ăn rất lâu. Giống như là không nỡ ăn nhanh chóng cho nó xong vậy. Hy vọng thời gian có thể lâu thêm một chút nữa. Có lẽ cả cuộc đời này, Cô cũng sẽ không quên được mùi vị của bát mì này Rõ ràng là mặn Nhưng vào miệng thì lại ngọt Thật là kỳ lạ Ngọt mặn Ăn vào trong miệng Còn cảm thấy mùi vị tuyệt vời nhất thế giới Cổ tay buông đũa xuống Bị một chuỗi lắc thủy tinh màu tím óng ánh trong suốt vòng lên Chiếc khóa nhỏ nhẹ một cái Màu tím sâu sắc tôn lên Làn da trắng như sữa Trời mắt khiến cho đôi mắt của người ta Không thể nào rời được Chỉ cần đứt mắt một cái Cô cũng biết chuỗi lắc này thủy tinh màu tím rất là bình thường giá thị thị trường cũng không vượt quá ba vạn nghe cả một viên chân trâu trên lưỡi phục của cô cũng không chỉ bằng cái giá này thế nhưng bảo bối của anh sinh nhật vui vẻ tim của cô có thể không đập nhanh như vậy thỏa mãn đến như vậy có được hay không cô sợ rằng sợ rằng một giây kế tiếp sẽ thỏa mãn đến mức vỡ vụn ra mắt muốn cười thì cứ việc cười đi hạ viễn hàng nhìn khóe môi của cô gái dâng nhẹ ở trong lòng hiểu rất rõ chiếc lắc tay mua bằng tiền lương hai tháng của mình có thể ngay cả một chiếc khăn tay của cô cũng không sánh nổi nhưng anh không cảm thấy thấp kém bởi vì anh hiểu rõ cô thích cô thật sự thật sự rất thích diêu thủy tinh nhìn anh đến gần rồi ăn xuống trên môi anh một nụ hôn rất nhanh rất nhẹ giống như con bướm mùa hạ múa ở trên nụ hoa vậy anh nắm lấy hai vai của cô lùi về phía sau tình ý trong mắt thật là rực người diêu thủy tinh cái gì chứ? Em là của anh, chính là của anh. Hạ Viễn Hàng à? Ừ, anh là của em, em vẫn là em. Tôi đều rồi, đều là của em, của em tất cả. Tiếng nói nhỏ lát nhất tan biến dẫn nụ hôn, từ từ phân tắng, trong không khí cũng truyền đến hơi thở ngọt ngào nhẹ nhẹ. Mùa hạ sôi động, hóa ra lại là mùa yêu. Tối nay rêu ra vẫn yên tĩnh như cũ, thư phòng rộng rãi mà đơn giản, chỉ mơ một chiếc đèn bàn, do danh gia di đen thiết kế đường cong thanh thoát mà lại ưu nhã ánh sáng nhàn nhặt bóng đèn nhàn nhặt giống như một giấc mộng ấm áp ở trong đêm khuya nghe nói đây là đồ vật yêu thích của một vị danh nhân xinh đẹp dịu dàng nên vợ yêu coi như là báu vật mỗi đêm đều sắp sáng đó người đàn ông cao ngọc tự như sao sương mở trong đêm đông không thể chạm tới ở đó lúc này gương mặt của ông bị quất dấu ánh đèn khó phân biệt được sự vui hay là buồn cho nên đợi chừng tiểu thư bỏ đi Cho nên mãi đến 11 giờ 40 phút Chính là 20 phút trước mới về nhà Âm thanh bình tĩnh mà cung kính Không hề nhấp nhô cất tiếng báo cáo Trước bàn của người đàn ông Để một số báo cáo Hai tờ giấy thật mỏng Lên tự thuật đầy đủ không hề thiếu sót Về 18 năm của một con người Hạ viễn hằng Từng chữ từng chữ Giống như nhớ tới chuyện gì đó Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà lạnh lùng Dạ vâng Về cậu thanh niên này một năm trước thuộc hạ đã từng tề cấp với tổng giám đốc. Tiếng gõ nhẹ khiến cho từ tĩnh viễn lập tức im lặng. Ông đi theo bên cạnh người đàn ông này vẹn vẹn 20 năm. Ở phương diện nào đó vẫn là hiểu rõ ông ấy. Một hồi lâu người đàn ông không nói gì cũng không có động tính. Không nắm bắt được tâm tư của ông ấy. Từ tĩnh viễn có phần do sự đắn đo mở miệng. Tổng giám đốc bảo à, Tiểu thư từ... khẽ nâng ngón tay khiến cho ông ngừng lại không nói ra lời nào nữa. Ta biết rõ. Tổng giám đốc ạ. À? Chuyện đó dù sao, ông cũng đã nhìn cô bé lớn lên từ nhỏ. Chuyện này không cần phải lo. Nhàn nhạt, nhạt người đàn ông đưa ra mệnh lệnh. Nhưng... Ông không đành lòng. Thật sự là không đành lòng. Rõ ràng là chuyện tình vô vọng. Trong tương lai sẽ mang đến cho cô biết bao nhiêu tổn thương. Rõ ràng tổng giám đốc biết. Tình biển à? Giống như một loại âm thanh thờ dài. Tự như truyền đến từ ngôi sao xa xôi sâu kín, hoàn toàn mang theo khí lạnh lẽo từ đầu đến chân đều là xa lạnh. Dạ vâng, đã khuya lắm rồi. Chuyện đã không còn có con đường khác. Vậy thì thuộc hạ đi trước, tổng giám đốc ngủ ngân. Ông chỉ có thể làm nhiều nhất như vậy. Trên đời này ngoài phu nhân ra, tổng giám đốc sẽ không để ý đến người khác sao. Cho dù là con gái ruột thịt của mình. Nhưng phu nhân yêu tiểu thư như thế, chỉ sợ trong tương lai chuyện sẽ sẽ rất là huyên náo gai gắt. Thế nhưng ông cũng đành bất lực mà thôi. Nhẹ nhàng đóng cửa lạnh, trong phòng yên tĩnh một lần nữa một ngón tay than dài mà hoàn mỹ nhẹ nhàng tắt đèn nhỏ ở trên bàn giống như cực kỳ cẩn thận không nỡ dùng sức dùng mạo kia chợt hiện ra dưới ánh đèn rồi sau đó lại ẩn vào trong bóng tối cao quý vô song như người đàn ông kia ai nói trên khuôn mặt của rêu thủy tinh có điểm nào không phải là di chuyển từ ông ấy chứ vào giờ phút này phòng ngủ chính ở trên lầu lại có một loại ngọt ngào khác người luôn luôn tích sạch sẽ như rêu thủy tinh lần đầu tiên lại không thay lễ phục màu cùng váy áo nằm trên giường đệm mềm mại trắng như tuyết một rửa dây kim cương trói mắt lặng lặng phát ra ánh sáng rực rỡ ở trên bàn mỗi một viên đều là duy nhất được cắt xén hoàn mỹ nhất có thể nói là giá trị liên thành được khéo léo đặt ở một bên tấm thư pháp hợp với kim cương cực kỳ xa hoa kết lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh nhưng diều thủy tinh người thừa kế tập đoàn tài sản hàng tỷ vẫn ngủ say lại gối trên cổ tay trắng nõn có một thứ màu tím tím xinh đẹp của mình bên môi cô nở ra nụ cười trói sáng thành một mảnh tươi đẹp đêm khuya yên tĩnh chính là lúc say giấc mộng nồng ở trong mộng hoàn toàn là tiếng người thì thầm bảo bối à anh là của em chỉ là của em vậy mà lại ngọt như vậy hôm nay tâm tình của cậu ấy rất tốt một câu khẳng định có chuyện gì đáng vui mừng sao một câu nghi vấn cậu mau đi hỏi đi nhưng mà tại sao lại là tối chứ bởi vì cậu vừa chơi đoán thua số nha Bảo bối à cậu thật sự là đáng ghét nhớ nha Cảm ơn nha Hướng phủ nhã chu môi một cái Rồi thì tào nói Tại sao lần nào cũng là mình chứ Rồi trên hướng tới cô gái chăm chỉ đang làm việc Lúc này gặp dịp ánh mặt trời xuyên thấu Qua cửa sổ sạch sẽ Tinh tế chiếu vào Từng chút từng chút Làm cho mái tóc đen nhánh sáng bóng của diều thủy tinh Lấp lánh Cô cúi đầu Chiếc cổ trắng nón trần mịn yêu nhã hoàn xinh đẹp gò má có một chút tóc rơi tán lạc dưới ánh mặt trời lóng lánh xinh đẹp. Toàn bộ đều giống như một bức tranh thủy mặc, tỉ mỉ miêu tả được vẽ theo lối tinh tế. Ở trong ánh mặt trời luôn luôn yên tĩnh, vốn là không muốn tự nguyện lại gần, nhưng mà lúc này ở trong lòng của hướng phù nhã nổi lên một sự hiếu kỳ mãnh liệt. Thủy Tinh à, sao? Cậu lại yêu sao? Giờ Thủy Tinh ngẩng đầu nhìn về phía bạn tốt của mình, Hướng phủ nhã ngây thơ bật cười Mặc dù biết là không thể nào Nhưng mà cậu gần đây trở nên Trở nên là vô cùng Chói mắt nha Nghe bối bối rời cái ghế nói tiếp Đúng nha, chính là chói mắt đó Thủy Tinh à, mọi người đều nói Khi yêu thì người ta sẽ trở nên xinh đẹp Nhưng cậu lại không nói gì cả Tại sao gần đây tớ lại có cảm giác Cậu càng ngày càng xinh đẹp chứ Làm cho người ta, làm cho người ta Mở mắt không cha? Nghe mối bối giúp cái người đơn thuần đó Nói ra ngoài một lần nữa ừ, 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 ừ. Nếu mạng gật đầu khẳng định Có phải là có chuyện gì tốt hay không Mà dù Diêu Thủy Tinh Vẫn luôn xinh đẹp Nhưng vẻ đẹp của cô là lạnh lùng Làm cho người ta không dám đến gần Lạnh lùng cùng kêu ngạo Đều là do trẻ sinh Cao quý e rằng không dám người nào bám lấy Giống như nếu không đủ điều kiện Theo đuổi cô ấy Thì chỉ có sự kinh thường Cho nên mấy năm nay Cô biết nam sinh thầm mến thủy tinh nhiều đến không thể đếm được, nhưng không có một ai có dũng khí theo đuổi cô ấy. Thế nhưng gần đây, thủy tinh giống như có một chỗ nào đó rất khác, mặc dù vẫn là lạnh lùng, nhưng nói như thế nào đây nhỉ? Hình như là có lại lạnh lùng, là có nhiệt độ, khiến người ta cũng sáng đến trói mắt. Biết rằng bị tan thành cái gì hay không, chính là nước đó nha. Thủy tinh à, có chuyện gì tốt thì nhất định phải nói cho chúng tôi biết nha. Nghe môi mối đưa đầu tiến tới trước máy tính bằng của rêu thủy tinh nói Có phải gần đây cậu kiếm được vài tỷ hay không hả? Tháng trước thủy tinh kiếm mấy triệu cũng không có cảm xúc gì đặc biệt Chẳng lẽ lần này là kiếm được vài tỷ cho nên vui vẻ hay sao? Cái này cô cũng nhìn lên mấy lần xem có thể nhìn được điều gì đó một chút tin tức kinh doanh được hay không? Hay là cậu rất thích quà sinh nhật chúng tớ tặng cho nên vui vẻ hả? Hướng phủ nhã cũng hỏi ra nghi vấn của mình Tuần trước là sinh nhật của Thủy Tinh Họ đã đều có sự chuẩn bị món quà nhỏ Để tặng cho Thủy Tinh Mặc dù không danh quý Nhưng nhìn nét mặt của Thủy Tinh lúc nhận được quà tặng Họ cũng biết rằng cô rất là vui Thủy Tinh à Cậu mau nói xem Nếu không chúng tớ thật sự cho rằng Bây giờ cậu đang yêu đương đó Đúng vậy Mới có thể trở nên như vậy Nghe bồi bối luôn luôn thông minh Hiếm khi há hốc mùng cứng lưỡi nhìn bạn tốt Lần đầu nói không ra lời Quả táo trong tay của hướng phù nhã rớt rơi xuống mặt đất lăn xa, đồng thời trầm mặc im lặng. Một hồi lâu, tiếng tét trái tay phá vỡ sự an tĩnh của phòng trà. Diêu Thủy tinh, cậu lại có thể giấu giếm chúng tớ lâu như vậy sao? Cậu có bạn trai, làm sao lại không nói cho chúng tớ biết hả? Cậu đúng là giấu kỹ quá đi, là ai, là ai hả? Hiếm khi cả hai người trang miệng một lời mà cất tiếng nói. Chúng tớ muốn gặp anh ta. Giọng nói hết sức khẳng định, không cho phản bác, cũng không cho cự tuyệt. Được, một cú đấm thật mạnh đánh vào cây hoa, bọn nọ đều không cảm thấy thích ứng nổi. Điều thủy tinh sảng khoái đồng ý như vậy, ngược lại khiến cho bọn họ sững sờ. Có điều trước hết phải hỏi anh ấy. Lấy điện thoại gì động ra, cô chậm rãi ấn xuống từng phím chữ. Cậu ấy đang làm cái gì vậy? Hướng phổ nhãn lặng lẽ, Rời cơn mặt lại gần nghe bối bối nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Đang gửi tin nhắn nha. Nghe bối bối cũng nhìn ngay cả người. Diều thủy tinh sẽ gửi tin nhắn sao? Cô nàng Diêu Thủy tinh chưa từng gửi một tin nhắn nào Nói rằng không có thời gian viết chữ Không bằng đi mua thêm nhiều cổ phiếu đáng giá Lại có thể biết gửi tin nhắn ư Không phải là có chuyện gì Cô ấy cũng sẽ trực tiếp gọi điện thoại hay sao Đừng có mà hỏi tớ Cái này tớ cũng mới biết ngày hôm nay nha Mặc dù có một chút oán khí Có một chút bất mãn Nghe bối bối nhìn chằm chằm điện thoại di động đắt tiền Trong tay của rêu thủy tinh Mà hận nghiến răng nghiến lợi Không biết cánh tay đó nếu như bị cô đánh gãy thì phải bồi thường bao nhiêu đây? Cậu mau nhìn ánh mắt của cậu ấy kìa. Hướng phủ nhã công tự chủ, lấy một quà táo từ trong túi mà máy móc cầm. Cái người có vẻ mặt nghiêm túc nhìn điện thoại gì động kia, thật sự là rêu thủy tinh mà bọn họ biết sao. Mặc dù người ở bên ngoài nhìn thấy, có thể thấy khuôn mặt của rêu thủy tinh lúc này hoàn toàn không thay đổi chút nào, nhưng đối mặt với các cô, bọn họ biết rất rõ, trong ánh mắt của rêu thủy tinh rất khác vốn là lạnh lẽo đã trở nên ấm áp hơn hẳn xem mau lên này tiểu nhã có muốn ăn hay không hả cô đang có nhu cầu cấp bách bổ sung thức ăn mất mắt của trái tim nha ờ à, chưa bồi bối à cậu không cần phải cấp lại của tớ đúng thật là cô nàng xinh đẹp căm hận nhìn chăm chăm nữ thổ phỉ nửa đường cướp bóc đó thấy ánh mắt hung hăng của cô ấy thì vội vàng che miệng của mình lại lều mạng nuốt cơm còn sắt lại trong miệng xuống chỉ sợ ngay cả trong miệng cũng sẽ bị đặt đi Anh ấy nói là có thể Diêu tùy tin ngừng đầu Không nhìn thẳng vào hai người bạn Đều có nét mặt tràn đầy giận dữ Một là bởi vì Người khác bắt cóc bạn tốt của mình Một là một tiếng thông báo cũng không có Coi như trưởng nguyên nhân kể trên Nghĩ đến mối thủ bị cấp đặt thức ăn Cũng quy về trên người của anh Xem ra tối ngày hôm nay Sẽ không trôi qua dễ dàng rồi đi Nghe bồi bối cùng với hướng phủ nhã đành tích tụ đầy tức giận chuẩn bị bạo phát vào người nào đó trong nghe mắt lại nhìn thấy người vừa đến giống như là bị người khác mang đến một thùng nước đá đổ xuống từ trên đầu đến chân mà đông cứng lạnh Vẹn vẹn mười phút trôi qua tiếng của hướng phủ nhã lắt nhất yếu ớt truyền đến Bồi bối à nói cho tôi biết người đó không phải là hạ viễn hàng chỉ là giống nhau mà thôi đi giống như là chính là anh ta đi ánh mắt của nghề bối bối phức tạp họ thoáng nhìn qua lẫn nhau rồi sau đó rất là có tinh thần quyết định cái lời giận kia thật sự là quá tổn hại đến sức thở của con người vậy nên cứ giật tắt đi thì sẽ tốt hơn không phải bởi vì danh tiếng của hạ viễn hằng lăng sói quá mức nổi tiếng đánh nhau ngăn tuyệt cũng không bởi vì tính cách của anh theo trên thuyết là cực kỳ xấu chọc tới anh không bằng mình trực tiếp đi nhảy lầu còn thoải mái hơn dĩ nhiên càng không bởi vì anh một mạch lạnh lùng người lại chớ có tới gần họ cũng không phải là vì mấy điểm nhỏ này, tuyệt đối, tuyệt đối là không phải. Chia là bởi vì, dáng vẻ của Hạ Viễn hàng nhìn rêu tùy tinh, cả loại chuyên chỗ như cả thế giới chỉ có một mình cô ấy, làm cho các cô cảm thấy hình như bạn tốt của mình không chọn lầm người. Hai người bọn họ như vậy, sao không buồn chán hay sao? Giọng cô hướng ưu nhã thì thầm, không phải là rất nhỏ. Hai người đều ít nói như vậy, ở chung một chỗ thì sẽ có cảnh tượng như thế nào đây? Sẽ không phải là cùng nhau diễn kịch câm đó chứ Nói thật Tôi cũng rất là hoài nghi nha Nghe bối bối tán đồng gật đầu đồ. Cậu nói từ lúc nào thì bọn họ đi chung với nhau chứ Đoán chừng cũng đã rất lâu rồi đi Nhìn tính cách của bọn họ một chút Làm sao có thể có tiếng xét ái tình đây Chẳng lẽ là anh nhìn em Em nhìn anh rồi sau đó Là nhìn nhau chẳng nói gì sao Ừ, cực kỳ có khả năng đó Không chọn món ăn sao Chia mấy chữ nhẹ nhàng nhàn nhạt thành công khiến hai nữ sinh nhỏ bé đang rì tai thì thầm ngồi ở phía đối diện ôm lấy nhau vô cùng hoang sợ mà nhìn về phía anh nếu như đổi lại là người khác chỉ sợ họ đã sớm cười to bởi vì hành động của các cô thật sự rất buồn cười có điều hạ viễn hàng chia bình tĩnh đưa thực đường tới anh đối với các cô không hề có yêu ghét gì cả chỉ vì các cô là bạn của cô ấy nên anh nguyện ý tốn thời gian bữa cơm với các cô nhưng cũng không hơn đối với phụ nữ anh thật sự không có hứng thú muốn chung đụng gì với các cô ngoài cô ấy hướng vô nhã bại trận bị ánh mắt đang rằng co do đo của nghề bối bối phóng tới một lần nữa lòng không can tâm tình cũng không nguyện đưa tay có mấy phần cứng đờ mà nhận lấy từ thực đơn không thể trách cô nhát can được thực sự là có lần trong lúc vô tình cô thấy hạ viễn hẳn đánh nhau với một đám côn đồ có tiếng đó là lần đầu tiên trong thế giới đen tuần của cô nhìn thấy máu tanh và sự tàn nhẫn chân thật đến như vậy. Mỗi một động tác của anh đều giống như là không muốn sống nữa, vừa lời hại lại vừa độc ác, lấy một địch tám, đối phương lại còn có sao, nhưng anh lại đánh ngã toàn bộ, kẻ đám người kia trên rỉ ở trên mặt đất, còn có tiếng gãy xương, còn có máu đỏ tươi bắn trên mặt đất, cô bị dọa đến chân cũng mềm nhũn ra, mà anh chỉ là nhặt áo khoác ném ở một bên lên, bình tĩnh đi ngang qua cả người của cô mà ánh mắt cũng không ném cho cô một cái. Từ đó hướng phù nhã khắc sâu ấn tượng với người con trai này. Bởi lẽ, về mặt của anh, hình như là sinh ra không phải là để yêu, cái gì cũng không thèm để ý. Thắng thua không quan trọng, thua cũng không sao cả. Một người cái gì cũng không quan tâm mới là người đáng sợ nhất. Sau này cô biết, thì ra anh chính là cái người tên Hạ Viễn Hằng. Anh quả nhiên một chút cũng không phụ tiếng xấu này. Cô biết anh tuyệt đối tuyệt đối là xanh xưng xứng với thực nhưng cô không ngờ rằng anh và bạn tốt của cô lại yêu nhau cô cũng không ngờ tới người con trai sinh ra đã không có tình cảm yêu lúc trước người thanh niên u sầu hắc ám đó ngày hôm nay cũng có quan tâm đến người khác như vậy em em muốn một phần mì thịt bò hướng vào nhã xa xa, xa sợ sự, sự mở miệng rồi sau đó dường như đột nhiên nghĩ đến em có thể muốn mì thịt bò sao còn nữa chỉ cần cho em một ly nước lọc là được rồi Thật đúng là tổn hại trí óc và thần kinh Diêu Thủy tinh cầm lấy thực đơn Để tớ chọn Rất nhanh chóng thầy bốn người quyết định bữa ăn tối Rồi ngừng đầu Nhìn thấy bạn tốt trừng to mắt bình tĩnh nói Anh ấy sẽ không đánh cậu Hướng phủ nhã rất là ngoan ngoãn gật đầu Cái này tôi biết rõ mà Dĩ nhiên là cô biết Hạ Viễn Hằng sẽ không đánh con gái Cô cũng rất rõ Hạ Viễn Hằng chỉ đánh nhau với những tên con trai chọc tới anh nhưng biết là một chuyện chỉ cần nhìn qua hạ viễn hằng đánh nhau với người khác thì trong lòng tuyệt đối sẽ là sợ hãi cô sợ anh còn có một chút kính nể đây cũng không phải là chuyện không có biện pháp em có một vấn đề Nghệ bôi bối giơ tay hơi thấp giọng nói hạ viễn hằng nhíu mày ý bảo cô nói anh có thể không vào hắc đọc cô hít sâu nói coi như anh đối với vấn đề của cô cảm thấy kỳ quái cũng không biểu hiện ra ngoài chia là ngắn gọn trả lời không biết đối với hắc đạo anh không có một chút hứng thú nào tuy nhiên khi đó tam bất ngũ vẫn luôn luôn có một chút gọi lọc quy tắc ngầm mà khiêu khích anh anh cũng không để ý khiến cho bọn họ muốn cùng anh đánh một trận thống thống khoái khoái thế nhưng con đường này cũng không phải là do anh muốn đi nghe bối bối thờ phào nhẹ nhõm rất là rõ ràng em em cũng có vấn đề hướng Vũ nhã giơ tay lên theo Hạ Viễn hàng nhìn cô bé nữ sinh đó, hình như rất là nhát gan, rất dễ dàng bị dọa dạ dẫm cho phát sợ. Em có thể gọi một phần sơn lợn chưa rắn của Hàn Quốc không? Cô rất là cẩn thận hỏi. Người bật cười chính là phụ phụ ở một bên chờ khách chọn món ăn, hướng phụ nhã ngượng ngùng xa xa chén nước. Mãi cho đến khi phục vụ phụ biết xong món ăn được chọn rời đi Thì cũng không dám ngẩng đầu lên Sau khi trải qua căng thẳng Người ta lại càng cảm thấy đói hơn cũng không có cách nào khác nha. Thoáng ngước mắt, nhìn về phía người thanh niên đang trầm mặc kia, một hồi lâu giống như lấy dũng khí. Em có thể hỏi thêm một vấn đề hay không? Hạ viễn hàng nhìn cô, vừa bị đôi mắt sắc bén của anh nhìn, cô lập tức cảm thấy hoảng sợ, nhưng vẫn còn tò mò. Nuốt nút bọt một chút, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Hai người ở chung một chỗ, thì sẽ làm chuyện gì? Cũng sẽ giống như bây giờ, một câu nói cũng không nói sao? Cô bé kia dường như rất là sợ hãi anh Hai người bọn họ ở chung một chỗ Sẽ làm gì đây ư Tiếng thở dốc vụt vặt Liều mạng bị đè nén Nhưng vẫn nhẹ nhàng và ra từ môi hồng Lúc khẽ nhích lên Làm cho nụ hôn của anh càng thêm sâu hơn Môi lưỡi cùng âm thanh kích thích Trong căn hộ cũ kỹ vô cùng rõ ràng Hạ viễn hằng ôm thật chặt hồng của cô Để cô lên cánh cửa mà không hăng hôn Anh yêu chết cảm giác lúc hôn cô rõ ràng cô chỉ nhằn nhặt liếc nhìn anh một cái lại là làm cho anh đột nhiên khó khăn để mà kiềm chế dục vọng vừa vào cửa đã hôn cô một cách mãnh liệt bà bối à nhớ nghĩ đầu lưỡi của em đi anh tìm mì liếm môi bị anh làm ướt cổ cô ở bên môi cô nhẹ nhàng dụ hoặc ở trên gương mặt trắng như tuyết của rêu tùy tinh xuất hiện màu hồng hiếm có mà trường anh thật sự không hiểu hiểu được người này chỉ là đơn thuần đứng ở trên cầu thang ngay cả một câu cô cũng không nói Làm sao anh đột nhiên lại bộc phát cuồng tính chứ Vừa mới vào cửa liền ôm cô màu hôn Giống như từ sau hôm sinh nhật của cô Có một chút kiềm chế gì đó trước kia Hoàn toàn là phá kén mà chui ra Anh vô cùng vô cùng thích hôn cô Mà kệ là hôn nhẹ hôn sâu cũng được Chỉ cần vừa có cơ hội Anh sẽ ôm cô vào trong ngực mà hôn Hơn nữa thích dụ dỗ cho cô chủ động Ai bảo có một lần trong lúc vô tình Cô đáp lại anh, làm anh thở gấp nặng nề mà liều mạng hôn. Kết tình như vậy, mất kiềm chế như vậy. Cô cảm thấy nên cố gắng tránh khỏi thì vẫn tốt hơn. Nhưng Hạ Viễn Hằng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô chứ? Đầu lỗi của cô, bực điên sức lực của anh, anh thích lại điên cùng đó, mỗi lần đều dụ dỗ cô mà trêu đùa cô. Diều Thủy Tinh là một cô gái rất kỳ lạ, làm cô động tình không dễ dàng. Nhưng một khi cô động tình, anh sẽ được hưởng thụ cao nhất. Bàn tay của anh xoa phần lưng mềm mại của cô, vỗ về từng chút mà hôn lên khóe môi cô, lem trên gò má trắng mịn, cái mũi thẳng tắp mà gặn nhắm cầm của cô nhưng không hôn môi cô. Sự kiên nhẫn của anh rốt cuộc cũng được hồi báo. Diệu Thủy Tình nhón chân lên, ôm cổ anh mà hôn lên, đầu lưỡi thăm dò vào bên trong đôi môi vô cùng hoan nghênh cô, cầu quấn đầu lưỡi của anh, tinh tế ma sát, lưỡi và lưỡi cùng khiêu vũ cô học rất nhanh tiếng hô hấp của anh truyền vào trong tay cô khiến cho trong lòng cô dâng lên sự chua xót quái dị cô cố ý mút mạnh đầu lưỡi của anh một cái quả nhiên nghe được tiếng thở dốc thay đổi lớn bên môi cô nâng lên đường cong hài lòng thích mình có thể ảnh hưởng đến anh như vậy anh ôm lấy cô để cô có thể gián sát môi anh tốt hơn cũng làm cho bọn họ có thể hôn sâu hơn bàn tay theo vạt áo sơ mi từ từ thăm dò vào trong ngón tay lướt trên da thịt chân mình không hề tưởng tượng được anh vốt ve yêu say đắm không thôi giống như anh mang theo điện mỗi một phần bị chạm đều làm cho cơ thể của cô mềm đi một phần cô biết tay của anh càng ngày càng càn rỡ nên ngăn cản lại nhưng lại phát hiện lý trí của mình đã sớm rời xa bọn họ cũng còn rất trẻ tuổi ở cùng với nhau thường hôn nhẹ rồi tới hôn môi khó tránh khỏi sẽ bốc cháy tay của anh càng lúc càng không ăn phận Ban đầu chỉ là cẩn thận vuốt ve cách lớp quần áo Nhưng bây giờ Tách một tiếng Cúc áo lót văng ra giòn vang Cô cất tiếng thở hồn hển Đưa tay chặn lại bàn tay của anh Bàn tay rộng rãi kia Lúc này giống như một chiếc bàn là Làm ra thịt của cô thành một mảng nóng bỏng Bảo bối à Để anh sờ một cái có được hay không Ân thanh của anh trở nên quyến rũ các thường Bàn tay bị cô đè nén Dọc theo bộ ngực của cô Tồn tại phần cảm giác nặng nề này Khiến mang tay của cô đỏ hết Để anh hôn Ngậm vành tay mềm mại bút lấy mà cắn Toàn thể của cô càng kịch liệt run dày thêm Nhìn chăm chăm ánh mắt của anh Quyến rũ đến mức có thể chảy ra nước Đây là biểu tình mà cho tới bây giờ Diêu thủy tình cũng không biểu lộ ra bất cứ ai Chỉ thuộc về anh Chỉ duy thuộc về anh Nghĩ tới đây Ngực của anh nóng lên cúi đầu lầm bẩm ở bên tai cô chỉ chạm một cái thôi, có được hay không? Cô đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt bày ra sự lẫn lộn giữa dục vọng và kích tình, chỉ có tình yêu. Đối với cô mà nói, biến thành một chuyện là vô cùng khó khăn. Cô cắn môi đưa tay chống trước lồng ngực của anh. Em cũng muốn. Cho mắt anh toàn là nụ cười. Cô là công chúa của anh, nữ vương của anh. Phản ứng của cô vĩnh viễn đều khác với người khác mà anh cam tâm khuất phục. Được. Khoam lưng ôm lấy cô, đi tới phòng ngủ chính của mình. Phòng của anh cực kỳ nam tính, nhưng lúc này Diêu thị Tinh hoàn toàn không rảnh để chú ý tới. Bọn họ lăn lộn trên chiếc giường lớn. Anh không thần phục cởi nút áo của cô. Chiếc áo sơ mi trắng như tuyết trượt ra, bên trong là viền thương màu tím rất nhặt, rất nhặt, tinh tế, làm nổi bật trên da thịt như bơ giữa muốn dụ người. Còn người thâm túy trong khoảnh khắc đó, có rút nhanh chóng. Cô là cô gái đầu tiên anh thân mật Coi như là thiếu kinh nghiệm Anh cũng muốn che chở cho cô thật tốt Đưa tay Mới vừa tiếp xúc với làn da như ngọc Lại đột nhiên bị cô lật người một cái để ở phía dưới Em làm Anh bật cười các tiếng thở dài nằm ở trên giường để rồi để rồi Bảo bối à Tất cả đều cho em So với anh Tay cô cười cúc áo linh hoạt hơn rất nhiều Vải bóc màu đen từ từ mở rộng Da thịt của anh phiếm sắc màu khỏe mạnh dưới ánh nắng mặt trời vô cùng ưu ái anh với anh trở thành màu đồng cổ đều đặn vô cùng mê người ở trên người anh tất cả đều là từng khối từng khối bắp thịt rắn chắc xem ra là hay đánh nhau với người khác cái loại vận động kịch liệt đó cũng không phải là không đúng một chút nào anh đã có được một phần thân thể và ký phách của người đàn ông trưởng thành hấp dẫn chỉ nhìn một chút thì cô đã cảm thấy khó thở rỗi ngón tay xa xa lồng ngực đầy tính đàn hồi và sức mạnh nơi đó cũng không phải là hoàn mỹ không khuyết điểm mà hiện lên đầy vết sẹo vụn vặt. Cô cẩn thận thăm dò từng chút, thành công chạm tới trái tim đập quá nhanh của anh. Độ cong bên môi xinh đẹp mà mê người. Cuối người xuống, rồi lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái trên nụ hoa phái nam của anh. Hai lòng cô nghe thấy tiếng thở dốc thơ ráp. Tiếp tục hôn, liếm qua toàn bộ những vết sẹo đã mở, lờ lại ấn ký ẩm ướt. Sự chịu đựng của anh chỉ đến đây mà thôi. Nắm chặt bà vai của cô, như muốn đè cô xuống nhưng lại bị cô gái kiêu ngạo này Giữ chặt cổ tay không được ánh mắt của anh hung ác nheo lạnh cô lắc đầu kiên quyết nói vẫn là chưa được anh oán nận nhìn cô chằm chằm cô gái này ép anh thành bộ dạng này lại nói với anh là không thể thật ra thì anh có thể không cần chú ý tới cô coi như bản lĩnh cô không tệ nhưng đối với anh mà nói giờ phút này muốn trấn áp cô cũng không tính là có việc gì khó nhưng ánh mắt của cô Đôi mắt tinh xảo kia rõ ràng là một mảnh yên tĩnh, nhưng anh vẫn nhìn thấy được một tia yếu ớt. Cô vẫn sợ hãi, dù sao không có kinh nghiệm, dù sao tuổi của bọn họ cũng còn rất trẻ, cô vẫn chưa có sự chuẩn bị xong. Rất là bình thường, kiêu ngạo như rêu thủy tinh, khẳng định cho tới bây giờ không học được yếu thế. Than thở thật sâu, mở tay kéo lấy cô đưa vào trong ngực mà oán hận mắng. Tiểu yêu tình, cô ở trong ngực anh, trong nghe mắt cứng ngắc, thấy anh không có động tác tiến thêm một bước thì mới chậm rãi tỉnh táo lại cảm thấy nơi nào đó có anh nóng rực các thường cô biết rõ là cái gì muốn tránh xa đừng động anh vùi đầu vào trong mái tóc của cô cho mũi đều là mùi vị thơm nhẹ của cô hiếm khi cô ngoan ngoãn dừng lại nằm ở trong ngực anh da thịt của bọn họ sáng tại một nơi có một loại chân nhẫn cô nghe tiếng tim anh đập loại lo lắng không giải thích được từ trong lòng từ từ bình thường trở lại chỉ ở trong ngực của anh cũng chỉ có ở trong lòng của anh anh ôm sát eo thon cổ cô nhẹ giọng nói ở bên tai cô tiểu quỷ nhát gan gương mặt cô giấu vào trong ngực anh yên lặng như cũ cái thế giới này vì có người yêu mà càng trở nên tốt đẹp hơn rõ ràng vẫn là mặt trăng ở trong mắt của bọn họ hơi thở lãng mạn lại nhiều hơn một phần rõ ràng là thức ăn giống nhau ở trong miệng của người yêu lại biến thành mỹ vị không gì sánh bằng. Một ngày 24 giờ, như thế nào cũng cảm thấy quá ngắn. Cho nên tất cả mọi người cảm thắn, nói người đang yêu thông minh cũng sẽ giảm xuống. Bởi vì nhìn cái gì, cũng vồ lên ánh sáng mông lung và tốt đẹp. Có điều lý luận này đối với rêu thủy tinh mà nói là không thích hợp. Cô cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để phân chia cho đoạn tình yêu này của mình. Thời gian của cô mỗi ngày đều đã bị sắp xếp đầy. Từ nhỏ cô đã biết, tương lai cô sẽ phải gánh vác cả một tập đoàn khổng lồ phần trách nhiệm này cần phải trả giá rất lớn cho nên trong thế giới của cô ngoài học tập thì vẫn là học tập khi các nữ sinh khác còn đang phiền não với việc học trung học thì cô đã phải học tập qua những kiến thức quản lý nghiên cứu sửa chất tài chính mà đại học mới cần đến nữ sinh khác mỗi ngày mở fns ở trên máy tính ra nói chuyện phiếm chơi facebook thì cô lại phải dùng máy tính bằng để đánh giá cổ phiếu ngày hôm qua không ngớt. Diêu Già Châu là một người cha rất nghiêm khắc. Ông sẽ không vì cô là con gái của mình mà buông lòng yêu cầu. Ngược lại yêu cầu của ông đối với cô so với bất cứ một thuộc hạ nào đều là nghiêm khắc hơn. Ông cũng là một người lãnh đạo vô tình. Bất luận tuổi tác, bất luận là sự tường trải. Nếu như muốn ngồi vào vị trí của ông thì phải cho ông thấy xứng đáng. Nếu không dù là con gái duy nhất ông cũng sẽ không đặt vào trong mắt. Diêu Thủy Tinh kiêu ngạo cũng thông minh, cô nguyện ý dùng tất cả thời gian để học tập, để cố gắng. Ước mơ ban đầu cũng là cuối cùng cô là có thể chính thức nhận lấy quyền lực từ trong tay của Diêu Giật Châu. Vì mục tiêu này, cô có thể chịu đựng bất cứ khổ cực nào. Vốn là trong thế giới của cô, không có không gian dành cho tình yêu, nhưng cô lại gặp Hạ Viễn Hằng, chỉ có thế giới tiền bạc và quyền lực. Đột nhiên nhiều hơn một người lạ anh, cuộc đời của cô từ đó khác đi. Giờ tan học mỗi ngày Cô không hề chạy tới công ty nữa Mà chỉ muốn gặp anh Chỉ có 2 giờ ngắn ngủi Đã làm cho cô cảm thấy thỏa mãn Giờ tan học mỗi ngày Anh đều sẽ đợi cô ở cổng trường học Mà tiêu nhã vào bối bối Từ khi biết bọn họ yêu nhau Lúc nào cũng dễ cật nói Biết rồi biết rồi Nhất định hạ viễn hàng nhà cậu không nỡ lãng phí một chút thời gian nào đâu Cậu khỏi cần phải đi theo chúng tớ Chúng tớ như vậy rất là tức thời nha Anh sẽ kéo cô đi xoay vít từ nhỏ cho đến lớn, ra vào đều có thầy xế đưa đón. Tới bây giờ cô chưa từng thực sự đi xe buýt. Đoàn người chen chúc, không khí phần đục. Vì bên cạnh có anh, cô miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Bọn họ yên tĩnh ngồi ở chỗ cuối cùng trên xe, dọc đường im lặng, nhưng anh vẫn nắm tay cô, nhìn cô, trong mắt đều là dịu dàng say đắm lòng người. Cô không biết bản thân là một người không thú vị, vì sao anh lại thích cô. Nhưng phần tình cảm này tới, Cô nhất định muốn nắm chặt mà không buông tay. Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ như thế. Bất cứ vật gì, dù trước tiên không có suy nghĩ rõ ràng, nhưng đều phải nắm chặt trong tay. Cần hoặc không cần, sau khi tới tay đều có thể từ từ suy tính. Cô là một người rất cẩn thận. Mới về rồi được 17 tuổi, vật cô muốn cho tới giờ cũng là không nhiều. Đối với lại lĩnh vực tình cảm không muốn tiếp xúc qua này, cô cực kỳ cẩn thận. Quan sát cả một năm, cô phát hiện cô muốn anh vô cùng vô cùng muốn nếu muốn như thế liền muốn đi hạ viễn hàng là của cô là của dêu thủy tinh cô nhà trò của anh trở thành nơi bọn họ thường đi nhất bởi vì, vì nơi đó là không gian yên tĩnh chỉ thuộc về hai người bọn họ hai người bọn họ ôm hôn vốt ve làm hết tất cả mọi chuyện mà tình nhân nên làm bởi vì không quen bọn họ từng chút từng chút từ từ thăm dò thế giới tình cảm xa lạ mỗi vị đó lại tốt đẹp đến mức khiến người ta run rẩy Cô càng ngày càng có thói quen bất tình hình hôn môi với anh, cũng càng ngày càng nghĩ, thích cảm giác anh vuốt ve cô. Dĩ nhiên thích hơn là dùng tay của mình, nụ hôn của mình, từ từ tìm hiểu sự nam tính, thần bí của anh. Trong thế giới dục vọng, bọn họ đều là người học nghề, nhưng cùng nhau thuần phục, từ ngày từng ngày hạnh phúc và ngọt ngào. Lặng lặng trông đụng, thời gian như vậy vui vẻ, trở nên vô cùng đơn giản. Mùa đông ở Đài Bắc, coi như không có bông thuyết tung bay nhưng ở ngoài cửa sổ từng giọt mưa nhỏ tí tách ý lạnh ẩm ướt thẳng vào trong lòng người nhưng ở bên trong phòng là xuân ý rồi rào bảo bối à mở rộng ra một chút nữa đi lời nói trầm thấp khan khan tràn đầy kích tình bàn tay vuốt ve qua lại trên đùi chân mịn thon dài dụ dỗ người yêu cô cắn chặt môi chân xếp càng chặt da thịt trắng như tuyết như nhau nên hoàn toàn hiện lên màu hồng nhạt tình dục Mở là không cần Ngoan nào Anh chỉ nhìn một chút có được hay không Rồi lại liếm qua bộ ngực đầy đắn Hiền đầy dấu răng và dấu tay Yêu chết cái loại mềm mại ngọt ngào này của cô Cô đưa tay đẩy anh ra Không để cho anh lưu luyến trước ngực của mình Lần trước anh cũng nói như vậy Kết quả Anh cất tiếng cười Tao tay cô hôn lên trên vùng bụng bằng phẳng Thẳng xuống dưới Liếm qua trên đùi non non nứt của cô Anh bảo đảm lễ của anh thật sự rất sống. nửa năm qua vô số lần vây vầy tất cả đối với cơ thể của nhau cũng không thể quen thuộc hơn nữa mỗi một nụ hôn của anh đều ở chỗ mẫn cảm nhất của cô những nơi này anh phát hiện khi thân mật với cô cơ thể của cô mềm nhũn mà anh hiểu rõ mỗi phần phản ứng của cô cỡ nào bàn tay đặt trên đùi cô thoáng dùng sức liền tách chỗ thần bí kín đáo kia ra bảo bối à em ướt rồi anh thơ dài vào giữa chân cô chuyên chú nhìn đóa hoa xanh đẹp nhất thế gian tơ nhung mềm mại uốn cong che giấu phấn hồng nhàn nhạt, nhạt, đó là màu sắc mê người nhất của một thiếu nữ cánh hoa như ướt sương sớm đẹp đẽ đụng lòng người anh duỗi ngón tay vân về trên hàn phật nhụy đầy đặn kia cả lại cò rắn và nhạy cảm đó mỗi lần điều khiến anh liên tục yêu say đắm không thể nào buông tay được cảm giác nhức mẩy, giống như là dòng điện từ nơi cuối cùng của thần kinh thằng tác truyền tới trong trung tâm đại não cô muốn kẹp chặt hai chân lại bị anh đè thật chặt lại ngón tay của anh xoan nắn hạt nhỏ nhỏ nay nhiều lần cảm thấy ướt tính trong lòng bàn tay lại càng ngày càng thêm rõ ràng cô cũng không đè nén được nữa xen rề ra ngoài loại âm thanh quyến rũ ngọt ngào đó là anh thích nhất ai có thể nghĩ tới rêu thị tinh thường ngày luôn có giọng điệu lạnh lùng khi ở trên giường sẽ có giọng nói non mềm như vậy tất cả đều là của anh chỉ có anh mới có thể nghe được vừa nghe thấy đã khiến anh như là nổi tiên lên cô nặng nề thở dốc nhịp tim mất đi sự kiểm soát lại cảm giác mất công chế đó càng ngày càng thêm mãnh liệt cô dường như là muốn chết bị đầu lấy của anh hành hạ như vậy vừa khổ sở lại vừa vui sướng vừa thoải mái lại vừa khó chịu lại quản sát mâu thuẫn đó ăn mòn cô khiến vòng eo mềm mại như liễu cổ cô điên cuồng đong đưa giống như muốn thoát khỏi sự hành hạ của anh hoặc như muốn đưa mình vào sâu hơn nữa để mặc anh càn rỡ bảo bối à em thật đúng là non mềm anh cố ý kéo dài giọng điệu ý vị ám chỉ hết sức là nồng đậm cô bị anh chọc kẹo có phần hơi giận muốn đứng dậy nhưng lại bị anh đè xuống từng chút từng chút một hồn trên da thịt lạnh lẽo của cô đầu lưỡi của anh mang theo ngọn lửa theo đốt từ da bên ngoài cho đến sâu bên trong trái tim tất cả đều bắt lừa. Dục vọng của anh cũng sớm bộc phát, căng to trướng cân xanh, khắp nơi tiên cáo hơi thở xâm lược. Anh ngồi dậy, một tay cầm phân thân đầy đặn của mình, chạm rãi cọ sát giữa dạ hai chân đầy chất lòng của cô. Chạm tới nhị hoa, cái loại cọ sát đầy nhục dục này khiến cho cô không tự chủ mà ghen gì. Bảo bối à, mở thêm một chút nữa. Ừ, chính là như vậy. Anh dẫn dắt chính mình đi tới đó hoa của cô. Lực lượng xâm lược vừa đến, hai cánh hoa mảnh khảnh ngây thơ kẽ tách ra anh thử tiến vào tiếng cô rên rỉ kêu đau vòng eo dãy ruộng muốn kháng cự cắn răng anh lần này muốn độc ác một chút bảo ấy à cố gắng nhẫn nhịn anh kiên nhẫn dụ dỗ bắt được cái vòng tay cổ cô áp cầm vào đỉnh đầu cổ cô phần eo liên tục dùng lực tiến vào bên trong cơ thể của cô thật sự kít chặt đến mức muốn bức anh nổi điên lên rồi hạ viện hằng anh mau cốt ngay cho tôi Diều thủy tinh đau đến đỏ mắt Liều mạng mà dãy rùa Cô vẫn không được Chỉ mới bắt đầu thôi cô đã không thể nào tiếp nhận được Hạ viễn Hằng thất bại thở dài Một phần năm của anh cũng chưa vào được Cô gái này lại ở đây thét lên trái tay Mà anh cũng đau lòng Không đành lòng tiến nữa Suốt cả nửa năm bọn họ từ vô số lần Cũng ở đây lăn qua lăn lại Ở trên giường vô số lần Từ một bức tường, hai bức tường Ba bức tường, một bước hai bước, nhưng thời gian nửa bước trôi qua, bọn họ vẫn không có biện pháp thành công. Lúc ban đầu, bởi vì bọn họ còn quá non nớt, không có kinh nghiệm, cô kêu đau một cái thì anh liền mềm lòng. Dần dần bọn họ đối với cơ thể của nhau, càng ngày lại càng thêm quen thuộc. Đối với việc kêu kích cô, làm cho cô động tình, anh cũng càng ngày càng thuận buồm xoay gió. Nhưng ai biết, Diêu Thủy Tinh là người trời sinh, thần kinh siêu nhạy bén với cảm giác đau. Đau một chút xíu thôi cô đã không chịu nổi. Ngay cả thỉnh thoảng anh hôn thật mạnh Cô cũng sẽ kêu đau Huống chi nếu cứ tiếp tục như vậy Thì vĩnh viễn, viễn cũng sẽ không thành công Rõ ràng cô đã ẩm ướt rất thuận lợi Nhưng vẫn không tiếp nhận được anh Nằm ở trên người cô Anh có mấy phần nóng hổi Hạ biển hàng Anh mau tránh ra Nặng Anh không cần dính vào em như vậy Anh lặng lẽ lật người nằm qua một bên Một cổ tay che đi ánh mắt của chính mình mà im lặng Diều thủy tình nhìn người con trai im lặng nằm đó trong lòng đếm tới năm Đứng dậy nhặt quần áo tắm lặt trên mặt đất Rồi mặc từng cái, từng cái vào Hạ Viễn Hằng phản ứng rất nhanh Đưa một tay kéo lấy cô vào trong ngực của mình Cô nhìn tay của anh rồi vẻ mặt lạnh lẽo Buông tay Tự giận sao Buông tay Từng chữ giống như viên đá lạnh rơi xuống Cần gì thì phải tức giận anh chứ Bảo bối à Có phải là thật cứng hay không Anh cầm tay cô kéo xuống dưới cơ thể Nơi nào đó vẫn còn đang còn tinh thần mà hưng phấn bừng bừng. Cô trừng mắt nhìn anh, hiện tại có phải lời nói hạ lưu nào anh cũng dám nói hay không? Nhiều lần, hơn mấy lần nữa, như vậy thật sự sẽ mất mạng đó. Bảo bối Thủy Tinh à, có trời mới biết nợ năm qua, cần cấp thăng xe như thế là tới bao nhiêu lần. Ở trong lòng anh có một chút buồn bực, cũng là có thể chứ, đúng là cô gái quật cường, luôn lo có biện pháp ép anh nhận thua. Anh có thể đuổi người khác Đuổi một người không cần sợ đau Cần gì phải cho cô nhìn thấy sắc mặt này. Giờ Thủy Tinh cô từ khi ra đời cho đến bây giờ, cần gì phải nhìn sắc mặt của người khác sao? Nhưng nó chỉ cho phép tiếp nhận em thôi. Và làm thế nào bây giờ? Anh ôn một cái thật mạnh trên môi cô. Nhìn ở trong đôi mắt cô toát ra băng hỏa. Cô tức giận, lại cố gắng muốn bắt chính mình bình tĩnh. Ở trong mắt anh cảm thấy đáng yêu đến không thể được. Làm sao lại thích đến như vậy được đây? Cút! Thủy Tinh à, em đối với anh đặc biệt rất là hư đó. Anh có tiếng thở dài, vuốt về mặt của cô. Đối với bất cứ người nào cô đều lạnh lùng điềm đạm. Nhưng cứ ở trước mặt của anh, thì tính kinh của cô sẽ rất là đặc biệt, đặc biệt hơn. Có một chút xíu bất mãn, cô đều sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Kìa quái nhất chính là anh, rõ ràng cô không phải là người có tính cách tốt đẹp gì. Nhưng khi đối mặt với cô, thì sự chịu đựng của anh có thể nói là vô hạn. Thật ra thì, cũng không phải là kỳ quái. Ai bảo anh yêu cô như vậy đây? Yêu đến không thể được Yêu đến không còn cách nào khác cả Cô cười lạnh nói Cho nên anh có thể làm khi là chưa muộn Đã chậm quá rồi Phải làm sao đây Anh hôn lên mắt của cô Đôi mắt mà anh thích nhất Diệu Thủy Tinh à Em nhớ Bệnh viễn, viễn chỉ được hơn như vậy đối với anh Ở trước mặt anh Cô có thể không cần miễn cưỡng mình Vui vẻ thì cười Mất hướng thì phát giận Tất cả của cô anh đều sẽ chấp nhận Có phải là quá dễ dàng bị anh dẹp yên rồi hay không Mấy môi của cô không tự chủ nhích lên nhàn nhạt, bảo bỏ lại hai chữ vô lại anh nhìn cô thật sâu nụ cười thanh lệ trước mặt anh cũng không phải là hiếm thấy nhưng mỗi lần bắt gặp vẫn làm cho anh động lòng người như vậy dù sao anh biết cô vậy nhưng thật ra là một cô gái không thích cười nhưng chỉ ở trước mặt của anh cô có hì nụ ái ố cúi đầu trầm ngâm bên tay cô anh nói cũng chỉ đối với em có được hay không được một màn lông má đồng tiền nhàn nhạt, cười tuyệt mỹ kia là đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Là hy vọng đẹp nhất. Từ trước tới giờ, Diêu Thị Tinh chưa tỉnh nghĩ tới. Mình sẽ đến nơi hạ viễn hàng làm việc. Đó là một sở sở xe nho nhỏ, không gian không tới 50 bình. Khắp nơi đều là dầu máy màu đen, còn có linh kiện rải rác và xe bị tháo ra. Cô lặng lặng quan sát cảnh vật mà mình cảm thấy xa lạ này. Trong không khí, linh bình nồng đậm mùi còn có tiếng động cơ cầm rối trái tay khiến cho chân mày của cô cao nhẹ cô nhìn qua trong các máy móc và thợ bận rộn lớp mắt đã thấy người mình muốn gặp kia nói thật muốn tìm hạ viễn hằng trong một đám người thật sự không phải là chuyện khó khăn gì trời sinh anh đã có khả năng như vậy dù là an tĩnh trầm mặc nhưng ánh mắt người khác vẫn sẽ không tự chủ được mà rời lên trên người của anh áo tia rất đơn giản kết hợp với một chiếc quần trên bị mài đến vai màu Cuối đầu lắp ráp linh kiện trong tay, từng bước từng bước đi gắn lên phần xe máy bị tháo rỡ ra. Động tác của anh rất nhanh rất còn càng, từng cối bắp thịt sắn chắc trên cánh tay, phập phồng theo động tác của anh. Theo cô, vậy mà lại cảm thấy cực kỳ hấp dẫn. Tóc quá ngắn rất gọn gàng, khiến gương mặt của anh nhiều hơn mấy phần hung dữ, xem ra lớn hơn mấy phần nhiều so với tuổi thật. Nhưng anh thật sự rất là không hòa đồng Cô biết anh đã làm việc ở đây được 5 năm ròng rã, nhưng những người khác vừa làm việc, vừa dành rỗi nói chuyện phiếm, cũng chỉ có một mình anh là một mực im lặng. Trong mắt ngoài máy móc, sẽ không có điều gì khác cả. Hạ Viễn Hằng ngồi thẳng lên. Chiếc xe này từng bị lắp ráp qua nhiều lần, rất nhiều linh kiện cần phải thay lại một lần nữa. Ngay cả động cơ cũng có vấn đề. Xoài người muốn lấy linh kiện phù hợp, vừa ra mắt đã nhìn thấy Mặt của bạn gái đang đứng ở ngoài cửa Giữa sự nhộn nhịp thân thiện Cô tự như một mảng băng tuyết Đột nhiên rơi xuống lạnh lẽo lại mát mẻ Mới ra khỏi trường học Vẫn còn mặc áo đồng phục của học sinh Áo giờ mê trắng quy củ Ở mặt ngoài là một chiếc áo Kiểu tay trang màu xám cho Kết hợp với váy ngắn caro đỏ thẫm Dùng mạo tinh xảo Mái tóc đen nhánh cột lên tật trình tề Rõ ràng chỉ là đồng phục học sinh bình thường mặc Nhưng khi ở trên người của cô cái loại ơi nhã vào cao quý đó Cơ kỳ bắt mắt Có thứ chính xác là do trời sinh Không có cách nào thay đổi được Có trách những người vẫn luôn lớn tiếng nói chuyện phiếm kia Đột nhiên ngừng nói Giống như bị u mê Tất cả ánh mắt của mọi người trong xưởng Đều tập trung vào người của cô Điều này làm cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu Kéo bao tay làm việc ra Rồi đi tới chỗ cô Em đến rồi Bây giờ em còn có chuyện Cô nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở nếu hôm nay anh không có thời gian Thì cô cũng không phải là người rảnh rỗi như vậy Không làm được cái việc chờ người này Đợi anh thêm nửa giờ nữa Có được hay không Cô nhìn đồng hồ đeo tay một chút 29 phút 40 giây Tiểu chút nữa anh bật cười Kéo tay cô dẫn cô đến chỗ ngồi bên cạnh Em ngồi đây chờ anh Diều tụy tinh đứng ở nơi đó bất động Anh kéo cặp sách của cô ra Lấy chiếc khăn tay cô vẫn luôn mang theo bên người Cẩn thận lau qua cái ghế một lần rồi sau đó dựa khăn vào lòng của mình. Dù sao nhất định, lão cô sẽ không lấy lại. Lúc này đây cô mới người xuống, lấy máy tính ra nhận gửi tin tức. Hạ Viễn hàng trở về chỗ làm việc của mình, tiếp tục sửa chữa chiếc xe. À à à, cô gái kia là ai vậy chứ? Ông chủ của giường tiền thêm phúc đi qua nhẹ giọng hỏi. Hạ Viễn hàng nhìn cô đang chăm chỉ làm việc, chỉ trả lời một cách đơn giản. Bạn gái, nếu như những người khác hỏi tới, thì ngay cả mặt anh cũng không ngừng lên. Nhưng là chỗ tiền, bậc trường bối nuôi anh từ nhỏ đến lớn, cần phải lễ phép anh vẫn biết. Cái đó không phải là chú thiên phúc nhiều chuyện đâu. Vừa nhìn đã biết cô gái này là tiểu thương nhà giàu. Các cháu ở chung một chỗ, chắc lại sợ không rất dễ thẳng đúng chứ. Vốn là muốn nói sẽ không có kết quả tốt. Thật may là lời nói ở đầu lưỡi quay vòng. Đây là con trai của bạn tốt của ông. Ông thật sự coi nó như là con trai để mà đối đãi cảm ơn chú tiền đã quan tâm anh mà đắp đậu cơ ra dọn dẹp sạch sâu và bụi bặm tích tụ đã lâu a à hằng à cháu cần phải suy nghĩ kỹ càng vợ dị hôm nay thấy cô gái tới tìm a à hằng thì ông có phần vui mừng a à hằng đã cô đơn quá lâu có thể yêu thương thì đó là chuyện tốt nhưng khi nhìn cô gái mới xuất hiện này ông là một người thua kịch nhưng không phải là không phân biệt được tốt xấu nhìn cổ tay và cả máy tính của cô đều không phải là thứ đồ gì rẻ cả. Hơn nữa vừa rồi A Hàng còn phục vụ cô ấy, dáng vẻ như là làm chuyện đương nhiên, ông lại có thể không lo lắng hay sao? Đứa nhỏ này có chuyện gì, đều chỉ đặt ở trong lòng, tương lai sẽ bị thương phải làm như thế nào đây? Cháu tự có chừng mực. Chà, người lại ở trong này trách móc A Hàng sao? Tiền vân tâm, giờ một tấm giữ nhiệt xanh rắn từ bên ngoài cửa đi tới, khuôn mặt xinh đẹp cười, mang theo một vẻ dịu dàng. Tam Tam à, con tới vừa đúng lúc, mau giúp cha khuyên ngủ A Hàng đi. Tiền thêm Phúc thấy mình không thuyết phục được tên từ từ này, không thể làm gì khác hơn là hy vọng đặt vào thân của con gái mình. Có lẽ người trẻ tuổi bọn chúng sẽ nói chuyện dễ dàng hơn, dù sao chúng cũng là cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Còn như tiểu tử A Hàng này không hề để ý tới bất cứ người nào, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng không kiêm nhường đối với phân tâm viên cái gì chứ hả? Tiền vân tâm buông lòng ấm giữ nhiệt, mở nắp lên, một mùi thơm ngắt nhàn nhạt, nhạt bay ra. À hằng à, em nấu trà xanh, vẫn đang còn nóng, mà uống kia còn nóng đi. Anh dừng tay một chút, nhận lấy chiếc cốc kia, rồi một hơi cạn sạch uống. Tiền vân tâm nhận lấy chiếc cốc sạch sẽ, sự dịu dàng trên mặt lại càng thêm rõ ràng. Còn giờ lại, em để ở một bên, khi nào anh khác thì uống nhé. Cô biết anh mời mấy năm, từ lúc còn nhỏ, lúc còn rất rất nhỏ cô đã thích anh khi đó hạ viễn hằng sẽ không giống như bây giờ nhưng kể từ khi anh đã càng ngày càng trở nên lạnh lùng càng ngày càng trở nên cô độc không chỉ đối với cô đối với bất cứ ai khác cho dù là chị ruột của anh cũng đều là giận lạnh lùng cô biết có chuyện cần phải có thời gian cô có thể đợi sẽ không thể ý gì cả dù sao nhiều năm như vậy cũng chỉ có cô ở bên cạnh anh như vậy là đã đủ rồi đúng rồi a à hằng à Ngày hôm nay em nói chuyện điện thoại với chị Dây Hằng Gần đây chị ấy bận chuyện thực tập Có thể không có thời gian về Bảo anh nhất định phải chú ý đến cơ thể đó Anh chỉ chú ý đổ ở trên tay Để cô tùy ý nói chuyện phiếm Ở một bên Cho dù cô nói đến chị gái của mình Anh cũng không liên quan Dẫu sao mấy năm này Thời gian anh và chị gái gặp nhau quá ít Tình cảm cũng dần dần theo đó mà phai nhạt đi À Theo chút nữa quên mắt Cô lấy ra một hộp thuốc cao ở trong túi cái này cho anh Ngày hôm qua thấy mua bàn tay của anh bị thương Dùng cái này thoa lên sẽ tốt hơn đó Công dụng rất là tốt Lần này anh lại ngước mắt Nhìn vết thương công tính là nhỏ trên mua bàn tay của mình Mà hơi nhếch môi Không cần Đây là do con mèo hoang nhỏ nào đó Thẹn quá hóa giận mà cao Anh không nỡ để cho nó khỏi quá nhanh À ngà Nhìn vẻ mặt của anh như vậy Làm cho cô cảm thấy xa lạ Người ngốc nhìn anh có một chút giật mình Đột nhiên một bóng dáng mảnh khảnh từ phía sau đi tới, đi thẳng ra ngoài cửa, là khách hàng sau. Đến đây từ lúc nào mà cô lại không chú ý chứ? Mà cô càng giật mình hơn là Hạ Viễn Hằng cũng đứng dậy, chậm rãi ung dung lấy cái bao tay xuống, đóng nóc động cơ xe máy rồi đi ra ngoài. A à, em muốn đi đâu vậy? Đôi môi của Diệu Thủy Tinh miếm chặt lại. Toàn bộ con số ở trên máy tính đều biến thành đường cong lộn xộn, không ngừng quấy rầy ở trước mắt cô cô hoàn toàn không nhìn thấy rõ thông tin ở trên màn hình. Thời gian của cô quý bóng như thế, tại sao phải ngồi ở chỗ này để nghe những thứ kia? Cắt máy tính cô đứng dậy đi ra ngoài. Cô đi không tính là chậm, nhưng tiếng bước chân người kia luôn vang lên ở phía sau cô. Không nhanh không chậm, hình như là vô cùng có tâm tình toàn bộ, ngắm hoàng hôn ở đây. Móng tay trong suốt ẩn sâu, vào trong lòng bàn tay rất lâu, hít thở thật sâu, cố gắng mẫn tự kiềm chế, Cô không thích mình mất công chế như là lúc này Cảm xúc không lý trí như vậy Không phải là siêu thể tinh cô cần có Cô có chuyện khác cần phải làm Ngừng bước chân Đưa tay bắt một chiếc taxi đi ngang qua Tay mở cánh cửa xe Bàn tay khác giữ lại Sau đó nhìn xe lặng lặng lướt qua Càng chạy thì càng xa Cô đứng im ở nơi đó Hạ viễn hàng đưa tay ôm cô vào trong ngực của mình từ phía sau Ôm lấy cô thật chặt Em không thích như vậy Diêu Thủy Tinh bình tĩnh mở miệng. Hạ Viễn Hằng, em thật sự, thật sự là không thích. Cánh tay ôm cô của anh lại càng trở nên có lực hơn. Trước khi em còn có thể không chế, thì anh mau đi đi. Cô nhàn nhạt, nhạt, nói. Anh hít thở nặng nề ở bên tai cô. Đi như thế nào đây? Thủy Tinh à, em nói cho anh biết đi. Cũng đã sớm không thể rời bò rồi. Cả hai điều này hiển nhiên là vô cùng rõ ràng. Em có thể. Cô sẽ rất cố gắng rất là cố gắng mới có thể ổn định giọng nói của mình sẽ trở nên rất là điên cuồng chỉ mấy câu nói đơn giản một chút mập mờ một chút mơ hồ cũng không có nhưng nghe vào tai cô cô phát hiện mình sắp mất khống chế anh có cuộc sống của anh thế giới của anh cô không phải chỉ có một mình siêu thủy tên cô không có người nào nhưng giống như cô không chấp nhận nổi chỉ là một thiếu nữ quan tâm đến anh đã chọc giận cô như vậy một cách kia cô muốn đập hết tất cả mọi thứ đập đến nát vụn dục vọng chiếm hữu của cô quá mạnh loại kích động này quá đáng sợ cô là con gái của rêu giật châu tính hủy diệt điên cuồng đó là di truyền một trăm phần trăm từ ông thật sự là quá mức đáng sợ cô không nên để cho mình chịu ảnh hưởng như vậy bởi một người đó là điều không thể vậy thì hãy điên cuồng đi anh xoay người nhìn lại cô nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của cô chúng ta hãy cùng nhau điên cuồng đi anh không phải là một người khát máu nhưng khi đó Khi tất cả ánh mắt của mọi người Đều chăm chú nhìn vào cô Thì anh cũng muốn móc hết tất cả con mắt của mọi người ra Cô là của anh Chỉ là của một mình anh thôi Thì ra cả hai bọn họ đều là cố chấp Bọn họ bắt đầu hủy duyệt thế giới Thì có khả năng là hoàn toàn triệt để Không được phép nói chuyện với bất cứ cô gái khác Anh là của em Chỉ có thể là của một mình em thôi đó Ngay cả một cái cũng là không thể Cô nhón chân lên Cắn ở trên môi anh mãi cho đến khi trong miệng nếm thấy mùi vị của loại máu khắc cốt ghi tâm vừa mặn ngọt lại tanh tươi diêu thủy tình em cũng không được phép xa rời anh nếu không anh không biết mình sẽ như thế nào cả anh hung hăng hôn cô truyền từng giọt máu của mình vào trong miệng của cô để cô nuốt lấy từ đây về sau máu của anh sẽ ở trong cơ thể cô bọn họ chỉ thuộc về nhau xe máy của anh lao trên đường giống như điên mùi phun từ trong công trung sâu thẳm rơi xuống Áo khoác của anh bọc cô thật chặt Cô ôm thật chặt hông của anh Gương mặt rắn vào sau lưng anh Cách phải phóc mềm mại Da thịt của anh rất nóng Nóng đến thẳng vào trong lòng của cô Bọn họ đều là người thận trọng các thường Cô độc tịch mịch Cánh cửa nội tâm vĩnh viễn là đóng thật chặt Cự tuyệt ra ngoài Cũng không để cho người khác đi vào Từ trong ánh mắt nhìn nhau vào lần đầu tiên quen biết Bọn họ đã cẩn thận giữ một khoảng cách Với một loại sức hút vô tình nào đó Thế nhưng cuối cùng vẫn là thất bại Dù ở cùng một chỗ Cũng không phải là lại toàn tâm toàn ý Suốt cả quãng thời gian Một năm quan sát lẫn nhau Thận trọng trung đụng Bọn họ đều không dễ dàng trả giá bằng trái tim của mình Nhưng tình yêu chính là như vậy Không phải muốn cho mấy phần Là có thể cho mấy phần Tốc độ bị chiếm đóng làm cho bọn họ bất ngờ Cũng khiến cho mức độ Đã vượt qua giới hạn của họ Nếu không có cách nào Để lý trí đã trở về điểm đầu Vậy thì cứ đi vào trầm lân đi Anh kéo cô lên thang lầu 6 Cờ chính vang lên tiếng vòng vọng nặng nề Ôm lấy cô một cái rồi ném lên trên giường Cô nằm ở nơi đó Sợi tóc đen như bị nước mưa làm cho ướt nhiệt Lộ ra dáng vẻ xanh đẹp nhất Làm nổi bật lên cơ mặt Càng thêm trong suốt của cô Gương mặt trong suốt Còn mang theo tầng tầng lớp lớp hơi nước Đôi mắt như suối tự như nụ hoa Làn váy như lá cây bị ướt nhẹt Dán thật chặt trên bắp đùi trắng như tuyết. Anh tự như một con sói đói khát, nhìn vào cô chằm chằm, thổ lỗ đưa tay cởi chiếc áo tì rớt của mình ra, bắp thịt trần trụi phát sáng lấp lánh trong căn phòng tối mờ. Cô tay tay sờ nhẹ, những bắp thịt rắn chắc này lại bị anh đè xuống, đưa tay kiên quyết cởi nút áo của cô. Vòi bóc ướt hết so với bình thường, lại càng khó cởi hơn rất nhiều. Hoàn toàn không có tính nhẫn này, rớt khoát xé ra, tiếng xé lụa rất thanh thúy bộ ngực của cô hoàn mỹ tự như tuyết trực tiếp hiện ra trước mắt của anh nhấc váy của cô lên anh kéo quần lót bên trong xuống dưới âm thanh của cô bị anh trực tiếp chặn lại lưỡi của anh vừa tiến đến đã vô cùng hung hãn ra sức mà cắn mút giống như là muốn cắn nát cô ăn cô vào trong bụng lưỡi của cô bị đau không ngừng tiết ra nước bọt đều bị anh chặn lại ép cô nước hết từng ngụm từng ngụm anh vẫn có cô cùng nhau quần lót tơ tằm bị anh kéo xuống rồi vứt bỏ bàn tay cầm chân cổ cô tách ra anh tự tay kéo khóa quần ra dẫn dắt dục vọng sắp nổ tung giữa hai chân cổ cô trắng kiện căng đề cọ sát vào cánh hoa mềm mại từng chút từng chút rồi sau đó rất khoát tiến sâu cô thét lên dãy ruột điên cuồng lại bị anh hung hăng hôn lên tiếng kêu đau đớn vỡ vụn mà tự như tiếng rên rỉ bị anh nuốt vào trong miệng anh điên thật rồi anh đã điên thật rồi giống như là mê mịn cô chấp muốn đặt lấy cô một giây đồng hồ cũng không muốn lãng phí diêu thủy tinh đau đến muốn nổi giận lại phát hiện lúc này cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh tình huống như thế nếu đàn ông muốn dùng sức mạnh dù cô có bản lĩnh tốt hơn đi chăng nữa thì cũng bất lực cô thật sự rất nhỏ thật là chật hẹp hòa huyệt cho động tình cô khóc đến tột cùng anh dùng sức mạnh khiến cô khuất phục phía màn mỏng manh yếu ớt hoàn toàn không có cách nào ngăn cản sự xâm lấn mạnh mẽ bị anh hung hăng xé rách rêu tỷ tình hoa mắt cơ thể không tự chủ được mà run rẩy lớn như vậy cô chưa từng bị đau như thế này mà cái loại đau đớn đó lại do người cô yêu mang đến cho cô trọn đời khó quên mồ hôi lạnh từ dây xa chảy ra môi của cô bị anh ngăn chặn kêu không ra tiếng cơ thể bị anh đè ép không nhúc nhích được chưa từng bị người nào áp chế như vậy chỉ hận là cắn lưỡi của anh máu tươi trào ra trong miệng của bọn họ. Anh vẫn chưa nhả ra, ở bên hông dùng sức một lần nữa, vẫn tiến vào thật sâu. Rốt cuộc anh đầy đủ trong cơ thể của cô, đến con đường thông qua trái tim củng cô kết hợp. Anh buông đôi môi của cô ra, mặc cho máu trong miệng chảy ra mà nổ nụ cười thỏa mãn. Rốt cuộc thì, em là của anh, rêu thủy tinh. Anh, anh có nặn. Sắc mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, dãy ruộng không muốn ngất đi. Anh thương tiếc, hôn lên gương mặt của cô. Nếu đều đau như vậy, vậy thì rất khoát đau đến tận đáy đi. Dẫn dụ cô phải động tình một lần nữa, vẫn là không được. Nếu sợ đau như vậy, rất khoát bực lấy trái tim để nội tâm cô đau đến thấu đáo. Như vậy cô sẽ vĩnh viễn, viễn nhớ nỗi đau này. Anh muốn để lại dấu ấn ở trên người của cô. Một dấu ấn vĩnh viễn có có thể vai. Tôi, tôi giết anh. Cô liều mạng hít thở, muốn giảm bớt sự đau đớn, nhưng là không được. Anh nặng nề chiếm lấy cơ thể của cô Từng cái hít thở cũng mang đến cảm giác đau mãnh liệt Vậy thì không muốn sống đi Anh ngồi lên ánh mắt tràn đầy tức giận của cô Hơi hít mắt lại Da thịt của cô non mềm giống như là có sinh mệnh Một tầng một tầng vòng lên sắn chặt Khiến anh thở hồn hển Anh vẫn lưỡi liếm sạch mồ hôi trên da của cô Hương vị của cô kích thích anh Khó có thể kháng cự kích động mãnh liệt Khoan mặt vội sâu vào trên cổ cô Mông từ từ đứng thẳng lên giữa hai chân cô Không được cổ động Hạ viễn Hằng, anh mau đi ra ngoài Cô lớn tiếng kêu Khó khăn chống đỡ lại dục vọng đàn ông nguyên thủy cường đại Nếm trẻ tư vị liễu tình ngọt ngào Muốn anh buông tha Tuyệt đối là không thể Cơ thể anh nặng nề áp chế cô Dãy ruộng như thế nào cũng không thể thoát ra được Chỉ có thể đáng thương mặc anh khi dễ Từng giọt từng giọt máu xử nữ tươi Bị dục vọng của anh mang đi ra ngoài dính chặt vào bắp tuổi tết trắng của cô mang theo màu sắc đáng thương anh không lưu lắt hoang dã không có kinh nghiệm tất cả hoàn toàn đều là dựa vào bản năng trong cơ thể của cô cho tới bây giờ thể nghiệm của anh đều chưa từng có cảm giác quá đẹp đẽ có lại hạnh phúc thể xác và linh hồn kết hợp với nhau đó làm cho anh không thể tự kiềm chế nữa mặc sắc vui vẻ cô đau đớn theo động tác không ngừng sâu hơn của anh anh thật sự là quá lớn Mỗi một lần cọ sát đều làm cô rất đau Nóng bỏng và đau nhói quét sạch linh hồn của cô Nhưng có một loại cảm giác kỳ lạ Theo sự xâm chiếm của anh từ từ tăng lên Anh đang thở gấp bên tay cô Còn tốc độ cọ sát ở trong cơ thể Rõ ràng hai cơ thể khác nhau Nhưng bởi vì phương thức như thế Lại kết hợp với nhau được Anh ở trong cơ thể cô chôn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô Biết như vậy Trái tim của cô dâng lên một cỗ ngọt ngào có điều lại đau đớn này Có thể nhẹ hơn một chút nữa thì thật là tốt Dần dần nơi đó ngoài đau Lại còn có nhiều thêm một phần cảm giác Có một chút đau xót Có một chút căng trướng Lại còn có một chút tê dại Nhưng cô còn chưa kịp thể nghiệm Thì anh đã tăng tốc độ giống như phát cuồng Nặng nề tiên sâu Sau khi hung hăng pha chạm một hồi Từng giòn nước nóng Bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của cô Cô cất tiếng thở hồn hển, Ánh mắt mê mang như vậy là kết thúc sao Từng nụ hôn ươn ướt, ướt In lại trên gương mặt của cô Anh hôn qua môi cô Cái mũi của cô tìm mì hôn qua chân mày của cô lướt qua lông mi dày đậm Xuống một chút nữa hôn lên môi cô Tiếng nước chảy vang dội từ nơi bọn họ Hôn nhau chuyển đến Anh ôn lấy cô Tự như cô chính là bảo vật trân quý trên đời này Cần phải cẩn thận để mà che chở Anh vẫn ở bên bờ môi cô nhẹ nhàng thì thầm Bảo bối à Chúng ta làm tiếp một lần nữa đi Dục vọng vẫn dừng trong cơ thể cô Một lần nữa trở nên cứng rắn Từ từ đứng thẳng dậy Anh, anh đừng nằm mơ Cô cong cùi trả lên dùng sức đẩy anh ra Chuẩn bị muốn đứng dậy Cơ thể của bọn họ tách ra Không có trở ngại của anh Những thứ gì đó ở chỗ sâu nhất Theo động tác của cô chảy ra ngoài Lại cảm giác của quái đó làm cho cô ngẩn ngơ Anh nhìn một màn phong đẳng xinh đẹp này Hít thở trở nên nặng nề một tay ôm lấy cô vào trong ngực mà hôn lên phát ra tiếng mút đầu lưỡi cô bàn tay nhanh chóng cởi quần áo vừa rồi không kịp cởi ra chiếc váy bị ngăn bởi khóa kéo kéo xuống rồi ném đi bọn họ rất nhanh trở nên trần truồng bàn tay xoa bộ ngực rỡ đầy đặn nặng nề nụ hoa mềm mại chuyển động giữa ngón tay anh đầu gối dùng lục một chút tách hai chân của cô ra nơi còn lưu lại sự trơn trượt phốc một cái lại một lần nữa tiến vào cơ thể của cô lại trở nên cứng ngắc vẫn là đau đớn nhưng hình như không đau như khi vừa nãy nụ hôn của anh bàn tay của anh làm cơ thể của cô dâng lên sự bồn rồn quen thuộc hạ viễn hằng đưa tay đến nơi bọn họ kết hợp biết nơi mẫn cảm nhất của cô là ở đâu trực tiếp xuống tay ở đó vần về châu nhị nho nhỏ ngón trò vào ngón cái hơi rồ rức, cơ thể của cô run lên bắt đầu trở nên mềm mại nhiều như nước động tác của anh chậm chạp mà lại sâu lắng mỗi lần tiến đều tiến vào chỗ sâu nhất của cô hô hấp cổ cô bắt đầu nặng nề lông mày cao chặt từ từ giãn ra cô thoáng động tình nâng hai luồng trắng nón như ngọc lên anh vẫn lưỡi liếm tỉ mỉ ngậm vào trong miệng phía dưới động tác không ngừng tăng nhanh tiếng cô rên rỉ ra bắt đầu hưởng thụ mùi vị say mê của tình dục cảm giác nhức mỏi theo động tác của anh càng ngày càng trở nên mãnh liệt Kính thích như vậy làm cho cô như là mê say nhiệt độ quá cao, gần như là muốn bốc hơi, đầu óc của cô càng lúc lại càng choáng váng. Lại cảm giác kịch liệt này thật là đáng sợ, giống như là sắp bị thủy triều nuốt lấy. Đột nhiên anh cọ sát sâu trong bộ phận nào đó của cô, khiến cho cô thét lên run rẩy, bị ném lên cao triều. Hoa nguyệt của cô điên cuồng có rút sắn chặt anh, làm anh hưng phấn thở gấp. Dáng vẻ của cô khi đẹp lên cao triều thật sự là rất đẹp, thật sự là quá mức mê người lại khiến cho anh càng thêm động tình kịch liệt hơn. Thật sự là quá đáng sợ. Làm sao anh có thể càng ngày càng trở nên kích động như vậy? Cô sắp chết rồi, sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống. Lần đầu tiên cô công chúa kiêu ngạo là cô đây. Hạ giọng mềm yếu, thương sắt cầu xin, nhưng càng cầu xin thì anh càng mạnh bạo. Có thể trẻ trung tràn đầy tinh lực, tình dục cấm kỵ một khi bị đánh vỡ, thì sẽ rất khó để mà ngăn cản. Suốt cả một đêm cô lần lượt thể nghiệm mùi vị lên thiên đường Rồi lại đến địa ngục Một lần rồi lại một lần Cho đến khi ngất xỉu Chiều thứ sáu Tiết cuối là tiết thể dục Ý nghĩa của việc này Là có thể thoát ra khỏi việc học hành nặng nề Trước khi hết giờ Tuần này đến phiên rêu tụy tinh và nghe bối bối Làm nhiệm vụ thu dọn đồ sau giờ học Đem những dụng cụ đất sử dụng Để vào phòng thể dục Dục đức chính là như thế Bất luận ra thế hiền hách như thế nào chuyện nên làm cũng không thiếu nửa phần. Diêu Thủy Tinh cũng không ngại chuyện đơn giản vào vấn đề này, chuyên tâm đem từng món đồ lộn xộn trở về vị trí cũ. Học sinh trong lớp chỉ là có thể gặp được duy nhất một niềm vui này, tự nhiên sẽ thích thú quá độ, làm cho dụng cụ trong phòng thể dục luôn là lộn xộn. Cần nghĩ cũng là biết thôi. Nghe bối bối cấp đến độ lúng cuống tay chân, nhét một quả bóng rồi lung tung, không nghĩ đến lại làm cho cả một đống bị đổ xuống đúng là đáng ghét cô nhìn bóng lăn đầy đất mà tức giận dậm chân cậu có chuyện thì đi trước đi diêu tuyệt Tinh nhặt quả bóng lên để ở bên chân rồi đặt nó vào bên trong giỏ nhưng nhiều đồ như vậy nghe bối với do dự nhìn đồ ở trong phòng đang đợi sắp xếp lại nếu như bỏ lại một mình thủy tinh thì có phải thật là quá đáng hay không nhưng nếu như cô không lập tức đi làm thì sẽ không kịp nhưng đến trễ thì sẽ bị trở tiền lương mất không sao cả Ngày hôm nay tôi cũng không có việc vui. Siêu Thủy Tinh sắp xếp từng quả bóng rải rác Trở về vị trí cũ Thủy Tinh à, cậu thật là tốt nha Nghe bối bối vui vẻ ôm cô một chút Rồi xoay người chạy ra ngoài Rất nhanh trong phòng rộng rãi Chỉ còn lại một mình siêu Thủy Tinh lặng lẽ dọn dẹp An tĩnh như vậy là sở thích của cô Đối với vận động Cô không đặc biệt yêu thích Thậm chí có một chút chán ghét Bởi vì nó sẽ chảy mồ hôi Không thoải mái có điều lại yên tĩnh sau nón nhiệt này cô lại rất thích phóng tầm mắt nhìn tới sàn nhà bằng gỗ tòa sáng lấp lánh dưới trời chiều nơi này thật ra cũng không phải là tôi xem ra hôm nay anh rất may mắn giọng nói nam giới vang lên phía sau cô mang theo rất nhiều hài hước xoay ngờ lại thấy hạ viễn hàng thoải mái dựa vào bên cửa lớn hiếm khi toàn thân mặc đồ đồng phục học sinh nhưng lại không thể không thừa nhận anh vĩnh viễn đều là khuôn không mặc quần áo đúng cách Vóc người của Hạ Viễn Hằng xác thực là do trời sinh. Đồng phục học sinh khô khan, mặc ở trên người anh cũng có một loại tự nhiên khác nhau. Áo khoác màu đen đã sớm bị anh cởi ra, cà vạt cũng không biết tung tích, hoặc là trước sau cũng chưa từng xuất hiện. Áo sơ mi trắng cởi bỏ vài nốt áo, tay áo quấn lên lộ ra bắp thịt cẩn trắng. Anh lúc này nhìn ra là mười phần lời biếng, tựa vào nơi đó, một tay đút trong túi quần, quan sát cô từ trên xuống dưới, ánh mắt tà ác mà lớn mật. Quần áo mùa hè của Dục Đức thật sự là đáng ghét. Tì rất sạch sẽ màu trắng kết hợp với một chiếc quần thể thao màu đen ngắn, làm chân cô nổi bật lại càng thêm trắng như tuyết và thon dài hơn, mà cặp mông tròn trịa kia lại vảnh lên, rất hấp dẫn khiến người ta hận là không thể đi tới véo một cái. Ánh mắt của anh lưu luyến nhiều lần trên đùi cổ cô. Nhớ tới ngày hôm qua, cô quấn thật chặt ở trên eo anh, trắng mịn than dài kẹp chặt anh. Mặc cho anh vô tư mà tiến vào nơi sâu nhất thật là tuyệt mỹ không thể tưởng tượng nổi trong ngay mắt máu huyết của anh lại sôi trào cô dám đánh cuộc hiện tại trong đầu của anh đang muốn thứ gì đó mà cô không thích sau khi phá bỏ cấm kỵ anh ăn tùy trong xương cũng không biết thỏa mãn đến mức là không thể hình dung được dứt khoát không để ý tới lời của anh cũng không hỏi tại sao anh lại có thể vào trường học của bọn họ hơn nữa tìm được chỗ này thưa hỏi chuyện hạ viễn hằng anh muốn làm chỉ có chuyện nào là chưa thành công hay không? Cô dành người tiếp tục thu dọn để mặc anh nói. Để anh tới giúp em. Anh tự tay kéo cửa chính chẳng một tiếng rồi khóa lại. Cô trừng mắt mà cảnh cáo anh. Anh trực tiếp đi tới ôm cô, cho cô một nụ hôn mạnh mẽ. Sau khi càng rỡ hôn tứ phía xong, liếm lên cánh môi của cô. Bảo bối à, anh rất nhớ em. Nhớ cái gì mà nhớ chứ? Ngày hôm qua rõ ràng anh đã... Em có nhớ anh hay không hả? Ha? Lên tiếp nhiều nụ hôn đầu răng của anh đặt ở động mạch cổ cô tỉ mỉ cào cắn từ từ cọ sát cảm giác hài lòng ở nơi nào đó nhảy lên càng thêm rõ ràng mà buông tay diêu tùy tình lạnh lùng ra lệnh nơi như thế này rốt cuộc anh muốn làm gì cô chứ bàn tay anh dễ ra từ vạt áo tì rất đi vào tiến lên bao lại bộ ngực đầy đặn mà săn chắc từ từ xoa bóp anh muốn em liếm lên vành tay cổ cô một đường cong nho nhỏ đều không cam lòng mà bỏ qua cho đại nhân suốt cả một ngày cô ở trong ngực anh xoay người nhón chân tới bên môi cô anh nói nhỏ anh cố ý anh cố ý tới nơi này cố ý trêu đùa cô anh đã thành công rồi sao bảo ối nằm xuống đi em sẽ nói cho anh biết người đàn ông này cần phải dạy dỗ toàn bộ hơn một tháng chỉ cần anh vừa có cơ hội thì liền muốn ôm cô hôn cô nhiệt tình mãnh liệt quá mức làm cô cảm thấy mệt mỏi cô gần đây chân luôn mềm nhũn hình như trong cơ thể anh đều là mãnh thú đói bụng nhiều năm ngậm được thức ăn có vị ngon đều là có thể làm chính mình nhờ mạng mà ăn ăn thế nào cũng không biết ngắn đúng là nữ bạo chúa anh cất tiếng thở dài kéo cô cùng nằm chết dí ở trên đệm mềm mại cô dặn chân trên người của anh Quế đầu hôn anh đầu lẫn lên vào trong miệng của anh linh hoạt quấn lấy trong thời gian dài như vậy cô đã học xong làm sao để mà hôn anh Mấy cái cốc áo nhỏ Nhanh chóng bị cô cởi ra Xoa nhẹ bắp thịt ấm áp của anh Đặt ở vị trí trái tim đang đập của anh Cô cúi đầu Sợi tóc mềm mại quét trên da thịt của anh Mắt nước khe nhẹ lạnh Hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi Lại còn mang theo cả một chút uy hiếp Hạ Viễn Hằng Anh là ai hả Bảo bối có dục phạm chiếm hiểu thật là mạnh Là của em Chỉ là của em Anh đưa tay từ từ vuốt bắp đùi nhẫn mụn của cô Nơi đó mịn màng tự như sữa tươi Giống như là ngọc trong suốt Anh sơ vào thì liền không nỡ mở bông tay ra Rất tốt Tay của cô theo đường cong vập vòng, Sơ thẳng xuống dưới Kéo khóa kéo tham dò vào Rồi cầm lấy Cái đầy đặn lực lưỡng đó căng lên bừng bừng trong tay của cô Cô nắm chặt trong lòng bàn tay Chạm trái hoạt động từ trên xuống dưới Bảo bồi ngoan Cứ như vậy đi Anh thoải mái vẫn hít thở đi sâu đường viền quần lót của cô nhẹ nhàng mò mẫm cảm giác vải vóc nơi đó từ từ ướt át cô khuấy động một hồi dù vọng trong tay càng ngày càng trở nên cứng rắn càng ngày càng tăng cô cúi đầu nguy hiểm khép hở đôi mắt lại hạ viễn hằng anh có muốn tùy tiện động dục nữa không hả tiếp theo câu hỏi đó lòng bàn tay của cô thoáng dùng sức anh nở ra một nụ cười xấu xa bảo bối à dùng sức thêm một chút rất là thoải mái anh chính là một tên bại hoại trăm phần trăm Diêu tỷ tin cắn răng sau đó cười sáng lọng một tiếng mà tới gần anh anh muốn làm như thế nào cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên và cái miệng ở phía dưới đều là có thể anh muốn nói chuyện thật tốt anh thẳng lưng chủ động ở trong lòng bàn tay của cô được lắm nói chuyện mà cũng không hề biết xấu hổ cô thật sự là không sánh bằng anh chuyện này không thể là không thừa nhận tên đến gần anh Khoảng cách giữa môi và môi không tới 0,5cm Cô nở ra một nụ cười rạng rỡ Nhưng hôm nay em không muốn làm Bàn tay nắm chặt cảnh báo sau đó buông ra đứng dậy Hoàn toàn không muốn chơi tiếp với anh Nhưng làm sao Hạ Viễn Hằng có thể để cho cô lâm trận Mà bảo chạy chứ Phản ứng nhanh chóng ôm hông cổ cô Không để ý cô dễ dụa Trực tiếp đưa tay vào thăm dò trong quần lót của cô Mạnh mẽ ma sát Đưa tới một phút Bàn tay của anh đã tràn đầy nước dịch Kéo cô xuống anh hôn lên Bảo bối à Một lần thôi bảo bối Em không muốn Cô cắn môi nhịn xuống từng đợt từng đợt dậy sóng Ngón tay của anh ở trong cơ thể cô Đang không ngừng lật động Bảo bối ngoan Chỉ cần một lần thôi có được hay không Anh chính là kẻ lừa đảo Anh chỉ làm một lần đã ngoài dự tính rồi Nốt trên gì vào trong miệng lạnh Cô cố gắng giữ bình tĩnh mắng Có thể không Câu nói vừa rất anh liền mừng hồng của cô lên Rồi trực tiếp cười quần lót Vài phóc cật nhà Mà tiến vào thật sâu Anh không nói nữa mà lập tức làm Cô khó chịu cao mà lại Cho dù đã thật nhiều lần đụng chặn Nhưng cô vẫn chưa thích ứng Sự to lớn của anh Nhất là với tư thế này Lại càng làm cho cảm giác tồn tại nơi đó Thêm mãnh liệt hơn Anh thoải mái thở dốc nói Bảo bối à, cờ động đi Anh dùng sức ở bên hông Đem cô nâng lên hạ xuống Khẽ lên kẽ xuống Giọng điện ma sát chạy qua trong cơ thể của bọn họ Cô ở trên nhìn thấy nét mặt của anh rất rõ ràng Anh đang ở trong cơ thể của cô Hoàn toàn chịu theo sự trói buộc của cô Cái người này Ở mặt này luôn là bá đạo như vậy Cần phải dạy dỗ Cô cố ý khi anh hạ xuống Dùng sức mà co rút lại Quả nhiên trong ngay mắt nghe được tiếng anh thở gấp kịch liệt Hồng của cô vặn vẹo Nhanh chóng cưỡi anh Anh, người yêu chưa thuộc về mình cô chỉ có cô mới có thể đối với anh như vậy Nghe thấy tiếng anh thở dốc Khói miệng của cô từ từ dương lên Anh đưa tay dùng sức xoa cái mông đầy đặn của cô Từng chút từng chút Mông thịt tuyết trắng Lộ ra giữa ngón tay của anh Anh thúc giục cô Làm cho cô mang tới khoái cảm mãnh liệt hơn cho bọn họ Cao trào của cô tới rất nhanh Cô ôm cổ của anh Cơ thể có rút nhanh ở trên người anh Nâng lên đỉnh cao tuyệt vọng Cô thở hồn hển không còn sức lực Thế nhưng anh vẫn còn chưa đủ no Bị anh biến thành tư thế Quy gối nằm sấp Đón nhận sự tiếp xúc nặng nề mạnh mẽ Thể lực của anh thật sự là quá mức Đáng sợ Trải qua thời gian đã lâu như vậy Nhưng anh vẫn chưa chấp nhận mà bương tha cho cô Hạ biển hàng Đủ rồi, đủ rồi đó Ngón tay của cô nắm chặt vài phốc ở phía dưới Lăn qua lăn lại trong cơn cao trào Sự giải vò Làm cho hông của cô nhức mỏi Bảo bối à, Hãy dùng sức kẹp chặt anh đi Anh tuổi hơi thở Cười cảm vào bên tay cô Thật là yêu chết cô một trận nối tiếp một trận Làm thêm một lần nữa cô sẽ chết mất Cô đã mệt mỏi quá rồi Nhưng anh thế nào cũng không chịu kết thúc Rồn rẩy đưa tay Tới nơi bọn họ kết hợp Cầm lấy anh điên cuồng lắc lư bóp mạnh Cơ thể cô lại dùng sức xoắn chặt Bị cô kích thích như vậy Anh phát ra tiếng kêu điên cuồng Thở gấp nặng nề gia tăng tốc độ Cơ thể phát ra âm thanh lớn vòng vòng trong không gian căn phòng. Rốt cuộc, trong lúc cố gắng hết sức co rút, anh mạnh mẽ tiến vào thang hoa. Phòng túng tình dục đi qua, thì sẽ có kết quả gì? Diêu tùy tinh nhìn hai vạch đỏ rõ, mà trầm mặt không nói. Cô mang thai. Cô không phải là loại người thờ ơ. Kỳ nguyệt đã muộn hai tuần. Hơn nữa gần đây cô bị kém đi các tường. Ăn cái gì là ái ra cái đó. Trong lòng cô đã có nghi ngờ. Đã mua que thử thai càng thêm chứng thực suy đoán của cô. Bọn họ còn trẻ tuổi, mỗi đêm đều hoạt động như vậy, kết quả thế này cũng nằm trong dự liệu. Hạ Viễn Hằng cố gắng đè nén sự vui sướng từ trong đáy lòng xuống, bắt lấy que thử thai trong tay cô cất tiếng. Bảo bối à, em có vui không? Cô ngước mắt nhìn anh vẫn im lặng, anh vuốt ve cơ mặt của cô đáp. Anh rất là vui. Hôn lên trán của cô anh nói. Con của chúng ta, nghĩ tự xem nó sẽ đang yêu như thế nào đây? Cô gặp gọng mở miệng Cái này rất khó tưởng tượng 17 tuổi Cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm mẹ sống như vậy Nhưng cô lại không ngờ thay Anh thích một đứa con gái Anh cất tiếng thở dài Ở bên môi tràn đầy nụ cười Em phải tải cho anh một đứa con gái Phải giống em như đúc là một bộ dạng kỳ quái Đây có thể được xem là một lời khen ngợi sao Cô nhìn dáng vẻ hưng phấn kia của anh Mà trong lòng là một mảnh mờ mịt Có điều trước đó siêu thủy tinh ạ. À? Hãy lấy anh đi. Anh từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp xinh xắn, mở ra rồi đưa tới trước mặt cổ cô. Một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản mà tinh xảo lặng lặng nằm ở trong hộp, lấy lên sự mỹ lệ rực rỡ. Anh đã sớm chuẩn bị tốt rồi có phải hay không? Từ ngày chúng ta đi chung, anh đã chuẩn bị cái này. Anh cười, có mấy phần hài lòng và mấy phần thỏa đáng Nhưng có điều không nghĩ tới, lại dùng tới nhanh như vậy. Không nghĩ tới ư? Cô lầm bầm lại lời nói của anh Rồi sau đó lại lùng nhìn anh Anh thật sự không nghĩ tới Cho dù là lần đầu tiên Nhưng làm tình thì sẽ có con Là kẻ ngu cũng có thể biết được chứ Ừ, cho nên bảo bối của anh Dĩ nhiên cũng biết Anh ôm chầm lấy cơ thể của cô Bỗng trở nên cứng ngắc khi nghe được lời nói này của anh Cô không được tự nhiên Thật đúng là đáng yêu mà Tôi được rồi, đều là sai lầm của anh Là do anh cố ý Ai bảo anh muốn ở trong một chỗ với em mà không có bất cứ cản trở nào muốn ở bên nhau vĩnh viễn, viễn chứ cô giơ ngón tay nhéo điểm nhạy cảm trước ngực của anh thành công làm anh im miệng nhưng cũng làm cho nụ cười của anh càng thêm đậm không có cách nào từ khi biết cô có đứa bé thì trong lòng anh tràn đầy sự vui sướng nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên Mặc nghiêm túc nói anh cam kết với em Đời này hạ viễn hằng anh chỉ yêu một mình em cưng chiều em bảo vệ em vĩnh viễn vĩnh viễn, viễn, viễn cũng sẽ không rời bỏ em Cô nhìn anh rồi bình tĩnh hỏi Là vì đứa bé sao Nếu như không có đứa bé này Bọn họ còn trẻ tuổi Hoàn toàn sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn Cô còn không có người dám hộ ký tên Hiện tại thậm chí còn không thể kết hôn Đương nhiên rồi Anh kiên định trả lời Nhưng mẹ của con trai anh Lại chỉ có thể là một cô gái tên là Diêu Thủy Tinh Cô ấy rất là có hiểu Cho tới bây giờ tích thịt cũng không nói Cô ấy rất là quật cường Tính tình lại rất xấu nhưng anh chỉ chọn cô ấy Bởi vì nếu như không có anh ở bên cạnh cô ấy Cô ấy vĩnh viễn sẽ không cảm thấy vui vẻ Cô nhìn anh chăm chăm Hồi lâu nhàn nhạt, nhạt, mở miệng Đúng là kiêu ngạo Như vậy công chúa Diêu à Em nguyện ý gả cho cái kẻ kiêu ngạo này không Cô dưới tay cầm lấy chiếc nhẫn kia lên Chiếc nhẫn có giá thị trường không tới 5 vạn đồng Anh cảm thấy em sẽ đồng ý sao Đương nhiên rồi Anh lấy lại nó Rồi đeo vào ngón tay giữa cổ cô thứ vật đó óng ánh ánh sáng lộng lẫy rạng rỡ phát sáng trên ngón tay nhỏ bé của cô anh hôn lên bàn tay cô rồi nói tiếp anh hỡi về em tương lai sẽ có một ngày anh dùng chiếc nhẫn kim cương mày carat để đổi lấy chiếc nhẫn này khả năng hiện tại của anh chỉ có thể làm như vậy nhưng anh có thể cam kết cho tương lai cô im lặng ước chừng 10 phút sau rồi sau đó bình tĩnh mở miệng nhưng em thích con trai làm sao đây tại sao cô lại đáng yêu như vậy cơ chứ Thật sự cứ muốn như vậy mà dội vào trong lòng của cô Không nỡ để cho cô đi ra ngoài Nếu như vậy thì sinh lai Long Phượng Một trai một gái có được hay không? Được Lúc này bọn họ tự như một đôi tình nhân nhỏ bình thường Ngà vào với nhau Nói ra những lời dưới ngốc ngọt ngào Mãi mãi cũng không cảm thấy chán Khi cô về đến nhà Thời gian vẫn đang còn sớm Mà ở trong nhà là một mảnh im ắng Mẹ đâu Đưa cặp sách cho quản gia đi theo phía sau lưng Như là không để ý Cô mở miệng hỏi Phụ nhân bây giờ đang ở trong vườn hoa Quản gia cung kính trả lời Diều tùy tinh phòng qua hành lang rộng lớn Rồi tiếp đó đi tới vườn hoa Diện tích của gieo ra gần ngàn bình Thiết kế vô cùng tuyệt mỹ Hiện đại tiện lợi cùng với quang cảnh cổ xưa Kết hợp hoàn mỹ với nhau Nghe nói năm đó có chi phí bản thiết kế Cũng có thể mua được một nhà cao tầng vì để làm vợ yêu của mình có một nơi thoải mái dìu dặt châu hoàn toàn không quan tâm phải xài hết bao nhiêu tiền nhàn uyển như thích là đình viện kiểu xưa cho nên các vườn đều là xây dựng theo ý thích của bà vừa dịp đầu hè những cánh hoa trong vườn hoa đều đã nở tỏa ra hương thơm bướm bay ong kêu không khí thật là hạnh phúc dễ chịu nữ chủ nhân nhàn uyển như của reo ra lúc này đang nhìn vị ở trong đình nghỉ mắt nghe tiếng chim hót lặng lặng hưởng thụ một cốc trà ướp hoa trong veo mái tóc đen nhánh mềm mại rũ ở sau vai dùng mạo như nước Bà mươi lăm tuổi vì được chăm sóc ở trong nhà nên nét thành thuần giống như thiếu nữ hai mươi tuổi bà tự như một bức tranh sơn thủy đêm tĩnh mà lại sâu sắc mẹ à diêu thủy tinh nhẹ giọng cất tiếng gọi nhàn uyển như ngước mắt lên nhìn về phía con gái của mình nụ cười dịu dàng hiện lên ở bên gò má thủy tinh à mau tới đây Diêu Thủy Tinh tiến lên vài bước Rồi ngồi xuống ở bên cạnh mẹ Làm sao hôm nay lại về sớm như vậy chứ Đưa tay vứt ve máu của con gái Con gầy một chút rồi đó Đây là con gái Ông ấy cho bà Diện mạo tính khí giống nhau như đúc Cho nên bà yêu nó hơn cả sinh mạng Chỉ tiếc rằng cơ thể của bà vẫn luôn không khỏe mạnh Qua nhiều năm như vậy Vẫn không có sơ sức để mà chăm sóc cho con bé Đối với con gái Bà vẫn cảm thấy mắc nợ Diêu Thủy Tinh nằm sấp vào trong ngực mẹ, nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại. Cô yêu mẹ của mình, mặc dù 17 năm, thời gian trung độ cũng không nhiều lắm, nhưng cô biết mẹ yêu cô, yêu cô rất nhiều. Nhàn uyển như kẻ vút ve tóc của con gái mình, từng chút từng chút một. Làm sao vậy chứ Thủy Tinh? Tính tình con gái hoàn toàn giống cha của nó, lạnh lùng mà bó buộc nội tâm, cho dù gần gũi với bà, cũng sẽ không làm đúng như vậy. Bà hiểu rất rõ. Mẹ à, con yêu một người cô tự như thở dài nhẹ giọng nói ra nhàn uyển như ngần người rồi sau đó kẽ cười ra ngoài thời gian trôi qua thật là mau con gái của ta cũng đến tuổi yêu rồi là một người như thế nào anh ấy rất tốt nếu tốt vậy thì yêu một lần thật là tốt đi tính tình đứa bé này rất là giống ông ấy luôn cô độc lạnh lùng nếu như có thể có tình yêu làm tăng thêm nhiệt độ như vậy thì rất là tốt mẹ à cô ngước mắt nhìn dung mạo người mẹ thân yêu nói con mang thai nụ cười của anh nhan uyển như trên mặt biến mất mà trong mày lại bà không phản đối con gái yêu thương dù sao con gái trưởng thành tự nhiên sẽ có tình cảm nhưng mà mang thai chúng con dự định sẽ kết hôn bà dần sốt trong chốc lát còn nghiêm túc sau con đã suy nghĩ kỹ nhan uyển như không có lời nào để nói bà biết tính cách của rêu thủy tinh nếu như không phải đã cân nhắc kỹ thì con bé sẽ không đưa ra quyết định. Nhưng một khi nó đưa ra, ra quyết định thì tuyệt đối sẽ là không thay đổi. Chàng trai kia có tốt đến vậy hay không? Có thể khiến đứa con cái thông minh luôn tỉnh táo của bà mất lý trí mà yêu một lần chứ? Anh này rất tốt, rất là tốt. Khoe môi nâng lên nụ cười. Bà tin tưởng con gái của mình. Vậy thì có thời gian dẫn cậu ta về gặp mặt mẹ đi. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tinh luôn có chủ kiến của mình tự mình làm chủ tất cả mọi chuyện. Bà yêu đứa con gái này của mình, chỉ cần con bé muốn thì bà đều sẽ cho. Nhưng con sợ cha sẽ không đồng ý. Yên tâm đi, con có mẹ. Diêu Thủy tinh dựa vào trong ngực mẹ, bên môi có một nụ cười nhàn nhạt, cô có thể kết hôn rồi. Được lắm, nói chuyện không thể không biết xấu hổ. Cô không sánh bằng anh, chuyện này không thể không thừa nhận. Diêu Thủy Tinh ở thời điểm trước sinh nhật 18 tuổi, kết hôn, không có hôn lễ sang trọng, không có cách hơi náo nhiệt chỉ có hai người đi công chứng vô cùng đơn giản ra khỏi công tà án cô trở thành hạ vô nhân mang theo hành lý đơn giản cô dọn vào ở trong nhà trọ nhỏ nhỏ của anh ở nơi nào đó mà có vô số thời gian ngọt ngào của bọn họ ngay cả sinh mạng nhỏ ở trong bụng cũng được hình thành ở nơi này trong nháy mắt đó trên mặt của Diêu tùy tinh có sự nhẹ nhõm sáng lặng hiến thấy như vậy có phải tất cả đều giống như chuyện cổ tích hay không từ đó hoàng tử và công chúa sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Thực sự là tươi đẹp đến đâu, tình yêu anh oanh liệt liệt đến đâu đi nữa, thì vẫn sẽ quay trở về trong hôn nhân để chấp nhận kiểm tra. Nhưng vừa mới bắt đầu, bọn họ thật sự là vô cùng, vô cùng ngọt ngào. Tất cả vẫn y như trước đây. Anh sẽ đợi cô tan học, sau đó đi cùng cô một đoạn đường. Tài xế xe riêng của rêu thủy tinh sẽ chỉ cung kính đợi ở một đầu đường đưa cô đến công ty. Cô vẫn rất là bận rộn Trường học và công ty hai bên đều phải lo Nhưng tất cả cũng không giống nhau hết Mỗi buổi sáng cô sẽ thức dậy Ở bên cạnh anh Anh ở bên cạnh cô sau khi cô hết triệu chứng luôn vào buổi sáng Thường tiếc cho cô một cái hôn Bừng bữa sáng tự tay chuẩn bị tới Kiền ngẫn rũ rụ cô Vợ nhỏ này Tâm trạng không tốt ăn hết Như vậy tâm trạng của cô không còi tốt hơn nhiều Cho dù sai cầu vị Chỉ cần anh làm cô cũng đều sẽ ăn Buổi tối cô có thể nằm trong ngực của anh Sự sàng vốt ve cùng ấm áp Ôm cô ở trong ngực Nghe cảm ơn cô cũng cảm thấy trở nên ngọt ngào Kết hôn là hai người trầm lặng Hai người có người nào quấy rầy thế giới của nhau Cô thật sự cảm thấy hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy Dường như bọn họ có thể mãi mãi bước tiếp như vậy Cho đến mãi tháng năm cuối cùng Nhưng cô lại không ngờ Lần đầu tiên cãi phá của hai người lại đến dễ dàng Không hề có dấu hiệu báo trước như vậy Vào giữa hè Nhiệt độ lâu sáu của bọn họ bất thường rất lớn, không có máy điều hòa nhiệt độ. Cơ thể cục cưng trong lòng cô đặc biệt nhạy cảm. Ban ngày mệt đến mức muốn chết, nhưng buổi tối cũng không sao ngồi được. Một chút siêu nóng cũng là không chịu nổi. Hạ Viễn Hằng ôm vợ vào trong ngực, vớt ve làn da nóng chụp cổ cô, đau lòng không rất nói. Bảo ấy à, ngày mai chúng ta đi mua máy điều hòa. Ban đầu chỉ có một mình, về nhà chỉ để nằm ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này. Nhưng bây giờ anh có một cô vợ nhỏ Thế giới của anh không giống như trước nữa Anh không nỡ để cho cô chịu khổ cực một chút nào cả Nhưng ngày hôm sau Anh cố ý về nhà trước Ngay khi mở cửa trong nháy mắt tầm liền ngội lạnh Căn nhà này Vẫn là không gian nhỏ như vậy Nhưng bên trong lại hoàn toàn khác biệt Toàn bộ dụng cụ đều đã thay đổi sàn nhà láng bóng Đồ đồ hiện đại Thậm chí ngay cả ghế lông cũng đổi thành ghế sofa ra bỏ xa hoa Hạ tiên sinh một cô gái đôi tị điển hình ăn mặc thời thượng đứng ở bên trong phòng khách nhà anh thấy anh đi vào thì lễ độ mỉm cười toàn bộ đều đã bố trí theo sự dặn dò so của tiểu thư nếu ngài có chỗ nào không hài lòng sẽ nói cho tôi biết tôi sẽ sửa đổi anh biết cô là trợ lý riêng của Diêu thủy tinh tháng sáu ngày nóng nhưng tim anh lại như là đóng hóa băng mãi cho đến khi người trợ lý đi rồi thì anh vẫn đứng ở nơi đó nắng chiều buông đêm tối bao phủ anh vẫn không có mở đèn. Lúc Diệu Thủy Tinh mở cửa phòng, còn tưởng rằng anh chưa về nhà. Bật đèn điện sau đó thấy anh đứng ở trong phòng khách thì thật sự có một chút hoảng dầu Về rồi tại sao không bật đèn? Cô thả tài liệu trong tay vào một cái giá. Hộp tròn hai tiếng làm cho cô cảm thấy quá là mệt mỏi. Diệu Thủy Tinh, những thứ này là cái gì vậy chứ? Anh cúi đầu mò miệng, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn quỷ dị cô nhìn vòng quanh nhà đã rực rỡ hẳn lên còn có máy điều hòa thoải mái coi như hài lòng với hiệu suất của trợ lý là máy điều hòa nhận tiện đổi hết toàn bộ đồ dùng cũ cô không quan tâm một chút tiền lẻ như vậy chất lượng cuộc sống là quan trọng hơn hôm qua anh đã nói anh sẽ mua có đúng không giọng nói của anh căng thẳng giống như là lò xo bị đèn nén đến cực hẳn hiện tại em đã mua xong rồi dù sao cũng như nhau cả cô không nhịn được mà câu mày lại làm sao lại như nhau chứ Hạ biến Hằng, bây giờ em mệt đến sắp chết rồi, không muốn đứng đây để tranh cãi loại chuyện nhàm chán này với anh. Nhàm chán ư? Ừ. Anh ngừng đầu lên, còn người đèn nhánh giống như một con dao sắc. Trả đạp tự ái của một người đàn ông. Theo ý của em lại là chuyện nhàm chán sao? Móng tay của cô bấm sâu vào lòng bàn tay lệnh như băng nói. Tùy ý anh nói đi. Nếu như em muốn dùng đồ cao cấp, muốn đồ điện đắt tiền, em cần gì phải lựa chọn anh chứ? Anh từng bước từng bước ép hỏi tới, anh chỉ có một căn phòng thế bên này. Bên trong chỉ có những thứ cô trách gì đó. Không phải trước kia em đã dâng biết sao. Rốt cuộc anh đang ở đây buôn bực cái gì vậy hả? À? Toàn bộ ở đây đều là tình lời sinh ra. Không hào phí một phần tiền nào cả. Có gì cần phải để ý hay sao? Cô chỉ bốn phía nói. Nhưng anh rất để ý. Anh cất tiếng cười lạnh. Chỉ vào máy điều hòa có chứng nhận nhãn hiệu cao cấp. Hạ viễn hàng anh. Chỉ làm về việc cả năm, cô sẽ không mua được một cái máy như vậy. Sao? Anh phát hiện mình không thể tiếp nhận phương thức sống bình dân thấp kém như vậy, cho nên rất khoát lấy tiền của mình ra ngoài mua sắm. Dù sao Diêu Thị tình em là cô nàng của nhà giàu, một chút tiền lẻ này đối với em mà nói, chính là trên Chín trâu mất một sợi lông nên không sao cả ư. Ừ. Cường mặt của cô dưới ánh đèn thành một mảnh trắng như tuyết. Tiền của tôi đều là tự mình kiếm từng đồng từng hào mang về. Đó là tiền của cô. Anh mở tay gạt khăn trải bàn tay xào ở trên bàn ăn. Cô bảo tôi sống ở nơi này, Dùng bát ăn cơm của cô mua Ngay cả khăn giấy dùng thao tay Cũng là rêu thủy tinh của cô dùng tiền mua Cô thật sự là khinh thường tôi như vậy sao hả Hạ viễn Hằng Tương lai sau này Khi đứa bé của chúng ta ra đời Cô sẽ nói cho chúng nó biết Mỗi một gạch ở trên đất nó đang đi Đều là dùng tiền của mẹ nó để mua Bởi vì cha của nó hoàn toàn không muốn ở sàn nhà nhập khẩu Anh cầm miệng Mở cầm miệng lại Tôi nói cho cô biết cho kia phần thức sống của cô như thế nào Tôi không muốn biết Nhưng bây giờ cô đã gả cho tôi thì phải theo phương thức sống của tôi Anh có ý gì chứ Ý chính là Ngày mai trước khi tôi trở lại Tôi không muốn nhìn thấy những thứ đó không thuộc về phòng này Tôi nghĩ cái người trợ lý thông minh đó của cô nhất định Là có thể dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi Nếu như tôi không làm thì sao Vậy thì tôi không ngại tự thân ra tay Tiếng ngầm lớn Chân cơ chính đóng lại Rút cuộc phòng khách nhỏ khôi phục lại sự yên tĩnh Diều tuệ tình hít vào một hơi thật sâu Đè nén cảm giác đau đớn mờ ảo từ bụng từng bước từng bước đi tới ngồi xổm ở trên ghế salon mềm mại mà cả người rón rẩy. Từ khi quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên Hạ Viễn Hằng nổi giận với cô, hơn nữa còn là thực sự nổi giận. Thật ra từ cho tới bây giờ cô vẫn không hiểu, tại sao anh lại nổi giận nhiều như vậy. Đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, thực tế chuyện cũng chẳng có gì. Anh nói muốn mua máy điều hòa, cô liền đi mua máy điều hòa, nhân tiện thay đổi đồ dùng cũ, để cho bọn họ có thể sống thoải mái hơn thôi. Cái này có gì là không đúng chứ Anh đang tức giận cái gì đây Hay là hôn nhân thật ra chính là như vậy Dù có tốt đi chăng nữa Cũng chỉ là lúc mới bắt đầu Rồi sau đó có phải đều là khổ sở như vậy hay không Tính cách của Diêu Thủy Tinh Thật ra thì so với bất cứ ai Đều quật cường hơn cả Cái vã kịch liệt như thế đi qua Ngày hôm sau cô vẫn bình tĩnh đi học Đến công ty như thường Dường như hoàn toàn không có chuyện gì Cho nên khi về nhà Nhìn thấy căn phòng được xử lý sạch sẽ thì sắc mặt của cô vẫn hết sức bình tĩnh. Trong nhà vẫn mắt mệt thoải mái. Mặc dù cái máy điều hòa đắt tiền kia bị Hạ Viễn hàng vứt bỏ, nhưng anh vẫn mua được một cái máy dùng cá tốt. Giận dữ tức giận hơn nữa, anh cũng không nỡ để cho cơ thể của cô không thoải mái. Diêu thể tình làm như anh không tồn tại, đi thẳng đến phòng tắm rửa. Ngủ, không phải là cô thấy may mắn chứ. Bởi vì không nỡ xử lý sạch cả chiếc giường lớn tràn đầy ngọt ngào của bọn họ, nên tối ngày hôm nay Cô còn có nơi để mà ngủ Lần đầu tiên bọn họ đưa lưng về phía nhau Nằm ở trên giường Đều là người lạnh lùng Chỉ có lúc đối mặt với đối phương sẽ không như vậy Nhưng ngay cả bây giờ Điều duy nhất như vậy cũng không có Cải vã kịch liệt đi qua Dĩ nhiên sẽ là chiến tranh lạnh Cô chưa từng nói về bất cứ người nào Dù là bạn tốt nhất của mình Cũng không thể nói ra Nói với mẹ thì tính cách của cô lại càng không thể nào Cô không thể để cho mẹ của cô lo lắng Kiên quyết như vậy Không tiếc suy tính thủ đoạn mới ép được cha ký tên đồng ý Lại trong thời gian kết hôn chưa tới một tháng Có cái vãi như thế Như thế nào cô cũng không thể nói ra khỏi miệng Những chuyện này chỉ có thể để ở trong lòng Mỗi ngày cố gắng làm việc Để cho mình bận rộn một chút Hy vọng có thể quên đi loại phiền não này Bọn họ đều không nhàn nhã Hạ viễn hàng làm việc Mỗi đêm đều bận đến 11 giờ mới có thể về nhà Mà cô càng lại không thoải mái Công trình khách sạn nghỉ mát ở miền Nam đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Hạng mục này từ khi mới bắt đầu đều là do cô phụ trách, cũng là thử thách rêu giật trâu cho cô. Cô cần phải khiến nó mười phân vẹn mười. Như vậy hai người, cả ngày trưa buổi sáng, có thể ngay cả mặt mũi của nhau cũng không nhìn thấy. Tình huống như vậy đối với bọn họ mà nói, có phải sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều hay không? Cơ thể mệt mỏi, còn có thể cô giờ ở trong lòng khiến buổi sáng sau khi cô rời rừng chợt vắng đầu, rồi sau đó yếu ớt ngã xuống. Khi tỉnh lại một lần nữa, bàn tay nhỏ yếu, đồng một đôi tay vô cùng ấm áp bao lấy. Loạt nhiệt độ quen thuộc đó, làm cho cô còn chưa mở mắt ra, đã mạnh mẽ muốn rút tay ra. Bảo bối à, hạ viễn hàng nắm chặt tay cô, không thèm để ý đến cô đang dễ dụa, mà quấy đầu hôn lên trán của cô. Chúng ta không nên tranh cãi nữa, có được hay không? Cô nhắm thật chặt hai mắt không để ý tới Kể từ sau ngày đó Tâm tình của anh mỗi ngày đều là không tốt Anh đưa tay xuống vuốt vuốt tóc mai rơi ở bên máu của cô Anh thừa nhận Ngày đó tinh khí của anh vô cùng xấu Anh nhận lỗi với em Em không nên tức giận Cuộc cưng của chúng ta sẽ là không vui Bàn tay của anh phủ trên bụng của cô Cách chăn trắng như tuyết dịu dàng mà ôm lấy Cô mở to mắt cất tiếng Cụ cưng Không nên kích động Cụ cưng không sao anh đè bà vai của cô lại Ngăn cản cô rời rừng Bác sĩ nói chỉ là cảm xúc không tốt Dẫn tới thai nhi không yên Hẳn ở gần đây em mệt mỏi quá đủ Nhưng bây giờ đã làm các biện pháp an thai Nên không cần phải lo lắng Lúc này đây lòng của cô mới bình tĩnh lại Nếu như vì cô không cẩn thận Mà làm hại tới cục cưng Như thế nào cô cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình Gần đây cô đề mặc cho mình đắm chìm trong cảm xúc như vậy Không quan tâm cục cưng Cô không phải là một người mẹ tốt Thật là xin lỗi Bảo bối à Anh hôn lên mắt cô với vẻ mặt dịu dàng Ngày đó anh không nên lớn tiếng hét lên như vậy em như vậy Nhất định em rất là khó chịu đi Cô lạnh lùng chẳng anh không nói một lời nào Sáng nay em đột nhiên té rượu Anh thật sự lần chưa từng sợ hãi như vậy Nếu như mất đi em Anh thật sự không biết mình nên làm gì mới đúng Thủy Tinh à Vĩnh viện, viện không được làm anh sợ như thế có được hay không ký ức u ám từng có một khắc kia như thủy triều sông tới khiến cho anh cảm thấy sợ hãi diều thủy tinh là người anh không thể mất đi trong cuộc đời này nếu như cô có chuyện gì anh không biết mình có lẽ có thể nổi điên lên hay không quan tâm như vậy yêu thương như vậy tại sao lại tổn thương đến nhau như vậy trong lòng cô khổ sở đau xót nhìn ở trong mắt của anh cô thấy được sự thống khổ sâu đậm anh cũng rất là khổ sở đi Sắc mặt của anh thật sự là rất yếu ớt Có thể còn bi thảm hơn so với một bệnh nhân như cô Thật ra thì cô biết Anh quan tâm cô cũng giống như cô quan tâm đến anh vậy Thật là vô dụng Đột nhiên không thể tức giận được nữa Chỉ nghĩ đến điểm tốt của anh Dịu dàng của anh Cô đưa tay xoa xoa cơ mặt của anh Dù cho thế nào đi nữa Anh nở nụ cười Sự dịu dàng trong mắt có thể say chết người Em thật là đẹp Một cái hôn in trên môi của cô Bọn họ phát hiện cái vã tuyệt tình như vậy đi qua Nụ hôn thế này lại có thể làm cho bọn họ sung sướng đến tần thân run rẩy. Bảo bối ngoan Anh cố gắng khống chế mình Rời tay khỏi ngực của cô Bà sẽ nói ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút Cô vội mặt vào trong ngực của anh Yên tĩnh mà nhẹ nhàng Thời gian không có cái vã Thật sự là thoải mái khiến cho người ta phát xôn Thủy Tinh à Ừ Chờ đến khi em xuất viện Chúng ta sẽ cùng đi mua đồ dùng Trong nhà chỉ có bốn bức tường Bọn họ lại có thể chiến tranh lạnh Ở trong đó trọng một lần Người khác biết được có thể cười đến chết mắt Được Không nói người nào trả tiền Bởi vì trong lòng nhau đều biết rõ Có bãi mìn không thể dẫm vào Chàng trai giống như Hạ Viễn Hằng Thường ngày có cưng chiều cô đi nữa Thì cũng sẽ có ranh giới cuối cùng của mình Tự nhiên trong lòng cô vô cùng rõ ràng Anh nói lời xin lỗi cũng chỉ vì ngày đó cãi vã lòng cô không vui Nhưng đối với chuyện anh vứt bỏ hết đồ dùng cô mua Anh không hề có một lời xin lỗi nào cả Cô chợt nhớ tới rêu Giật Châu từng nói với cô một câu Chàng trai này Ở trong lòng toàn bộ đều là u ám Còn khẳng định mình đủ ấm áp chứ Cũng vì những lời nói này Cô cố tình mạnh mẽ muốn chứng minh Cô và anh có thể yêu nhau Dù trong lòng đau khổ hơn nữa Cô cũng sẽ không về nhà tìm kiếm sự an ủi Bởi vì cô biết Cô muốn an ủi nơi đó không có Trong sinh hoạt không có chiến tranh lạnh Cuộc sống đích thực trôi qua xuân sẻ hơn rất nhiều Nhưng rất nhiều chuyện đã lặng lẽ thay đổi Tỉ như lúc mới yêu nhau Mỗi ngày bọn họ chỉ có thời gian ngắn ngủi để trông đụng Nắm bắt thời gian yêu nhau còn không kịp Hoàn toàn không có tâm tư Mà để ý đến tới những chuyện khác Nhưng bây giờ thật sự sinh hoạt ở chung một chỗ Lại phát hiện các biệt giữa bọn họ Thật sự không phải chỉ là một hai điểm Hạ Viễn Hằng đối với cô thật sự rất tốt, cưng chiều cô, yêu thương cô, một chút xíu chuyện cũng không nỡ để cho cô làm. Cơm là anh nấu, quần áo là anh giặt, toàn bộ việc nhà đều là do anh làm. Cô ở nhà chỉ duy nhất có một việc phải làm là nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên khi bọn họ ở nhà vào chủ nhật, có thể thường duyên thấy Hạ Viễn Hằng mặc tạp dề lo trong lo ngoài, còn rêu tùy tinh chưa cần thoải mái ngồi ở trên ghế salon dùng máy tính của mình xử lý công việc là được. Có trách hướng phủ nhã và nghe bối bối. Từ sau một lần đến nhà của cô, đèn hồ to hình tượng hạ viễn hằng lãnh cốc, hoàn toàn bị phá hủy. Dù sao, một người con trai muốn che chở chu toàn cho vợ của mình, muốn lãnh cốc, con có thể lãnh cốc đến mức nào đây? Không ngờ có lại kết hôn xuân nhất trong cả ba người chúng ta. Hướng phủ nhã uống nước cam thơm ngon, thỏa mãn trực tiếp ngờ người vào trong ghế sofa. Không có cách nào Phụ nữ có thai có quyền người Không ai có thể phản đối cả Ừ Cô cúi đầu trả lời Loại chuyện như vậy không có gì để hả hê cả Tỷ tinh à Hai người con trẻ như vậy Kết hôn gấp gáp như thế để làm gì chứ Nghe bồi bồi ấy cầm lấy quả táo Được cắt thành từng miếng mà gặm Thật là không nhìn ra Một người u ám như là Hạ Viễn Hằng Lại có thể làm việc nhà vô cùng tốt Nhìn quả táo được cắt giống như tác phẩm nghệ thuật này Cũng không nhẫn tâm mà gặm vào Chẳng lẽ giống như là mấy người ngu ngốc dẫn bóng chạy trước sau Đớp mắt nhìn cái người ngu ngốc đang thỏa mãn kia cô nói Đã như vậy thì bảo cô phải nói sao đây Ánh mắt của Diêu Thủy Tinh chấp chấp vẫn không có cách nào mở miệng Mà cái người bị gọi là ngu ngốc đó cũng không phục kháng nghị Chuyện này thì liên quan gì tới tôi chứ Đều là do cái tên quan thần cực kỳ đáng ghét kia nha mang thai của không phải là chuyện một người Nghe bối bối nhìn bụng của cô nói Cậu cũng đừng nói cậu đơn thần cho rằng mang thai chỉ có đàn ông mới có thể làm là cậu bị hãm hại đi. Rất là tốt. Cô có thể không cần phải lên tiếng nữa. Lời của Diêu Tùy Tinh sắp sửa nói ra lập tức thu lại. Chuyện cô mang thai chỉ sợ không thích hợp công bố vào lúc này đi. Cả cậu tốt rồi. Qua hết kỳ nghỉ hè là có thể trực tiếp lên đại học. Chỉ có tớ bi thảm. Phải đi làm thiếu phụ luống tuổi có chồng nha. Hướng phụ nhã buồn bực liều mạng rót nước trái cây. Hương vị trái cây thật là không tầm thường. Hạ Hà Viễn Hằng thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi đi. Nếu như nét mặt của cậu buồn bã hơn một chút Thì chúng tớ có thể tin rồi nhé Nghe bối bối không hề thách khí Mà vạch trần lời nói của người khác Là thật mà Hạ Viễn Hằng lúc này từ trong phòng bếp đi ra Cầm áo khoác sắt ở một bên lên Rồi xoay người nói với siêu thủy tinh Anh đi làm Cơm cũng đã làm xong rồi Đốc ăn chỉ cần hầm lại Nhớ cẩn thận cào nóng đó Hai tiếng nhịn cười đồng thời vang lên Hạ Viễn Hằng trực tiếp bỏ qua như không nghe thấy hôn một cái nên trán của vợ. Buổi tối gặp lại. Mãi cho đến khi anh đã đi thật lâu, thì tiếng cười của hướng vừa nhã và nghe bối bối cậu chờ dừng lại, vừa cười vừa nói. Tỷ tinh à, cậu thật đúng là có kỹ thuật thuần hóa chồng nha. Giáo về hạ viễn hàng làm việc nhà, vẫn còn có thể đẹp trai như vậy thật sự là không có công lý mà. Tỷ tinh à, hai người thật sự thật là hạnh phúc đó. Đẹp trai ư? Cho tới bây giờ cô chưa từng cảm thấy diện mạo của anh đẹp trai. Trong mắt cô chỉ thấy kỳ lạ Hạnh phúc ư ừ. Có lẽ trong mắt của người khác Bọn họ nói là hạnh phúc Có điều hạnh phúc chân chính Mãi mãi cách tưởng tượng là một khoảng thời gian rất dài Bởi vì trong cuộc sống Luôn luôn là tràn đầy mâu thẫn Hạ viễn hằng Sắc mặt của cô đặc biệt tái nhợt che miệng nghiêm nghị nói Anh bẩn quá Khó người chết mất Mau đi tắm đi Hạ viễn hằng nằm ở trên giường Mệt mỏi đến nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích mấy ngày nay mỗi ngày tay đều không ngừng cơ động, càng ngày càng không ngừng bận rộn thao dỡ thay đổi linh kiện xem như tiền lực của anh tốt hơn nữa thì cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi anh muốn để dành tiền bởi vì tương lai sẽ đến ngày sinh cục cưng ra sữa bột tả đều phải dùng đến tiền cho dù gần đây chú tiền nói anh liều mạng đến nguy hiểm nhưng cũng không liều không được anh không còn là người không có gì vững bận nữa anh đã có gia đình rồi dù gia đình này làm anh mệt mỏi càng ngày đi chăng nữa Anh cũng cảm thấy là đáng giá Có điều nếu như có thể để cho anh ngủ một giấc thoải mái Thì anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn Vợ à, anh ngồi dậy giải tắm Anh kéo cái chăn đang được sắp xếp chỉnh tề qua Muốn vui đầu vào ngủ một giấc Mới là không được, mau đi tắm ngay bây giờ đi Còn nếu anh từ bên ngoài về Tắm không tắm, quần áo cũng không thay đã nằm lên giường Hiện tại cả ga giường và chăn cũng phải đi giặt rồi Nhanh lên một chút Vợ à, Chồng của em rất là mệt mỏi Xin em hãy ngoan ngoãn một chút đi Ngay cả sức mơ mắt anh cũng không có vẫn chỉ còn muốn anh làm việc chứ Chuyện trọng đại gì Cũng để anh tỉnh ngủ rồi hãy nói đi Nhìn anh mệt mỏi Cô rất muốn là một cô vợ biết quan tâm để cho anh ngủ Nhưng mà nhìn một chút nào cũng là không nhìn được Này này Hạ Viễn Hằng Cô đưa tay chọc chọc bờ vai của anh Thật là cứng rắn Người đàn ông này dáng dấp vì sao lại rắn chắc như vậy được cơ chứ Ừ Chúng ta thuê một người giúp việc thao giờ có được không? Có người giúp việc một tay thì anh cũng không cần phải cực khổ như vậy. Phải lo toan ở trong nhà, lại phải làm việc ở giường. Mà dù cho đến bây giờ, cô vẫn không biết công việc như vậy có tiền đồ gì đáng nói cả. Hạ viễn hàng giống như là bị đất đá rụi tỉnh, mở to mắt đứng dậy. Tốc độ cực kỳ nhanh, kéo vào chân ở trên giường ra giường, ngay cả bao cuối cũng tháo ra, ném toàn bộ vào trong máy giật rồi sau đó mở cửa vào tắm đi vào đóng cửa lại. Làm ra một động tác không tới 5 phút, quả thật là được huấn luyện nghiêm chỉnh mà, nhưng sắc mặt của anh vô cùng, vô cùng tệ, cho nên trong khoảnh khắc đó, tâm trạng của Diêu thị Tinh trở nên không tốt. Bọn họ không có chiến tranh nóng, cũng không có chiến tranh lạnh. Bọn họ giống như rất nhiều đôi vợ chồng, cùng chung sống mấy chục năm, đi qua trong bình thản khác thường. Diêu thị Tinh không biết bọn họ như vậy có tính là bình thường không hình như giống chung với nhau mới phát hiện thì ra rất nhiều chuyện không biết Tỷ như hạ viễn hằng mệt mỏi thì tính khí rất xấu anh sẽ không đặt xúc xấu đó ở trên người của cô nhưng anh sẽ vô cùng im lặng Tỷ như cô thật sự thật sự càng ngày không chịu nổi công việc này của hạ viễn hằng tay của anh luôn luôn không rửa sạch mười dầu máy mỗi lần người đều làm cho cô muốn ái. có thể liên quan đến việc cô mang thai đặc biệt nhạy cảm đối với mùi vị Trước kia không hề cảm thấy có chuyện gì Bây giờ đều luôn phóng đại lên vô số lần Tính tình của cô cũng càng ngày càng xấu Cấp độ dễ tha thứ Đối với mọi chuyện trở nên cực thấp Có lúc hoàn toàn không có cách nào khống chế được bản thân Cô bắt bẻ anh Cuộc sống cũng được Công việc cũng được Không thích anh cứ cả đời như vậy Chẳng lẽ anh thật sự dự định Dùng toàn bộ thời gian sống của mình Đều lãng phí ở cái sở xe nhỏ kia sao Một lần, hai lần Rốt cuộc Hạ Viễn Hằng không nhẫn nhịn được nữa. Dường như càng ngày bọn họ lại càng dễ dàng cãi phá, một chút xíu chuyện nhỏ cũng có thể khiến cho bọn họ cãi phá. Anh có thể đổi một công việc khác được không? Đợi cái nào đây? Đến nhà ăn, chạm xăng dầu, hay làm công nhân xây dựng. Anh có thể suy nghĩ một chút không? Thể diện hơn, thể diện. Đúng, những lời này mới là trọng điểm đi. Hạ Viễn Hằng, chúng ta đang nói chuyện đến công việc của anh, xin anh không rời tiêu điểm đi có được không hả? Công việc của tôi lại chọc tới chỗ nào Của công chúa Diêu rồi sao Một cô công chúa Diêu lập tức làm cho cô phát bực Trước kia anh cũng gọi cô là công chúa Diêu Diêu rằng ngọt ngào Bắt đắc sĩ công chúa kêu Diêu Lòng của cô chỉ là tràn đầy vui sướng Nhưng bây giờ cô lại càng không vui nổi Cô biết anh cố ý gọi cô như vậy Là để chăm chọc cô Hạ viễn hàng Anh có thể không nói chuyện như vậy có được không hả Nói chuyện như thế nào chứ Diệu cực Lại còn có cả kề khô không phải anh đã thành thạo rồi sao nếu như cô tôn trọng hơn một chút đối với công việc của tôi công việc của anh như vậy muốn tôi tôn trọng hơn ư đúng là như vậy diều thủy tinh lấy lòng của cô xem thường công việc của tôi hay có thể nói rằng cô xem thường con người của tôi nếu như tôi xem thường anh cũng không kết hôn với anh cho nên lúc trước là biết người không rõ sao lời giận lập lờ tức xông lên từ khi cô biết anh tới nay thì cảm xúc sao động là mãnh liệt nhất nếu không như phải vì đứa bé này thì tôi hoàn toàn sẽ không Sẽ không như thế nào Sẽ không kết hôn sao Cô hối hận rồi có đúng không hả Hối hận phải là anh chứ Có phải hay không anh ngày ngày đều nghĩ đến Nếu như không có đứa bé này Thì anh cũng sẽ không Diệu thủy tình Tôi nhắc nhiều cô nói chuyện phải có trường mực Sắc mặt của anh lập tức trầm xuống Cô biết rất rõ anh quan tâm đứa bé này vô cùng Và yêu cô tới cỡ nào Cô phải nói ra lời như vậy Anh có thể dễ dàng tha thứ cho tất cả tùy hướng của cô nhưng lại không thể nào chịu đựng được lời nói này tranh cãi lại đi qua không có một chút ý nghĩa nào cả ai nghĩ mình cần phải được yên tĩnh một chút cửa chính được đóng lại tuyên bố của cái vã này kết thúc diều tùy Tinh ngồi ở chỗ đó tay nắm thành quyền là ai nói bọn họ cũng không nên cãi nhau chứ nhưng bây giờ nhìn bọn họ dường như mỗi ngày đều muốn cái vã một chút xíu chuyện nhỏ cũng có thể làm cho bọn họ cay chiến Tại sao lại trở thành bộ dạng này Thật ra thì khi mới bắt đầu Anh thật sự nhẫn nại đối với tính tình của cô Biết cô có cục cưng Công việc cũng mệt mỏi Tâm trạng không tốt là chuyện rất tự nhiên Anh cũng cố gắng hết sức Để con cái vã với cô Nhưng từ khi nào thì bắt đầu Anh và cô lại đối chọi gay gắt như vậy Đúng rồi Ấy là lần cô bảo trợ lý tử Đổi cho anh một công việc khác Một công việc ổn định một chút Thể diện một chút Ngày ấy nói cho anh biết bảo anh đi xin nghỉ việc nét mặt của anh nhìn cô cô vĩnh viễn sẽ không quên được dục vọng kiểm soát của mình là quá lớn có phải hay không không sai cô vốn chính là một người như vậy đối với người mình quan tâm hoặc là chuyện gì cô đều muốn khống chế nhưng cô làm như vậy thì có gì là không đúng chứ chẳng lẽ anh thật sự quyết định cả đời là một người thợ sở xe sao cuộc đời cô không thể nào chấp nhận được một tư tưởng không có chí tiến thủ như vậy người khác như thế nào với cô mà nói không có một chút quan hệ nhưng là anh cô lựa chọn người đó cô hy vọng anh có thể có tương lai tốt hơn thì có lỗi lầm gì đây độc yêu có thể cái gì cũng không muốn cái gì cũng không để ý chỉ cần người đó đối tốt với cô là được nhưng bây giờ bọn họ đã kết hôn ngoài nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến đứa bé suy nghĩ một chút đến tương lai chứ nếu như anh vẫn tỏa rõ thái độ là không tốn một phân tiền của cô như vậy thì chính anh sẽ phải cố gắng hơn cô có thể giúp gì được đây tùy tình à con và cha con quá giống nhau làm người yêu của hai người đều cực là khổ tiếng thở dài của mẹ vang lên bên tai cô đó là vào ngày trước khi kết hôn mẹ cô vớt tóc của cô nhẹ nhàng nói như vậy thì không tốt sao ạ à? mãi mãi luôn là các người quyết định cái gì tốt nhất cho đối phương nhưng lại quên hỏi đối phương có muốn như vậy không cô là một con người như vậy sao Kết thúc cuộc họp nặng nề Rõ ràng phải bảo tài xế Lái xe trực tiếp về nhà Nhưng cô đột nhiên muốn đi thăm anh Mỗi ngày cãi vã mệt mỏi như thế Thật sự rất nhớ loại hạnh phúc đơn giản trước kia Cô bảo lái xe Lái thẳng đến chỗ anh làm việc Chỉ muốn nhìn thấy anh mà thôi Nhưng cô thật sự không ngờ Sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy Tay chuẩn bị mở cửa xe ra cứ cứ đứng đờ lại đó Vẫn là cô gái trẻ dịu dàng đó Cô ta cười ngọt ngào như vậy nhìn chồng cô còn Hạ Viễn Hằng, mặc dù vẫn rất là bình tĩnh, nhưng cô có thể nhìn ra trên mặt anh là sợ nhẹ nhõm. Đúng, là nhẹ nhõm. Đó là về mặt nhẹ nhõm đã lâu cô không thấy. Bắt đầu từ lúc nào, anh ở bên cạnh cô, nhưng không thể thoải mái nữa chứ. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, quan tâm và vui vẻ thể hiện rất rõ trên mặt của cô gái kia. Mặc dù Hạ Viễn Hằng vẫn không nói gì, nhưng lắng nghe rất là nghiêm túc. Cô nhìn thấy cô gái trẻ đó đưa cho anh một chiếc bình giữ nhiệt mà anh rõ ràng đã nở nụ cười anh lại có thể cười sao người con trai nhà hạ viễn hàng lại cười trước mặt của cô ta bộ rằng anh nhận lấy cái bình giữ nhiệt đó có thể xem là dịu dàng cô giữ chặt cửa xe chặt đến mức dao của cô nổi lên màu trắng chặt tới mức truyền đến sự đau đớn vô cùng nhưng cô không hề có cảm giác cô chỉ là nhìn anh như vậy giống như là không biết anh một hồi lâu sau cô bình tĩnh mở miệng chú bình à Phiền chú lái xe Dạ vâng, tiểu thư Hôm nay lại chọc giận cô rồi sao Hạ viễn hàng bước xuống xe máy Cẩn thận giữ bình giữ nhiệt trong tay lên Anh thật không phải là một người chồng tốt Mỗi một câu của cô đều muốn đối chọi Biết rất rõ bây giờ cô mang thai vô cùng vất vả Lại luôn luôn không nhường nhịn cô Không phải mới bắt đầu anh đã quyết định Muốn cho cô tất cả những thứ tốt nhất trên đời hay sao Bởi vì cô Bởi vì cục cưng Anh có thể từ bỏ tất cả anh lỡ lời Nhất định cô cũng tức giận cũng khổ sở đi Nghĩ tới cô gái anh yêu Tính cách quật cường như vậy Tức giận chỉ biết một mình chịu đựng Không nói một lời nào Anh phải khống chế tính tình của mình Không được nổi giận với cô Ba chân bốn cẳng Anh nhanh chóng leo lên cầu thang Sau khi mở cửa phòng nhìn thấy cô gái Kho tính kia Đang ngồi yên tĩnh ở trên ghế salon mà xem tivi Anh chắc chắn là làm cô giận không ít chứ nếu không một cô gái trước giờ không bao giờ lãng phí thời gian xem tivi. Tối nay lần đầu tiên ngồi trước tivi ư. Về sau anh nhất định, nhất định sẽ không cãi nhau với cô. Nếu như cô nói ra lời nói anh không thích nghe, vậy thì anh lập tức ôm cô vào trong ngực liều mặn mà hôn. Làm cho cái miệng nhỏ của cô ngoài rên rỉ ra, thì sẽ không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào khác được. Biện pháp này cũng là không thể. cho kia vì sao anh lại không nghĩ ra được nhỉ? tùy tình bảo bối à? Anh đi tới ôm bà vai của cô Cảm giác cơ thể của cô cưng cứng một chút Đúng thật là Còn là đang tức giận Anh giơ cái bình cẩn thận mang theo lên Em xem đi Anh mang cái gì về này Ánh mắt của cô lóe lên, lên một cái Khi nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt đó Là cháo gà đó Mở nắp đậy lên Cháo gà nhẹ nhàng khoan khoái óng ánh màu vàng Hương nồng ảm đạm Khi nóng lợn lở bay lên Làm cho mùi thức ăn mỹ vị kích toán trong không khí không cần nếm chỉ cần người thôi cũng biết món chán cào này thể hiện rõ bao nhiêu tâm tư cô cúi đầu nhìn hương thơm cháo gà xông vào trong mũi vẫn im lặng như cũ anh sẽ đi lấy cái bát múc tới cho em đặt bình dưỡng nhiệt ở trên bàn anh định đến nhà bếp lấy bát hạ viễn hằng có chuyện gì thế anh cho rằng tôi sẽ ăn sao em có ý gì đôi mắt của anh chật lén lên lại đổi ra mặt như vậy giờ này tôi không thèm uống diêu thủy tinh làm sao anh cho rằng tôi có thể thích tướng như vậy chứ Đưa tay cầm cái bình giữ nhiệt trái mắt đó lên Cô dùng xúc ném xuống mắt ầm một tiếng vang lên thật lớn Bình giữ nhiệt vỡ tung ra thành nhiều mảnh vụn lẫn lộn Cháo gà vàng óng ánh hắt đầy mặt đất Ở trên sàn nhà vàng nhạc lại càng bắt mắt hơn Cô cười lạnh Nó cũng xứng sao Diều thị tình Anh cho em một cơ hội nói lời xin lỗi Con người đen nhánh ở trong mắt anh Nở lên một trận bão táp Nói xin lỗi ư? Tại sao tôi phải nói lời xin lỗi chứ Cô chỉ vào anh mà lớn tiếng nói Hạ Viễn hàng, Anh bảo cút cho tôi phải cút đi thật ra Mang theo thứ đồ ăn thứ phẩm tấp kém của anh Cùng anh biến mất đi Tôi vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy kê tầm rồi Anh cắn răng nghiến lợi nắm tay thành quyền Càng nắm lại càng chặt Chặt đến mức cân xanh như muốn bật ra Cơn tức này làm sao cũng không nén xuống được Xoay người nện vào vách tường một cố đấm Diêu Thủy Tinh Cô gái như cô thật là không có tim phổi Cô xem thường tôi Xem tưởng tôi để cho cô làm tất cả Thì cô cứ thấy ôm lấy thân phận cao quý kia của cô đi Giống như là lại không chịu đựng cô thêm được nữa Không chịu đựng được căn phòng này Anh ngang ngang bỏ đi một lần nữa Cô đứng ở nơi đó hít thở thật là sâu Cháo cả hát ở trên mặt đất đã sớm và lạnh Động lại giống như trái tim lạnh lẽo của cô vào giờ phút này Cô cần phải tỉnh táo lạnh Cô không thể mất kiểm soát được nữa Cô là rêu thủy tinh luôn luôn bình tĩnh Cô là rêu thủy tinh như thế nào cũng không nổi giận đó. Lý trí quan trọng hơn so với tình cảm. Đây chính là điều cô đã học được từ nhỏ. Nhắc lại cảnh cáo trong lòng mình nhưng là vô ích. Cô hét lên một tay nhấc chiếc điều khiển tivi từ xa trên bàn. Hùng hăng đập bể cái tivi vẫn đang chiếu chủ đề vui vẻ. Nửa giờ sau, cô đứng giữa phòng khách bình tĩnh nhìn xung quanh. Một đống hỗn độn, nơi nơi bị săn bằng. Rất tốt, cô rất hài lòng. Căn phòng nhỏ cô từng yêu quý Tất cả những thứ có thể đập bể Cô đều đập bể tới mức nát bấy Còn thứ nào không thể đập bể Thì cô từng nhát từng nát cắt bụng Đưa tay đèn nén cảm giác Đau đớn âm ỉ ở bụng Cô lấy điện thoại từ trong di động tôi xách ra Trợ lý tử Bây giờ chúng ta đi Đài Nam Đúng, ngay lúc này Mỗi phút sau, tôi muốn tài xế đợi ở dưới lầu Nhớ là chỉ có 10 phút nữa Anh không thể tìm được cô Không thể nào tìm thấy được Công ty siêu xa Tất cả mọi người cũng không biết nơi cô đến Chọn ba ngày anh cái gì cũng không làm được Cả ngày lẫn đêm đi khắp mọi nơi để mà tìm cô Đi khắp tất cả những nơi bọn họ đã từng cùng nhau đi qua Nhớ lại những hồi ức ngọt ngào vui vẻ hạnh phúc Giống như là kim châm vào trong lòng của anh Rốt cuộc tại sao bọn họ lại đi đến một bước như thế này Rõ ràng là yêu nhau Tại sao lại muốn tổn thương nhau lẫn vậy Anh tìm cô đến mức phát điên lên rồi Không ngủ không nghỉ mắt chịu đựng đến nỗi đau bừng nhưng vẫn là không thể tìm được cô như thế nào cũng là không tìm thấy ngày thứ hai sau khi bọn họ cãi nhau anh về nhà nhìn thấy mảnh vụn đầy mặt đất rõ ràng tức giận như vậy nhưng anh vẫn còn lo lắng xem cô có thể không cẩn thận bị tổn thương chính mình hay không tính tình của cô thật sự đúng là không tốt anh thật không hiểu tại sao rêu tụy tinh lại tức giận như vậy anh mang cháo gà về cho cô rõ ràng là vì muốn cầu hòa vì cầu vị của cô vẫn luôn rất tệ. Anh vô cùng lo lắng, nên đã có ý nhờ tiếm tiền giúp một tay, hầm giúp anh một nồi cháo gà. Lúc tiền vân tâm sao cho anh còn nói cho anh những kiến thức, làm sao để chăm sóc cho phụ nữ có thai mà tiếm tầm đã sẵn dò. Anh cầm bình giữ nhiệt hy vọng cô không còn tức giận, nhưng ai biết lại đổi lấy một trận báo tháp như vậy. Anh nghĩ lại, tiếp theo phải thôi cãi nhau, thôi chiến tranh lạnh, không thèm nhìn nhau. Nhưng anh không nghĩ tới đã không còn thấy tâm hơi của rêu thủy tinh. Gọi điện thoại cho cô, luôn luôn là không thể liên lạc. Đến nhà của cô cũng là nơi quản gia trả lời máy móc. Thật xin lỗi hạ tiên sinh, tiểu thư chưa có trở về. Trong cái nhìn đắng tìm đống nghe bối bối, cô ấy lại hỏi thẳng anh. Thủy tinh ư, ừ, không phải là đi cùng với anh sao? Lâu rồi em cũng chưa thấy cô ấy nha. Đến công ty thì người tiếp tân quay lại lặp lại. Thật là xin lỗi, hôm nay tiểu thư Diêu không đến công ty. Làm sao lại thành ra bộ dạng này Anh ao não đấm vào trong xe Hận là không thể giết chết mình Anh luôn nói với bản thân mình Là cần phải nhẫn nhịn sợ nóng này xuống Anh không được gây khổ với cô nữa Nhưng tại sao lúc nào cũng bị kích động Của cô làm cho bộc phát Còn cô tính tình sắn rải khí khái mạnh mẽ như vậy Bọn họ còn tiếp tục như thế này Thì chỉ biết phá hủy lẫn nhau Ngày thứ ba Hôm nay đã là ngày thứ ba Trước kia dù cái vã như thế nào cô cũng sẽ không biến mất không thể tìm thấy. Diêu Thủy Tinh là một cô gái rất lý trí. Cô không làm được chuyện bỏ nhạt trốn đi, cũng không vụ trộm đi làm. Vậy thì có phải cô đã xảy ra chuyện gì hay không? Cô có bị thương, là mình bị thương hay không? Càng nghĩ thì anh lại càng cảm thấy hoảng sợ. a à, ngà. Tiền Văn Tâm ở xa nhìn thấy Hạ Viễn Hằng đang nằm ở trên xe, thì lập tức lo lắng chạy tới. Ôi trời ơi, tay của anh che máu kìa, là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Cô đưa tay muốn kéo tay quả anh qua Nhưng Hạ Viễn Hằng lại lạnh lùng hắt ra À ngà Đến tốt cùng là như thế nào Mấy ngày nay anh không đến dùng Còn điện thoại cho anh cũng không nhận Bà và em đều rất là lo lắng cho anh đó Cho nên ngày hôm nay cô đặc biệt đến nhà tìm anh Lại nhìn thấy anh đang ở dưới lầu Bộ dạng này của anh So với bộ dạng lúc gặp chuyện không may năm đó Là giống nhau như đúc Khiến cho cô thật sự là vô cùng sợ hãi Cô có thấy cô ấy không? anh thì thào nói nhỏ vô cùng thống khổ là ai tùy tình vợ của tôi không có sắc mặt của tiên trầm vân trầm xuống cũng mau chóng khôi phục lại sự bình thường không tìm thấy cô ấy sao cả người này có phải mấy ngày nay đều ở đây tìm cô ta không nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh lòng của cô ấy cũng đau đớn à ngà để em giúp anh băng bó có được không nếu không xử lý thì tay của anh sẽ hỏng mất nhìn vết thương xanh xanh đỏ đỏ vẫn còn tiếp tục chảy máu trên mô bàn tay của anh. Vết thương mới, vết thương cũ, rất rõ ràng rằng anh không để ý tới. Tội gì anh phải hành hạ chính mình như vậy cơ chứ? Cô ta vốn cho rằng, anh kết hôn thì có thể tìm được hạnh phúc của mình. Coi như lòng của cô ta mất mát, nhưng chỉ cần anh vui vẻ, cô ta cũng sẽ vui vẻ theo. Nhưng cô ta không nghĩ tới, hôn nhân của anh lại là cái bộ dạng này. Bọn họ kết hôn vẫn chưa tới 2 tháng. Về mặt của A Hằng càng ngày càng lạnh nhạt, một người ở đây chìm đắm trong tình yêu sẽ có vẻ mặt này sao rêu thủy tinh rốt cuộc là đã làm những gì vì sao lại còn tổn thương tại a hằng như vậy a hằng vĩnh viễn không để ý tới sự quan tâm của cô ta xoay chìa khóa trên xe máy anh muốn đi tìm cô chỉ cần không thấy cô thì anh vĩnh viễn cũng không thể an tâm được a hằng à bây giờ bộ dạng của anh như thế này làm sao có thể lái xe sẽ xảy ra chuyện gì đây tiền vân tâm kéo cánh tay của anh không để cho anh đi đâu hết. Mở tránh ra. Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta. Không được. Cô gái trẻ luôn dự dàng hiếm khi cô chấp nói. Anh cần phải đến bệnh viện. Rồi sau đó ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Đêm đến bà, lập tức buông tay. Không. Trở về hôm nay anh chạy qua người của em. Nếu không em cũng sẽ không buông tay. Cô ta cho rằng anh không dám sao? Không có rêu thủy tinh ở bên người. Chuyện gì anh làm không được chứ? Khởi động chân ga quyết định xuất phát. Cụm diện bế tóc của bọn họ bị một chiếc xe thể thao từ từ xa đến gần phá vỡ. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Người đang ngồi ở bên trong không phải là Diêu thủy tinh thì là ai đây? Cô lặng lặng ngồi ở đó, nhìn cánh tay của tiền vân tâm kéo anh, miệng nhếch lên thành một nụ cười như hoa mà lạnh lẽo. Thủy tinh à? Hạ viễn hàng nhìn thấy người ngày đêm mình tìm kiếm xuất hiện ngay trước mắt, mở to hai mắt giống như là không thể tin được. Một giây kế tiếp, nhìn thấy một người đàn ông nhẹ nhàng mà nguy hiểm từ ghế lái bước ra ngoài đó là một người đàn ông có dáng vẻ ngang tàng rất là ngông cuồng toàn thân tàn ra hơi thở không kiềm chế được anh ta nghiêng nghiêng nước mắt nhìn về phía bọn họ trên môi nở ra một nụ cười ý vị sâu xa đi tới bên cửa xe của rêu thủy tinh mở ra rồi đưa tay cho cô hạ viễn hằng nhìn thấy bàn tay của rêu thủy tinh đặt vào lòng bàn tay của người kia thì mạch mẫu ở trong đầu vỡ ra một cái anh bước xuống xe sẽ bước đi tới chỗ của bọn họ Cẩn thận một chút Người kia đỡ cô xuống xe Nhưng bàn tay cũng không ngoan ngoãn Mà đặt ở hồng cổ cô Đó là nơi duy nhất chỉ thuộc về anh Hạ viễn hằng đi tới Ngay cả một câu cũng lời nói Trực tiếp ra tay nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Cánh tay của anh lại bị rêu thủy tinh ngăn lại Mau dừng lại Rêu thủy tinh, em tránh ra Người nên tránh ra là anh, Hạ Viễn Hằng Tôi và anh đã sớm không còn lời nào để nói nữa được rồi Tinh à, em vẫn nên cẩn thận cơ thể của mình. Nụ cười ở trên mặt người đàn ông trong mắt của Hạ Viễn Hằng cực kỳ đáng ghét. Em bị mất tròn ba ngày, là cùng ở chung với tên đàn ông này sao? Dĩ nhiên, đúng. Lời nói của Diêu Thủy Tinh lạnh lùng, cắt đứt lời nói chờ hết của người đàn ông ra lệnh cho anh ta. Anh đi trước đi, em nói anh đi trước đi. Cô cất tiếng bình tĩnh giọng nói trở nên kiên quyết. Tôi được rồi, đừng quên cái người xấu tính kia. Anh ta nhún nhún vai, mở cửa xe đi vào, rồi sau khi khởi động kéo đầu ở bên cửa xe nói tiếp. Đừng quên giáo hội buổi tối, nhớ phải mang cái lắc tay anh tặng em lần trước đó. Chiếc xe xe thể thao khởi động rồi tăng tốc nhanh, chỉ cần mấy giây đã nhanh chóng biến mất trong ánh mắt của mọi người. Hắn ta đi rồi, em mới có thể nở lòng tay sau Hạ viễn hàng cơ lạnh, thế nào anh cũng không nghĩ tới. Vì bảo vệ một người đàn ông khác, Diều Thủy Tinh sẽ cầm lấy tay của anh như vậy sử dụng hết toàn lực còn anh lại càng vô dụng hơn vậy mà không bỏ được yêu thương cô không dám dùng lực để hất tay cô ra hạ viễn hằng mày còn có thể mất dễ thể diện hơn một chút được hay sao trái lại lần này cô buông tay anh ra rất nhanh giống như tay của anh dính vi khuẩn vậy sau đó đôi mắt nhìn thẳng đi tới bên cạnh anh Lúc đi ngang qua người của tiền vân tâm và cả người bên cạnh thì cả khóe mắt cũng lời quét tới cô không thể lại tức giận Cô nhất định cần phải tỉnh táo lại Trở lại cái phòng Bị cô hung hăng đập nát đó Bộ dặn tất cả đều giống như lúc cô rời đi Mạnh vụn đầy đất Không có lấy một món đồ hoàn chỉnh Cô nhìn cũng không nhìn một cái Đi thẳng vào phòng Lấy quần áo treo trong tổ ra Tìm một lễ phục xã hội để mà mặc vào Diêu Thủy tinh Em không có lời gì muốn nói với anh sao Anh vào theo Hận đến cắn răng mà nhìn bóng dáng thanh lệ của cô Phải nói cái gì đây Quay lại đã nhìn thấy một màn kia, lòng của cô lại dâng lên cái loại điên cuồng đau đớn đó. Sự kích động như muốn hủy diệt tất cả, cô không thể lại nếm thử nó một lần nữa. Một lần mất đi sự khống chế là đã đủ rồi. Chọn ba ngày không thấy, ngay cả một câu em nói cũng không có sao. Anh không biết cô thật sự là giận dữ đến đáng ghét như vậy. Nhìn khuôn mặt không có chuyện gì kia, hiện tại anh có một chút hận cô rồi. Chuyện của tôi, không mượn anh xen vào. Anh làm anh như là một đứa ngốc đi khắp nơi tìm em. Em lại còn nói rằng anh không được xen vào sao? Anh cởi áo khoác ra, rồi hung hăng nện nó ở trên mặt đất. Em bảo anh làm sao có thể mặc kệ được chứ? Bắt lấy cô, anh mạnh mẽ hôn. Anh muốn bóp chết cô, cứ như vậy một tay bóp chết trong ngực anh, khiến cô nơi nào cũng không đi được, không để cho cô hành hạ anh như vậy nữa. Nhưng rồi anh lại không nỡ. Đáng chết, anh chính được không nỡ. Không thể làm gì khác hơn là hôn cô, liều mạng mà hôn. Rêu Thụy Tinh tự như bị chọc giận ra sức sãy sụa, cắn môi của anh, đấm bờ vai của anh, bóng tay bấm thật sâu vào da của anh. Nhưng anh không buông cô ra. Anh muốn hùng ác hôn cô như thế, mang theo máu, mang theo sự tổn thương, như thế nào cũng không muốn thả cô ra. Môi còn họ, bọn họ đều bị rách, mùi vị máu tươi hiện ra ở bờ môi lẫn nhau. Cô đã dùng hết sức, toàn thân điên cuồng mà chống cự anh. Cuối cùng anh buông cô ra, bọn họ đều thở hồng hộc, giống như hai con dã thú bị thương mà nhìn chằm chằm đối phương. Hạ Viễn Hằng, đừng làm cho tôi hận anh. Một câu nói hoàn toàn đã kích anh. Thì ra anh làm tất cả lại khiến cho cô hận. Bọn họ rốt cuộc tại sao phải đi tới mức độ như ngày hôm nay vậy chứ? Diêu tuyệt tình thấy anh không nói một câu. Cũng rất khoát không tìm lễ phục nữa. Dù sao chỉ cần có tiền, thì đi nơi nào cũng có lễ phục. Cô đi tới trước bàn hóa trang kéo ra ngăn kéo, lấy ra một cái hộp trang sức nhà xanh xắn, Nhãn hiệu in trên chiếc hộp kia làm cho anh đau nhói mắt Cô đưa tay Cờ chiếc lắc bằng thủy tinh vận đeo Ở trên cổ tay của mình Lại cạch một tiếng Cái lắc rơi xuống ở trên mặt bàn Còn người của anh chợt co rút lại Có thích không? Thích Vậy thì mang theo đi Em mãi mãi không lấy xuống có được không? Về sau có cái tốt hơn Cũng không muốn lấy xuống sao Tốt hơn nữa cũng sẽ không được với nó Chuỗi lắc tay kim cương sáng lóng lánh xanh quý rực rỡ đeo lên cổ tay của cô, làm nổi lên da thịt trong suốt như ngọc của cô. Thế ra thế giới của cô chính là như thế, trang sức đắt tiền, lễ phục lộng lẫy. Vậy mà anh lại cho rằng, cùng cô ăn một bát mì do anh nấu đã là hạnh phúc. Trên cái thế giới này có một từ gọi là không sống. Anh đã học được hiện thực, tới bây giờ mới có thể hiểu được mình là ngu ngốc như thế nào. Nhìn chuỗi vòng tay màu tím đia, đó như một chiếc bàn là lật ngược đâm vào trong lòng làm anh nóng bỏng. Đến lúc này anh cũng không chịu được nữa. Xong tới, mở tay nhấc chuối lắc thủy tinh ở trên bàn, rồi mở cửa sổ dùng sức ném ra ngoài. Móng tay của gieo thủy tinh, hùng hăng đâm vào lòng bàn tay của mình. Loại đau nhói đó khiến cho cô có thể cố gắng giữ tỉnh táo. Bụng càng đau càng lúc càng rõ ràng, nhưng cô lại lựa chọn xem nhẹ. Cô không thể được yêu thế trước mặt của anh, tuyệt đối là không được. Xoay người đi ra ngoài, Nơi này quá mức áp lực Làm cho cô sắp hít thở không thông Diêu thị tình Tay kéo cửa chính ra dừng lại một chút Tại sao? Tại sao lại phải như vậy? Cô cất tiếng cười lạnh nói Bởi vì chúng ta không thích hợp Tính cách của bọn họ đều quá mạnh mẽ Mà cô cũng hoàn toàn không thích hợp để có gia đình Mãi cho đến ngày hôm nay cô mới nhận thấy rõ điểm này Từ khi bắt đầu Tức khắc đã là sai lầm rồi Bọn họ không nên quen biết không nên yêu nhau, càng không nên kết hôn. Sai lầm, tất cả đều đã là sai lầm rồi. Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi. Đứa bé đâu? Chúng ta chỉ có một đứa bé. Có lẽ đứa bé này cũng hoàn toàn là không nên tồn tại. Đứa bé do hai người bọn họ sinh ra sẽ có tính tình như thế nào đây? Cuộc sống của đứa bé đó có lẽ sẽ phải rất là cực khổ đi. Em nói cái gì hả? Em nói lại một lần nữa đi. Anh nắm vào vai của cô lên người của cô mà gào thét. Tôi nói rằng đứa bé này cũng hoàn toàn là không nên cầm miệng cầm miệng em đừng ép anh giờ thủy tinh nếu nhanh mất đi không chế thì sẽ không biết như thế nào nữa đâu anh lớn tiếng nói giống như sợ mình sẽ tổn thương tới cô bất chợt anh buông cô ra rồi mở cửa chính và đi ra ngoài lại một lần nữa anh đi trước hình như cô luôn phải ép anh đi thì mới có thể can tâm nhưng lòng của cô có thể đừng đau như thế này nữa hay không nếu như có thể không yêu thì trái lại thật sự chính là hạnh phúc người như cô vốn dĩ là không nên yêu làm người khác tổn thương lại tự tổn thương tới chính mình chỉ có một chuyện như vậy cô đã hận không thể hủy diệt được toàn thế giới bên đó anh không có cảm giác gì với cô gái kia nhưng cô lại không chịu nổi khi anh nhìn cô gái khác một cái chỉ là như vậy cô đã muốn nổi điên cô muốn giết anh thật sự giết chết anh như vậy thì anh sẽ vĩnh viễn, viễn ở lại bên cạnh cô yêu đến muốn chết tình cảm như vậy thật sự là quá đáng sợ Cô phải để cho chính mình tỉnh táo một chút Lần đầu tiên trong đời yêu ớt mà chạy trốn như vậy Đi đến Đài Nam Muốn liều mạng vào công việc để quên đi trận cai phá Nhưng vẫn là không thể nào quên được Dù vô tình gặp lễ nhị Trác, Cô không thể khiến cô vui vẻ hơn một chút nào Trong đầu trong lòng cô Đều là hình ảnh ngày đó Anh và Tiền phân tâm nói chuyện Mỗi một lần nghĩ đến Cô lại có kích động muốn giết người Thể ra trong lòng cô Cô chấp đà thương người như thế thì ra bọn họ thật sự là không thích hợp Bụng cổ cô đau Càng ngày càng rõ ràng Từng chút từng chút chất lòng nóng trực hiện ra Cô cúi đầu nhìn thấy màu máu đỏ tươi chảy xuống Làm ơn không được Hơi giúp của cô giống như bị rút sạch nghẹn ngào liều mạng ôm bụng của mình Như là muốn giữ thứ gì đó lại Cụ cưng à Không nên tức giận Mẹ chỉ là nói lấy con không được đi Ngàn vạn lần là không được Điện thoại di động của cô Điện thoại di động của cô đâu rồi À, nó đang ở trong phòng. Từng bước từng bước một, rời người đến điện thoại ở trên bàn. Nhưng đi cho được mấy bước, cơ thể của cô đã yếu ớt ngã xuống. Máu chảy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Lần này có phải thật sự là không còn kịp nữa rồi hay không? Cuối cùng, cô vẫn không giữ được cái gì cả. Diêu Thụy Tinh nằm ở trên giường bệnh như tuyết, gương mặt tĩnh mịch. Cục cưng của cô nhất định biết, cô không phải là một người mẹ tốt. Nên mới không chịu trở về bên cạnh cô Đó là lỗi của cô Rõ ràng lúc trước ở Đài Nam Cô thường xuyên không thấy thoải mái Nhưng cô đều không để ý tới Toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến mình Đến bây giờ cô đã bị trừng phạt Diêu tiểu thư à Có một vị sưng là tiểu thư Tiền văn tâm đi tới thăm Xin hỏi ngài có muốn gặp hay không Y tá mở cửa phòng bệnh ra Nhẹ giọng tới hỏi thăm Diêu thủy tinh Đôi mắt của cô nhẹ nhàng trước Hồi lâu những câu chữ kia tiến vào trong đầu của cô. Tiến phân tâm tới thật là đúng đúc. Vì vậy cô gật đầu một cái. Cô y tá xoay người lui về phía sau. Để tiền phân tâm đi vào phòng bệnh. Cũng quan tâm đến các cô mà đóng cửa phòng lại. Cơ thể của cô sao rồi? Vẫn là sự rằng như vậy. Quan tâm như vậy. Có phải dường như cô gái như vậy mới thích hợp với anh hay không? Còn cô và anh quá là giống nhau. So ra lại là tổn thương lẫn nhau. Tiểu thư diêu. Đạo lý chuyện của cô và anh A Hằng tôi không có tư cách nói đến. Tiền Văn Tâm nhìn cô gái nằm ở trên giường bệnh. Cho dù là ngã bệnh, dù là nằm viện, nhưng cô ấy vẫn còn cực kỳ thanh lệ, có trách. Mà thật ra cũng chỉ có cô gái như vậy mà có thể làm cho trái tim của A Hằng rung động được. Nhưng tôi hy vọng Tiểu Thư Diêu có thể quý trọng tình cảm của A Hằng dành cho cô. Có một số việc vốn là không cần tôi nói cho cô biết. Nhưng tôi thật sự hy vọng A Hằng có thể hạnh phúc. Nói xong lại cô muốn nói Xong rồi thì đi đi Cô vẫn dịu dàng mà cười Không hại sự lạnh lẽo của cô ấy Cô có biết không Tôi và A Hằng cùng nhau lớn lên từ nhỏ Khi anh ấy còn bé Hoàn toàn không phải là bộ dạng như là hiện tại Khi đó A Hằng rất nghịch ngợm rất đáng yêu Anh ấy luôn bảo vệ tôi Không để cho người khác bắt nạt tôi Nhưng kể từ năm anh ấy 10 tuổi Tất cả đều đã thay đổi Cha mẹ về đi mua quà sinh nhật cho anh ấy lái xe để anh ấy ra ngoài Ai biết được ở trên đường xảy ra tai nạn xe Ba trai ba cái đều mất ngay tại chỗ Chỉ có A Hằng may mắn sống sót Nhưng từ khi đó anh ấy đã thay đổi Anh ấy vẫn cho rằng Anh ấy đã hại chết cha mẹ của mình Mà không chịu tha thứ cho bản thân Anh ấy vốn là một người có bao nhiêu xuất sắc Cô có biết thành tích của anh ấy Đến cỡ nào không Bất cứ thứ gì Chỉ cần anh ấy nhìn qua một lần Thì đều có thể dễ dàng mà ghi nhớ Nhưng thành tích của anh ấy càng ngày lại càng kém hơn cả ngày chỉ biết đánh nhau với một đám côn đồ chúng tôi cũng biết là anh ấy tình nguyện để mình bị người ta chém giết mà cho đến khi anh ấy gặp cô tôi cho rằng cô sẽ mang lại hy vọng cho anh ấy lúc hai người mới bắt đầu đi chung với nhau anh ấy thật sự trở nên vui vẻ hơn rất nhiều nhưng gần đây tôi cảm thấy anh ấy giống như trở về khoảng thời gian lúc bác trai bác cái gặp ra chuyện không may tự tờ rêu à tình yêu không phải là cái tình trạng này yêu một người không phải là muốn để cho người đó được tốt, để cho người đó hạnh phúc hay sao? Tôi cầu xin cô, không cần tiếp tục tổn thương tới A Hàng như vậy. Anh ấy chỉ có một trái tim, không thể nào chịu nổi tổn thương đâu. Diêu tuyệt tinh nhìn cô ta, im lặng không nói. Ngày hôm nay, tôi muốn nhờ Diêu tiểu thư. Xin cô sau này hãy yêu A Hàng thật tốt, hãy làm cho anh ấy hạnh phúc, không được làm tổn thương tới trái tim của anh ấy nữa. Cô nói xong rồi sao? Đúng vậy, nếu vậy thì hãy đi đi. Tiền Văn Tâm nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, sau đó lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng bệnh. Sau khi Diêu Thủy Tinh thấy Tiền Văn Tâm mở cửa thì che mặt lại. Cô mệt mỏi, thật sự là quá mức mệt mỏi rồi. Thể ra như thế nào đi chăng nữa đều là không được. Tại sao u ám trong lòng anh phải do một cô gái khác nói tới cho cô biết? Thể ra đến cuối cùng, bọn họ đều không phải là người kia của nhau, nhất định không có duyên phận nên cục cưng mới rời khỏi bạn họ có phải hay không? Diêu thủy tinh vẫn đắm chìm trong thế giới của mình ngay cả khi cửa phòng bệnh được mở ra một lần nữa cũng không có phát hiện trời ơi thủy tinh à em làm sao vậy lệ nhĩ trác bỏ hoa tươi trong tay xuống bước mấy bước thật là nhanh đi về phía cô ông cô gái phát run ở trên giường bệnh cả người cô đều là lạnh lẽo run dày kịch liệt như vậy Rốt cuộc thì cô đã xảy ra chuyện gì cơ chứ lệ à phải làm sao bây giờ em mệt mỏi thật sự là quá mệt mỏi rồi thì đã đã chạy tới đường cùng rồi. Cô ngừng đầu nhìn anh với gương mặt tuyệt vọng. Tuy tình à, không cần phải đau lòng, em vẫn còn có anh. Lòng của anh đau đớn ôm lấy cô. Quen biết cô nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy cô bi thương đến thế. Anh không đành lòng, không đành lòng nhìn gương mặt như vậy. Đó không phải là siêu tuyệt tinh mà anh biết. Diệu thị tình trong đầu của anh là lạnh lùng yên tĩnh Mọi việc đều lý trí Chứ không phải là cô gái nhỏ Đang ở trước mắt lúc này Khổ sở đến mức toàn thân đều run rẩy. Em chỉ mong Chỉ mong cho tới bây giờ cũng chưa từng quen biết anh ấy Nếu như không có bắt đầu Em cũng sẽ không đau khổ như thế này Lệ à Em không biết mình còn có thể sống tiếp được nữa hay không Ngước mắt Lại nhìn thấy người con trai Đã làm cho cô cực kỳ đau khổ đó Đang đứng ở cửa Trên khuôn mặt là một mảnh chán nản và tuyệt vọng Lệ nhị chắc cũng nhìn thấy hạ viễn Hằng Anh cắn răng Còn bảo nó mày có dám tới sao Đáng chết, hắn ta ném thủy tinh lại rồi bỏ đi một mình. Nếu như không phải buổi tối anh không đợi được thủy tinh, gọi điện thoại cũng luôn không có người nhận. Lo lắng cô gặp chuyện không may nên đến nhà cô, thì có thể ngay cả mạng sống của thủy tinh sớm cũng đã không còn. Đời này anh sẽ không quên. Cô bé nhỏ, anh nhìn lớn lên từ nhỏ, máu mẹ khắp người té ở trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch mà tất cả đều là do người con trai này mang đến cho cô. Lệ à, Diêu tuệ tình đưa tay kéo áo của anh lại Hãy để em và anh ta nói chuyện một chút Nhưng mà một mình Tôi đợi rồi, anh sẽ ở bên ngoài Nhưng mà có việc gì thì lập tức gọi anh Không cam lòng trương mắt Nhìn tên con trai kia một cái Lệ nhị chắc đi ra ngoài Hạ viễn Hằng đi lên phía trước Nhìn cô gái ngồi ở trên giường bệnh đó Tại sao cô lại yếu ớt như thế Suy nhược như thế Trong đầu anh không khỏi nhớ thấy Đêm sinh nhật 17 tuổi của cô ngày hôm đó Cô nhảy vào trong ngực của anh, nở ra một nụ cười trên khuôn mặt tràn đầy ngọt ngào xinh đẹp đến vậy. Em vẫn khỏe chứ? Mở miệng nói, nhưng vì sao lại bất lực yếu ớt như vậy? Lúc này giữa bọn họ, ngay cả thăm hỏi cũng làm cho tim của người ta băng giá như thế hay sao? Đứa bé, đã không còn. Cô bình tĩnh mở miệng, nhìn đôi mắt cổ sở có rút nhanh lạnh. Chúng ta đều không có đủ tư cách làm cha mẹ Cho nên nó mới không quan tâm tới chúng ta Thật xin lỗi đều là lỗi của anh. Nếu như đêm đó không phải anh kích động đi mất, thì cô cũng sẽ không. Hạ Viễn Hằng, xin lỗi đã trở nên vô ích rồi. Đến giờ khắc này, chúng ta đã không thể tiếp tục quay đầu lại nữa. Em có ý gì chứ? Giọng của anh trở nên khô chát hỏi. Anh biết mà, nếu nhất định tôi phải nói ra, vậy thì được thôi. Chúng ta, ly hôn đi. Anh nhìn cô với đôi mắt thâm sâu, u buồn trên mặt đậm tới mức không thể nào tan được. Tôi cảm thấy đó quá đau khổ Chúng ta vẫn là nên chia tay thôi Đã không còn biện pháp nào sao Một cái giá phải trả bằng mạng sống Anh cảm thấy còn có biện pháp gì hả Cô cất tiếng cười lạnh Bàn tay ra sức nắm chặt cả giường Anh giống như không chịu nổi lùi về phía sau mấy bước Một hồi lâu khó khăn mở miệng Nếu đó là ý muốn của em Anh đồng ý Anh không thể tiếp tục ở lại Không còn biện pháp mà nhìn mặt cô Anh sợ mình đợi lâu thêm một chút dù là một giây đồng hồ cũng sẽ không nhịn được ôm cô cậu xem cô không được cách xa anh anh thật sự sẽ làm như vậy thật sự có thể vì vậy anh xoay người đi ra ngoài anh không biết mình đi ra khỏi bệnh viện như thế nào cô không biết mình phải đi đâu à à tiền văn tâm nhìn thấy anh đi vào bệnh viện nên một mực chờ ở cửa cuối cùng thấy anh từ trong bệnh viện đi ra nhưng nét mặt của anh rất là kỳ lạ giống như trên đời này không có gì đáng để cho anh lưu luyến làm cho cô thật sự là vô cùng lo lắng anh không nghe thấy Cô không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa ở trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói chúng ta hãy ly hôn đi ly hôn đi ly hôn đi thủy tinh à chúng ta thật sự cứ như vậy mà chia tay sao chúng ta thật sự là ngu ngốc cho dù là yêu nhau thì cái gì cũng có thể giải quyết nhưng chúng ta lại quên mất mây là mây mà buồn vẫn là buồn mây ở trên trời còn buồn ở dưới mặt đất. Khoảng cách giữa bọn họ rất là lớn. Khoảng cách giữa bọn chúng rất là lớn. Khác nhau một trời một vực, cũng không thể ở chung một chỗ. Chúng ta hoàn toàn không tin ở chung một chỗ. Từ lúc mới bắt đầu đã là một sai lầm rồi. Có lúc chia tay không hay bởi vì không yêu, mà là bởi vì quá yêu, nhưng lại không thể yêu tiếp. Có lúc chúng ta vẫn còn quá trẻ tuổi, có dũng khí để yêu nhau, nhưng không có sáng suốt để ở gần nhau. Từ nay về sau. Cô không thuộc về anh nữa Sẽ không còn cười với anh nữa Sẽ không còn khó chịu coi anh là Hạ Viễn Hằng nữa Anh cũng không thể ôm cô Hôn cô Anh đã mất cô mãi mãi Ngừng trở nên ngột ngạt đau đớn rất chặt Đến mức làm cho anh không thể nào chịu nổi Một ngụm máu tươi cứ như vậy Từ trong miệng của anh phun ra Thế giới của anh lâm vào bóng tối từ đây Lệ nhị trác Nhìn Hạ Viễn Hằng Cửa cũng không đóng lạnh. Hòn bay vách lạc ra khỏi phòng bệnh lập tức đẩy cửa phòng bệnh ra một giây sau mất hết huyết sắc chị tinh à em làm sao vậy cô gái nằm ở trên giường kia sắc mặt của cô so với cái chân ở trên người cô còn trắng hơn cô đã sớm mất đi ý thức chỉ còn nước mắt ở khóe mi vẫn không ngừng chảy ra anh lao tới đầu giường ra giúp chung chung bác sĩ đang chết bác sĩ mau tới đây một trận hỗn loạn vén chăn lên máu tươi đầy giường nhuộm đầy cả da trải giường nhìn mà thấy ghê Bệnh nhân bị thiếu dưỡng khí, huyết áp thấp, mất máu quá nhiều dẫn đến cơn sốc, chuẩn bị dưỡng khí và túi máu mau. Cái ngày cô mở hồ sơ ở trên bàn ra, đó lại là một ngày nắng hiếm có sau khi mấy ngày trời mưa liên tiếp, trời quang mây tạnh rồi. Nhìn xem đi, ngay cả ông trời cũng đồng ý với quyết định của bọn họ. Mở trang giấy mỏng manh ra, trên đó đã ký xong tên của anh, Hạ Viễn Hằng. Cô dõi ngón tay, nhẹ nhàng xa xa lên ba chữ cái kia trên môi dâng lên một nụ cười quái dị. Diều thủy tinh, em là của anh chỉ là của anh. Hạ viễn Hằng, anh là của em, còn em thì vẫn là em. được tất cả đều là của em. anh không bao giờ còn là ai của cô nữa rồi. đưa tay lên cầm bút để ở một bên. từ lúc nào thì hai người thành ra như vậy? cô thậm chí ngay cả hơi sức cầm bút cũng là không có. Diều thủy tinh nét bút vạch xuống muốn dùng hết hơi sức cả người để viết. Từ nay về sau nam cưới vợ Nỗ lấy chồng đều không liên quan Tuyệt tình biết bao Sau khi yêu như thế vẫn là sự tuyệt vọng Có yêu Đã từng đau Yêu càng sâu thì tổn thương lẫn nhau càng sâu Đến cuối cùng lại như là người xa lạ Người quen thuộc nhất trở thành người xa lạ Đến cuối cùng bọn họ Vẫn phải trở thành người xa lạ Thì ra tình yêu thật sự Là làm tổn thương người ta như vậy Ai cũng không ngờ tới Thời gian 10 năm qua đi Lần sau gặp lại sẽ đến bất tình lình như vậy. Ngày đó thời tiết vô cùng sáng sủa, nàng đồng ấm áp, quét hết mấy ngày mưa phùn, nhẹ nhàng khoan khoái từ bên ngoài cửa kính, Đựng lau sạch sẽ, chiếu bóng vào bên trong. Nhạc thiếu nhi sôi động, không khí vui vẻ, làm cho ánh nắng mặt trời trông nổi bật hết sức rực rỡ, cũng làm cho rêu thủy tinh có thói quen luôn luôn an tĩnh, hơi nhíu lông mày nhỏ nhắn của mình lại. Cho tới giờ, cô chưa từng đến những nơi ồn ảo, huyền áo Lệ Nhĩ Trác từng nói, nơi có rêu tủy tinh, có thể làm cho không khí đóng băng, nhưng lúc này nơi đây không có. Mở máy rời hơi lớn, trên thực tế đã hơi lớn một chút, những nốt nhạc nhảy ở trong không khí, còn có âm thanh trẻ con đùa cợt, vô cùng vui vẻ, đồ để làm nét mặt của cô lạnh hơn mấy phần. Tủy tinh à, cái này cho em. Một cánh tay trắng nõn xuế qua, cầm một con mèo kết tim mặc váy màu hồng phấn, ngừng gương mặt cười ngọt ngào có lúm đồng tiền lành lợi, khiến cho người ta phải thương yêu. Diêu Thủy Tinh cúi đầu nhìn gương mặt, giống hệt y đúc cùng một khuôn với cô, đôi mắt thanh lệ thoáng qua một tia ấm áp, đưa tay nhận lấy con mèo không có miệng của cô bé, Sợ qua gương mặt phấn hùng của nó. Cô gái nhỏ cười ngây ngốc, sáng rực rỡ, cúi đầu tiếp tục chơi đùa một con mèo kitty khác ở trong tay. So với mấy món đồ chơi đắt đỏ, tới cực điểm của cô bé, những thứ đồ chơi như thế này chỉ có vài món tùy tiện trong bữa ăn. Kỳ thực rất là rẻ tiền và bình thường, nhưng cô bé vẫn chơi rất là vui vẻ. Trong thế giới của trẻ con, không có giá cả, chỉ có thích hay là không mà thôi. Sợi tóc mềm mại theo động tác của cô gái nhỏ xõa ra trên vai, có mấy sợi còn buông xuống trước ngực, mái tóc dài làm nổi bật lên khuôn mặt sáng trong đáng yêu. Còn người đen nhánh lúc này nghiêm túc nhìn chăm chăm món đồ chơi trong tay, lông mày dài đậm tạo thành một bóng râm trong tầm mắt. Bởi vì cuối đồ Cho nên lúc này cũng không thấy rõ được ngũ quan Chỉ thấy trên khuôn mặt trắng nõn Giống như sữa tươi hiện ra sữa nõn nào hồng hồng Chỉ cần nhìn thôi Cũng khiến người ta muốn đưa tay mà cấu lên một cái Cô bé loay hoay đồ nghịch món đồ chơi Tình càng nhòi lên phía trước Mà lém ly kem ở trong tay Vẻ mặt được thỏa mãn mà cong cong ý cười Diêu thủy tinh cầm khăn giấy Trắng tinh ở trên bàn Lau đi môi bởi vì thăm ăn mà dính kem của cô bé đứa bé ngừng đầu nhìn cô cười hồn nhiên một tiếng. Tự Tinh là tốt nhất. khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp này làm siêu thủy tinh cảm thấy đau lòng. Một tiếng trẻ con cờ lạnh ở bên tai vang lên. Đây là một cậu bé vẫn luôn không nói gì ngồi ở bên cạnh. cậu ta miễn cưỡng ngồi đó, cầm máy tính ở trong tay chơi. ngay cả đầu cũng lười phải ngẩng lên. mà đồ ăn trước bàn của cậu ta sớm đã mất hết khí nóng rất lạnh. từ đầu tới cuối ngày cả khá chậm. cậu ta cũng xem thường biết anh đang cười nhạo mình chiếc miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bé cong lên két anh nhất tiểu vũ à không thể không lễ phép diều tỉ tình vỗ vỗ mái tóc mềm mại của cô bé diều tri vũ biết điều gật đầu rồi sau đó đưa tay kéo ống tay áo của anh trai anh à em muốn qua kia chơi ngón tay chỉ ra khỏi nhà hàng đặc biệt là cô vui chơi trẻ em ở đó có không ít trẻ con đang chơi đùa ở bên trong đồ nghịch vui vẻ ngay cả cậu bé đầu cụ công ngẩng lên không thèm quan tâm tới cô bé. Anh à, anh à. Cô bé dùng sức kéo tay của cậu bé. Kéo tay cậu bé ra khỏi máy chơi game. Cậu bé ngẩng đầu cau mày trừng cô bé. Đó là gương mặt giống như đúc với cô bé. Có điều lạnh lùng hơn, càng thêm giống với diều thủy tinh. Hai khuôn mặt xinh đẹp như vậy hiện ra cùng lúc, hiển nhiên thấy rõ lực sát thương. Mọi ánh mắt trong nhà, hàng, đều là vô ý nhìn chăm chăm về phía này. Lúc bé trai ngẩng đầu, có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của phái nữ ở bàn bên cạnh. Ngộ quan xinh đẹp, ở trên khuôn mặt bé gái là tên xảo, trên khuôn mặt bé trai lại là anh Tuấn, nhất là dáng vẻ cậu bé hơi nhíu lông mày, quả thật là mê đắm cả một đống phụ nữ, lực sát thương không hề bình thường. Phiền chán, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng đủ mười phần phong cách của rêu thủy tinh. Thủy tinh à, cô ấy kéo dài giọng, bên trong chứa vô phàn sự uất ức, Diêu Tri Vũ lay lay cánh tay của cô, tội nghiệp mà nhìn Diêu Thủy Tinh. Dưới ánh mắt của ai đó không thể không động lòng, nhất là Diêu Thủy Tinh, khi đối mặt với bọn họ không thể không mềm lòng. Diêu Tri Cảnh Diêu Thủy Tinh lạnh lùng gọi tên của cậu bé. Cậu, cậu bé ngước mắt nhìn cô, hai người cùng im lặng không nói gì, nhìn thẳng thật sâu vào trong ánh mắt. Hai phút sau trôi qua, núi băng nhỏ không địch lại sức dồn ép của núi băng lớn. Trong mắt của cậu bé thoáng qua một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn để máy tính xuống, rồi đứng dậy kéo rêu tri vũ, về mặt vui vẻ tới khu chơi trò chơi. Ai cho cậu biết, người cậu yêu nhất trên đời này không phải là rêu thủy tinh, thì còn có thể là ai đây? Diêu thủy tinh nhìn hai thân hình nhỏ nhắn, ở trong mắt có sự thỏa mãn. Cuối cùng cuộc đời cô, vì có bọn chúng mà trở nên không hoàn toàn đều là khổ sở. Nhiều năm như vậy, có hai đứa nhỏ này làm bạn, Cô vượt qua những ngày khó khăn nhất Cho nên cô thương bọn chúng Yêu hơn cả là cốt nhục Hiện tại chỉ ngồi ở đây nhìn bọn chúng Cô cũng đã cảm thấy yên bình Yên bình mà cô yêu thích Điện thoại đặt ở trên bàn Truyền đến tiếng rung động nhẹ nhẹ Là trợ lý tào hân của cô Ngước mắt nhìn thấy hai đứa bé chơi cực kỳ Vui vẻ bên cô trò chơi Trên thực tế chỉ có diều Tri Vũ Chơi cực kỳ vui vẻ thôi Cô tiếp nhận điện thoại Diêu Thị Tinh Giọng của Tào Hân bình ổn, nhưng vẫn rõ ràng như cũ là hơi ẩm ý. Giám đốc, báo cáo đầu tư của công ty Thế Thành. Năm năm gần đây tôi đã chỉnh sửa xong rồi, một phút trước đã gửi cho ngài. Tôi biết rồi. Mở máy tính bằng ra, thầy lá thư vừa được gửi tới ở trong hòm thư. Con số trong đó đã làm cho cô ánh mắt sáng lên. Để qua một bảng con số màu xanh lẻ là có thể thấy được lịch sử mấy năm của công ty lão luyện. Có biết bao nhiêu bước đi gian nan. Thần là trợ lý của cô Tào Hân vô cùng hiểu Gần đây cô vẫn luôn quan tâm đến dự án thu mua này Mặc dù hôm nay Diêu Thủy Tinh nghỉ phép Nhưng cô vẫn luôn muốn báo cáo sớm Tào Hân chỉnh sợ xong tất cả Trước tiên lập tức điện thoại cho cô Diêu Thủy Tinh càng ngày càng hứng thú Đối với trò chơi của các con số này Năm đó sau khi cô lấy được học vị tiến sĩ Vẫn ở lại Thụy Sĩ Để quản lý chi nhánh Diêu Thị ở châu Âu Một tháng trước Bị Diêu Giật Châu trở về Đài Loan bởi vì tổng giám đốc của rêu giật châu của Diêu thị dự định cùng với yêu định cư ở thụy sĩ cô là loại người theo chủ nghĩa siêu cấp hoàn mỹ toàn tâm toàn lực làm việc làm thêm giờ đến đêm khuya hoàn toàn là chuyện bình thường tự như cơm bữa mà thành tích dị nhiên là trái sáng chi nhánh ở châu âu do cô quản lý ba năm liên tục đều đạt thành tích tập đoàn đứng hàng đầu ngay cả gieo giật châu luôn bắt bẻ trong công việc đối với cô cũng không nói qua một chữ tất cả thành viên của hội đồng quản trị cũng đã âm thầm nhận định Diêu Thủy Tinh chính là người lãnh đạo kế nhiệm của tập đoàn Diêu Thị. Mặc dù trẻ tuổi nhưng còn nhỏ, cô đã đi theo học tập bên cạnh Diêu Giật Châu vài chục năm nữa từ cách và kinh nghiệm cộng với năng lực của cô đều sẽ làm cho người ta tin phục. Lần này cô nhìn chúng công ty Thế Thành. Đây là một chuỗi khách sạn lâu năm móc nối với nhau. Năm đó đã từng có một thời kỳ huy hoàng, nhưng bởi vì là công ty của cả gia tộc thành viên dối gen nội bộ chỉ lo tranh quyền đoạt lợi đấu đá lẫn nhau mà hoàn toàn không chuyên tâm trên phương diện quản lý và phát triển cho nên những năm gần đây thua lỗ là đặc biệt nghiêm trọng chẳng qua diều thủy tinh nhìn chúng chính là nền tảng vững chắc của nó hơn nữa là có rất nhiều khách sạn bởi vì vị trí không hề tệ mà cố ý thu mua gần đây bỏ rất nhiều tâm tư vào vụ thu mua này đối với công ty này cũng là tình thế bắt buộc có điều cô cũng biết đương nhiên trở ngại của vụ thu môn này là không nhỏ trước nói động sự trưởng Mới nhậm chức của thế thành minh phương ra là không muốn buông tay còn có cả một tập đoàn at cắn thật là chặt Diêu thị không buông trụ sở chính của at ở châu âu cũng có sản nghiệp cách sạn tài năng kiệt xuất mấy năm nay đấu tranh nhiều lần với siêu thủy tinh đều là thua trận cho nên đối với siêu thủy là canh cánh ở trong lòng coi như là kẻ địch của mình lần nào cũng là không tiếc cả vốn lẫn gốc đề danh dự án về siêu thị. Chẳng qua cho đến bây giờ vẫn là chưa từng thành công. Với những oán hận này, lần này AT về ra giá, giá, lập tức đã cảm thấy chói sáng, ném ra một số tiền lớn đã sớm vượt xa giá trị của công ty, như vậy để thu mua công ty đó. Họ làm như vậy, có lẽ không phải vì kiếm tiền, mà chỉ là vì muốn nhanh chóng đả kích được siêu thị. Giờ này trong buôn bán, dùng giá tiền cạnh tranh từ đầu tới cuối chính là ngô sẩn, bỏ vốn hại người, tổn nhân bất lợi kỳ Diêu Thủy Tinh hoàn toàn không thèm làm chuyện như thế này xem sao muốn học công ty này cần phải dùng một biện pháp khác đầu ngón tay gõ nhẹ ở trên mặt bàn một chút đôi mắt công tự chùm một lần nữa nhìn về phía hai bảo bối trong cô vơi chơi thiếu nhi kia có tiểu cảnh ở đó thật ra cô không cần phải lo lắng gì huống chi cô cũng biết rất rõ tiểu vũ cũng không phải là thuần lương vô hại như là nhìn quá ở bề ngoài chỉ là ra đời muộn hơn so với tiểu cảnh 6 phút. Bọn nọ đều là đứa bé của Diêu Gia, thật ra thì bản chất là hợp thành một. Nhưng loại lo đắng đó không phải là do lý trí, mà tự nhiên là không yên lòng vậy thôi. Cho tới bây giờ, Diêu Tri Cảnh luôn cho rằng kiểu vui chơi này là hành động ngu ngốc muốn chết, chẳng thèm ngó tới, nhưng lần này miễn cưỡng tới chơi với em gái. Cậu đứng ở một bên nhìn tiểu phụ chơi cầu trượt, trong đôi mắt không hề có sự kiên nhẫn nhưng là vẫn bình tĩnh. Nhìn chăm chú vào bọn chúng, lòng của cô trở nên nhẹ nhõm. Cô vẫn tin bọn chúng chính là một quà tết đẹp nhất mà trời cao đã ban tặng cho cô. Hiếm khi có thời gian nhằn nhã. Trong cuộc sống của Diêu Thủy Tinh, ngồi thế này ở đây, không có công việc phiền nhiễu thật sự là khó thấy. Đôi mắt trong veo tùy ý quét qua đường phố náo nhiệt ở bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh khổng lồ thắt đất, nhìn người đi đường qua lại bằng nhiều phần vội phá. Một giây kế tiếp khi đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, cô nhìn thấy anh. Vận mệnh luôn là như vậy. Lựa chọn lúc ta không có sự chuẩn bị nhất mà cho ta một bất ngờ. Trước giờ Diêu Thủy Tinh chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại người đó. Mười năm, năm tháng, rất nhiều chuyện đã thay đổi bao gồm cả anh. Anh không còn là người thanh niên u sầu mà tối tâm trong trí nhớ. Hạ Viễn Hàng mười năm sau đã biến thành một người đàn ông thành thục thành thục đến mức đã làm người chồng người cha đôi mắt cô bởi vì nhìn thấy đứa bé anh ôm trong kiều tay mà lạnh đi mấy phần đầu ngón tay trắng tinh có trên mặt bàn sạch sẽ bóng lắng xinh đẹp giống như cánh hoa đôi môi màu hồng mím thật chặt chưa bao giờ nghĩ tới có thể nhìn thấy anh như vậy nhìn anh một tay ôm một đứa bé trai một tay còn dắt theo một đứa khác nhìn thấy trên khuôn mặt xa lạ mà lại quen thuộc của anh vào giờ phút này là sự nhẹ nhõm và thương yêu đẩy cửa lớn ra tuyên bố thật sự bọn họ lại ở chung phòng cùng vào một lần một nơi thủy tinh thủy tinh à diêu trí vũ ngồi trên đỉnh cầu trượt cất giọng ngọt ngào mà cười phát tay ý khỏi diêu thủy tinh rồi sau đó trượt xuống tiếng trẻ con lanh lảnh ở bên trong phòng náo nhiệt thật ra không tính là rõ ràng cô ngất mắt đồng cứng nhìn vào trong đôi mắt sâu của người đàn ông nhiều năm gặp lại thì ra đúng là chuyện dễ dàng như vậy mới trở về đài loan Đối với một nơi mà mình đã sống gần 20 năm, Hạ Viễn Hằng có một loại cảm giác phức tạp không nói nên lời. Ra đi 10 năm, nhưng cảm giác giống như là đi nguyên cả một thế kỷ. Cái gì cũng thay đổi, thành thị đường phố, không khí bao gồm cả người. Nếu như lần này không phải là vì công việc yêu cầu, Anh nghĩ có thể vĩnh viễn, viễn mình cũng sẽ không trở lại nơi này. Năm đó vào thời điểm đi, vốn dĩ anh đã quyết định hoàn toàn ra đi. Có điều rất nhiều chuyện cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà thay đổi, tự như chính anh vậy. Đi thăm chị gái, lúc này Hạ Di Hằng đã có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, chồng tài năng xuất chúng săn sóc, hai đứa con đáng yêu, hơn nữa còn sắp chào đón đứa bé thứ ba. Tuy rằng vì tính cách đã khiến Hạ Viễn Hằng và chị gái chẳng quá thân thiết, nhưng máu mủ thật đúng là kỳ diệu. Dù nước Mỹ nhiều năm, nhưng rất ít khi gặp mặt, thế nhưng chị vẫn là người thân của anh, giống như hai đứa cháu nhỏ dễ thương của anh vậy. Anh là vô cùng yêu thương chúng Có lẽ có một chút đau xót Nào đó ở bên trong Cho nên Hạ Viễn Hằng luôn luôn lạnh lùng Có thể nói ra trăm ngàn Lý do để đối với hai đứa cháu này Khi An An nói muốn ra ngoài chơi Thì anh rất là sảng khoái Lập tức mang theo hai anh em bọn chúng Đi đến khu vui chơi An bác dậy năm nay 14 tuổi vô cùng hoạt bát Tính cách hoàn toàn khác biệt Với anh trai vừa tròn 7 tuổi Tính cách của Bách Thần Duệ lại giống cha Bách Lăng Phong hơn yên lặng mà ít lời. Có điều hai anh em đều thừa kế bề ngoài, là tuấn mỹ của Bách Lăng Phong, làm mê đắm không ít người. Cậu kỳ có tính nhẫn nại chơi với chúng cho tới tận trưa. An An đi chơi hương phấn không thôi. Ngay cả trên gương mặt của thần thần, cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Nhìn ra được bọn họ đều là vô cùng thích người cậu tương đối ít cặp này. Đã đến thời gian bữa trưa, dường như trẻ khó có thể kháng cự được các thức ăn có lượng calo cao. Nên khi An An nói muốn ăn McDonald thì Hạ Viễn Hàn luôn luôn cương chiều bọn họ, hoàn toàn không hề phản đối, lập tức xuất phát tới một địa điểm gần nhất. Tất cả McDonald trên toàn cầu đều giống nhau, loại không khí náo nhiệt đó Hạ Viễn Hằng chưa bao giờ yêu thích. Trong tích tắc mở cửa ra, âm nhạc như dòng nước chảy đổ xuống, theo thói quen anh nhíu mày lại. Thủy Tinh, Thủy Tinh à? Tiếng kêu nhỏ nhặt rõ ràng rất nhỏ bé, rõ ràng đã chìm ngập giữa tiếng người. Nhưng anh lại nhạy cảm bắt được Anh cảm hận nhất chính là loại nhạy cảm này của mình Cũng cảm hận nhất là chuyện của mấy năm trước Trái tim của anh vẫn sẽ đau Dù chỉ là nghe thấy hai chữ Toàn bộ mấy năm qua Chỉ cần nghe thấy hai chữ này Anh vẫn sẽ có một loại cảm giác không thể nào thâu nổi Biết rõ vĩnh viễn, viễn sẽ không phải là người đó Nhưng theo bản năng vẫn đi tìm kiếm bóng dáng của cô Có điều lần này anh không thể ngờ tới Thế mà lại là tương phùng nơi đường hẹp Ánh mắt sắc bén đột nhiên chạm vào đôi mắt trong veo như là có nước đã từng vô cùng quen thuộc kia thời gian bất động thế giới dần dần biến mất kể trải qua vô số lần thất vọng và đau khổ lần này anh thật sự đã nhìn thấy cô rõ ràng khoảng cách rất ngắn nhưng anh lại có cảm giác như cách cả một đời trong khoảnh khắc đó anh chỉ nhìn thấy cô cũng chỉ muốn nhìn cô người đó cô gái đắc khắc sâu vào trong máu thịt người thiếu nữ đã từng thuần khiết trải qua thử thách của thời gian trở nên trưởng thành dung mạo của cô vẫn như trong trí nhớ của anh cao quý mà lạnh lùng giống như sao lạnh ở trong đêm đông xa xôi không bao giờ với tới cô không né tránh ánh mắt chăm chú của anh mà nhìn thẳng anh đôi mắt thật là sâu không nhìn ra một chút cảm xúc nào không có bất ngờ không có tức giận càng không có bi thương giống như không phải hai người đã chia xa tròn mười năm mà chỉ đơn thuần là người xa lạ vậy. Thủy Tinh, Thủy Tinh à? Tiếng trẻ con ngọt ngào phá vỡ ánh nhìn nặng nề. Anh nhìn theo tiếng kêu, thấy một khuôn mặt xinh xắn thì như bị xét đánh. Vui mừng con xiết qua đi trong nháy mắt tiếp theo là sự oán hận tràn đầy, đất trời, hận đến chết. Tuổi nhỏ như vậy, không thể nào, không thể nào là đứa bé năm đó của bọn họ. Nhưng khuôn mặt giống nhau như vậy, nói là không có một chút quan hệ máu mù nào với Diêu Thủy Tinh. Ai có thể tin được đây Cô kết hôn Tim của anh chưa bao giờ lạnh lẽo giống như giờ phút này Cậu à An An trong kiểu tay của anh không thoải mái dãy rùa Giọng trẻ con trong chảo vang lên Các đầu ngón tay của anh nắm chặt từ từ buông lỏng Về mặt của Diêu Thủy Tinh vẫn lạnh nhạt mà bình tĩnh An An không hiểu Tại sao cậu lại ôm bé đứng ở đây không hề nhúc nhích Mà tay càng ôm lại càng chặt Khiến cho cậu vô cùng không thoải mái Đứa cháu nhỏ dãy ruộng khiến anh tỉnh táo lại Hạ Viễn Hằng thu hồi tầm mắt Vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh An An muốn ăn cái gì đây Bình tĩnh giống như anh hoàn toàn không nhìn thấy cô Bình tĩnh giống như trước giờ Tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra vậy Cháu muốn ăn mì cá Ăn khoai tây chiên Nói thật nhanh một chuỗi thức ăn từng ngày Mẹ luôn không cho cậu đụng vào Lần này có thể ăn no là cậu tốt nhất Được Bình tĩnh dẫn theo hai đứa cháu đi đến chỗ trống Lúc đi ngang qua bên cạnh cô Ngay cả mấy giây dừng lại cũng không có Giống như cả hai là không quen nhau Đi qua giống như là người xa lạ vậy Mà cô cũng không biết anh một cái Bọn họ cũng đã sớm Không còn bất cứ quan hệ gì Cũng đã đoạn tuyệt sạch sẽ 10 năm trước rồi Nước chảy không hề lưu dấu Khói làm lúc ẩn lúc hiện Quanh quần ở đầu ngón tay Ánh sáng mờ ảo tạo ra một bóng dáng bí ẩn Hạ viễn Hằng cứ như vậy bình tĩnh đứng ở cửa sổ sát đất bên cạnh dưới chân là dòng xe cộ tới lui còn có cả bức họa ánh đèn rực rỡ nhưng trong mắt anh chỉ để lại một mảnh mơ màng đưa tay hít một hơi thuốc lá đã cháy hơn một nửa thật lâu làm ánh lửa sắp tắt trong nghe mắt đỏ đến trái mắt thuốc là vuốt lên bộ mặt cảm xúc nào đó phôn ra khói mù mông lung làm khuôn mặt của anh ẩn trong một mảng thâm trầm điện thoại di động vang lên trong phòng khách hình như anh không nghe thấy một chút ý định nhận cũng là không có. Sau khi điều thức cháy hết, anh xoay người ấn nút mắt điện thoại không ngừng vang lên. Ông chủ, đột nhiên anh Quang có tàn mà đi mất. Chúng tôi sắp bận đến phát điên lên rồi. Điện thoại vừa kết nối, giọng điệu thân tốc như súng liên thanh của trợ lý Peter từ bên người, truyền đến rõ ràng. Tiếng Anh thật là một loại ngôn ngữ kỳ quái, có thể nói nhanh như vậy mà không cắn phải đầu lưỡi. Ừ, một chữ nhàn nhặt nhạt, nhạt cũng không cắt đứt nỗi nhiệt huyết oán trách của Peter. Mấy ngày nay anh ta hoài lai hay sắp nổi điên lên rồi. Sáng hôm nay vừa vào công ty, đừng nói là uống cà phê, ngay cả thời gian tìm đến nhà vệ sinh cũng không có. Cho nên anh thật sự là nhớ ông chủ của mình, mặc dù có một chút trầm mặc. Ông chủ à, tại sao anh phải nhận vụ thế thành chứ? Kiểu vụ nhỏ như thế này có gì hấp dẫn anh đây? Hơn nữa lại còn phải chạy đến Đài Loan nhỏ xíu. Điểm này không phù hợp với tính cách của Hạ Viễn Hằng. Ai cũng biết ông chủ Hạ Viễn Hằng của Viễn là nổi tiếng đào bới. Không có thủ lao hậu hĩnh đến dạng người thì đừng mơ tưởng mời được anh đến đây. Cho nên đối với việc này, anh ấy phá lệ đáp ứng công ty Thế Thành, tiếp nhận lấy cái công ty thối nát không thể thối nát hơn. Anh thật sự rất là hiếu kỳ. Đừng nói đến số tiền Hạ Viễn Hằng đổ vào. Anh ấy đã sớm không để trong mắt rồi. Nói chủ đề chính đi. Mấy năm nay, Thế Thành liên tục thua lỗ. Trước mặt công ty muốn thu mua có hai cái Một cái là AT của Pháp Còn một cái là Diêu Thị AT vì thu mua nó Gần đây liên tiếp có hành động Bảo ra một số tiền lớn ở trên thị trường chứng khoán Thu mua một số lượng lớn cổ phiếu của Thế Thành Xem ra trước mắt hiệu quả coi như không thể Giang xào làm cổ phiếu của Thế Thành Mỗi phần đã tăng lên 30 đồng Còn Diêu Thị Đối với tình huống này vẫn duy trì thái độ cầm chừng Không có bất cứ hành động nào cả Trước khi đi Ông chủ bảo anh thu thập tài liệu về Thế Thành Nhìn xem anh là một trợ lý có bao nhiêu Trách nhiệm nha Ừ Còn biết tổng giám đốc của Diêu Thị Diêu Thủy Tinh Rốt cuộc là có tính toán gì Rõ ràng vụ thua mơ này vừa bắt đầu Là cô ấy đã đưa ra đầu tiên Nhưng AT hành động lớn như vậy Cô ấy lại không có một chút tiếng vang Cũng không có Thật sự là quá mức kỳ lạ Vì ta vừa nói thầm ở bề đầu bên kia điện thoại Đôi mắt của Hạ Viễn Hằng lắng sâu Cái tên đó giống như một dòng nước Từ đáy lòng của anh nhẹ nhàng lướt qua đem đến một mảnh sao động một đợt bên kia trái đất thì như thế nào đã hoàn thành xong rồi giá cổ phiếu trước mắt đã ổn định thiết kế mới phổ biến thuận lợi ben đã dẫn theo nhóm từ bên kia trái đất trở về nói với ben sau khi nghỉ ngơi một tuần lễ thì đến đài loan ông chủ à anh thật sự vẫn quyết định nhận phụ của thế thành này sao lấy chi phí so ra giữa những công ty được giữ lại này thì thật sự là không đủ nhìn lần này tại sao ông chủ lại làm như vậy chứ Hạ Viễn Hằng thẳng tay nhấn tắt điện thoại di động, rất khoát cắt đứt tiếng nói ồn ào của trợ lý. Ai cũng không ngờ ít nói như Hạ Viễn Hằng lại có thể dùng một người trợ lý nhiều lời như vậy. Cầm ly rượu đặt ở bên quầy ba lên, màu sắc whisky nguyên chất nhẹ nhàng, không thêm đá, mãnh liệt chính là thứ hiện tại anh cần nhất. Để cờ phòng ngồi ra đi thẳng vào, anh đứng ở đó, hùng hàng nhìn chăm chú vào mặt tường, nâng ly uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ly, rồi lại rót đầy cả căn phòng yên tĩnh tầm mắt của anh sống như mang theo ngọn lửa chuyên tâm mà lại tà ác một hồi lâu sau tiếng thì thầm nặng nề phá vỡ không khí đầy áp lực làm sao có dám từng câu từ chữ giống như cực kỳ vất vả phát ra từ kẽ hở của cổ họng rượu đậm đặc từ một đường trong cổ họng đút vào trong lòng mang đến mùi vị chưa xót kéo một đoạn máu tươi đầm đìa đã qua mười năm trước đến Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Có con nên cưới chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện hẻm ngôn tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện.